Nô thị cực phẩm y thần, Diệp thần. Tập 416. Bầu không khí khẩn trương mà nghiêm túc, chạm một cái liền bùng nổ. Lúc này, Diệp thần nhưng cảm thấy luân hồi mộ địa bên trong, hoàng lão cư như vậy thức tỉnh. Một đạo long trời lở đất, như núi hồng bùng nổ vậy vang lớn, từ Diệp thần trong cơ thể truyền ra. Hoàng lão bóng người, lại là trực tiếp bay ra, đón gió hiển hóa, biến thành vạn trượng cao, cả người hoang cổ hơi thở nổ tung, lại là để cho được mảnh thiên địa này, nhanh chóng rút đi màu sắc, biến thành đen trắng thế giới. Kinh khủng hoang cổ khí tượng, bao phủ ngàn vạn dặm, làm người ta rung động. Huyễn Hoàng Thiên, người thân là ta tán thần nhất mạch người, lại có thể làm tử thần giáo đoàn tay sai. Hoàng mắt lão màu bên trong, bắn ra uy giận ánh sáng, nhìn chằm chằm Huyễn Hoàng Thiên. Vậy cổ cường đại cảm giác bị áp bách, bao phủ đi qua, bình bịch bịch một hồi nổ vang, Huyễn Hoàng Thiên bên người mười mấy con rối cường giả, lại là ngay tức thì bạo nổ thành máu thịt mảnh vỡ. Thấy hoàng lão xuất hiện, còn bộc phát ra uy mãnh như vậy khí thế, Diệp thần nhất thời kinh hãi. Hoàng tộc lão tổ, vạn giới cấm kỵ, hoàng tự tại. Đao Trấn Sơn thấy hoàng lão xuất hiện, cũng là một hồi kinh ngạc cùng rung động. Hoàng tự tại, là ngươi. Huyễn Hoàng Thiên nhìn về hoàng lão, nhất thời một hồi cực hạn dè chừng và sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau liền mười mấy bước. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hoàng lão cư như vậy ngay tại Diệp thần trong cơ thể. Đại hoàng tử ấn, cho ta trấn áp. Hoàng lão quát to một tiếng, bàn tay kết ấn, mang mãi mãi tử khí, như trấn áp thiên địa vậy, một chưởng hướng Huyễn Hoàng Thiên vỗ tới. Đây là đại hoàng không kinh bên trong võ học, tầng thứ nhất đại hoàng tử ấn. Đại hoàng không kinh có 9 tầng, đại hoàng tử ấn chỉ là tầng thứ nhất, nhưng ở hoàng lão luyện bên trong, cái này đại hoàng tử ấn, uy lực nhưng là long trời lở đất. Một chưởng này đánh ra đi, thiên địa càn khôn tựa như đều bị trấn áp, các loại quy luật tan vỡ, nổ lên kịch liệt vòng xoáy khí lưu, lăn lăn khí lưu hòa lẫn hoàng lão băng thiên vậy trưởng thế, phải đem Huyễn Hoàng Thiên nghiền chết. Tử thần nói, thiên chiếu tà ngục trưởng. Huyễn Hoàng Thiên tủng sợ hãi, vội vàng hội tụ toàn thân ma công, bàn tay nổ lên đen nhánh lửa cháy mạnh, cũng là một trưởng đánh ra, chống đỡ hoàng lão đại hoàng tử ấn. Nhưng hoàng lão trưởng lực, hùng hồn thế nặng, Huyễn Hoàng Thiên lại là không đỡ được, rắc rắc một tiếng, bàn tay xương của cánh tay, đều bị đánh bể, rồi sau đó ngược lại trúng một trường, xương sườn đứt từng khúc, phốc xích một tiếng, cuồng phún ra máu tươi, lại hỗn tạp chút nội tạng, hình dáng đặc biệt chật vật. Hoàng tự tại, người ở nhờ ở luân hồi trong cơ thể, hơi thở lại có thể cường hãn đến như vậy bước. Huyễn Hoàng Thiên gương mặt vặn vẹo, mắt gặp hoàng lão như vậy lợi hại, nên cũng không dám tái chiến, vội vàng rút người ra bay ngược, lại tàn bạo kêu lên. Được, rất tốt, hoàng tự tại, người như có bản lãnh, tới ta tử thần giáo đoàn doanh trại đánh một trận. Vừa nói hướng phương xa bay đi. Hoàng lão hừ một tiếng, nhưng cũng không đuổi theo. Hắn thực lực, mặc dù muốn so với Huyễn Hoàng Thiên mạnh mẽ, nhưng đến bọn họ loại tầng thứ này cường giả, thắng bại nghịch chuyển, thường thường ngay tại một cái chớp mắt tới giữa. Nếu như đi tử thần giáo đoàn doanh trại, Huyễn Hoàng Thiên chiếm hết thiên thời địa lợi khí vận, vậy chiến đấu thắng bại, liền rất khó nói. Hoàng lão. Diệp thần thấy hoàng lão hiện thân, trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc. Hoàng lão vậy rất ít xuất hiện, lần này lại tự mình ra tay, đánh lui Huyễn Hoàng Thiên, hiển nhiên là bởi vì Huyễn Hoàng Thiên đầu phục tử thần giáo đoàn, hoàn toàn chọc tức hắn. Hoàng lão thần tình lạnh lùng, nhìn Diệp thần, nói, thằng nhóc, mau cút đi, nơi này không phải ngươi đợi địa phương. Tử thần giáo đoàn đã chiếm lĩnh nơi đây, ngươi lại lưu lại nữa, ai cũng không cứu được ngươi. Diệp thần cau mày nói, hoàng lão, ta không thể rời đi, ta nhất định phải đi hỏa thần giới. Hoàng lão vui vẻ cười to, nói, ngươi phải đi, ngươi làm sao đi. Nơi này truyền tống lối đi, đã bị tử thần giáo đoàn chiếm lĩnh, ta cảnh cáo ngươi, lấy ngươi bây giờ thực lực, tốt nhất không nên đắc tội tử thần giáo đoàn, hay không thì chỉ có một con đường chết. Nói đến tử thần giáo đoàn thời điểm, hoàng lão giọng bên trong, kiêng kỵ sâu đậm. Vậy tử thần giáo đoàn, ở không không lúc nào không bên trong, cho dù là đà đế cổ thần, đều phải vô cùng cảnh giác, hoàng lão tự nhiên cũng là vạn phần kiêng kỵ. Tử thần giáo đoàn đại biểu lực lượng, là tầng thứ cao hơn lực lượng, trong truyền thuyết Hải Vương Ma Tôn, so cổ xưa còn muốn cổ xưa, năm đó Hải Vương Ma Tôn cùng Nham Thần Thiên Tôn tranh bá thời điểm, chí cao ý chí còn không quật khởi.
đa đế cổ thần cũng không phải là chí cao. Cái đó niên đại năm tháng cùng lực lượng, đã cổ xưa rất xưa đến làm người ta sợ hãi bước. Một khi cổ xưa lực lượng hồi phục, Hải Vương Ma Tôn phá vỡ phong in ra, đó đúng là không có thể tưởng tượng đại tai biến. Hoàng lão chẳng muốn để cho thời khắc này Diệp Thần, dính líu tới như vậy cổ xưa nhân quả bên trong đi. Huyễn Hoàng Thiên đã bị ngươi đả thương, chúng ta có cơ hội đột phá ra ngoài. Diệp Thần trong con ngươi tinh mang chớp động, lại không chịu tùy tiện lùi bước. Hắn muốn đi hỏa thần giới tham chiến, chỉ có thể đi hư lưu minh biển khơi truyền tống lối đi. Tuy nói vậy cái truyền tống lối đi, đã bị tử thần giáo đoàn chiếm lĩnh, nhưng hiện tại Huyễn Hoàng Thiên bị thương, Diệp Thần chưa chắc không có phá giết cơ hội. Người thằng nhóc này, còn không biết tử thần giáo đoàn lợi hại, Huyễn Hoàng Thiên chỉ là một con cờ thôi. Được rồi, lão phu lười được quản ngươi chết sống, ngươi cứng rắn muốn đi chịu chết, vậy thì cứ việc đi đi. Dù sao sau khi ngươi chết, Nhâm Phi Phàm sẽ thừa kế luân hồi mồi lửa, lão phu như nhau tự do tự tại, ngươi liền cứ việc đi chịu chết đi. Hoàng lão hừ một tiếng, cũng không để ý tới nữa Diệp Thần, tự mình trở lại luân hồi mộ địa bên trong đi. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, Hoàng cứ không sợ trời không sợ đất tính cách, nhưng nhắc tới vậy tử thần giáo đoàn thời điểm, nhưng thủy chung là tràn đầy kiêng kỵ. Cái đó tử thần giáo đoàn, có thể so Diệp Thần tưởng tượng, còn đáng sợ hơn rất nhiều. Nhưng hiện tại, Diệp Thần tuyệt không thể rời đi, hắn nhất định phải dựa vào hư lưu minh hải truyền tống lối đi, đi hỏa thần giới. Đao Trấn Sơn thấy Diệp Thần cùng Hoang lão cãi vả, một hồi trầm mặc. Dừng một chút, Đao Trấn Sơn nói, luân hồi chi chủ, ngươi là thật phải đi hỏa thần giới. Diệp Thần nói, đúng vậy. Đao Trấn Sơn do dự một tí, sau đó khẽ cắn răng, nói, vậy cái truyền tống lối đi, đã thành tử thần giáo đoàn doanh trại cùng xào huyệt. Đó là một cái quái vật cùng ma thần xào huyệt, bên trong có rất nhiều đáng sợ quái vật, thậm chí liền Huyễn Hoàng Thiên đều không tư cách nắm trong tay. Những quái vật kia ẩn núp, ngày đêm là Hải Vương Ma Tôn cầu nguyện ngâm sướng, chỉ vì hồi phục Hải Vương Ma Tôn. Một khi ngươi đến gần xào huyệt, liền sẽ gặp phải vô số mạnh đại quái vật công kích. Đừng nói là ngươi, coi như là Hoàng tự tại đại nhân ra tay, cũng chưa chắc có thể đối phó. Diệp Thần cả kinh nói, cái gì? Nơi này còn có so Huyễn Hoàng Thiên mạnh hơn tồn tại. Hắn nguyên vốn cho là, Huyễn Hoàng Thiên chính là mạnh nhất, không nghĩ tới còn có càng quái vật cường đại ẩn núp. Đao Trấn Sơn nói, đúng vậy, luân hồi chi chủ, nhưng ngươi thật muốn sử dụng vậy cái truyền tống lối đi, ta vì ngươi cầm quái vật dẫn ra, ngươi mau sớm hành động. Giọng mang một chút đoạn tuyệt ý. Diệp Thần nội tâm chấn động, muốn dẫn ra những quái vật kia, muốn đến là vô cùng nguy hiểm, một cái sơ sẩy mà nói. Chính là rơi xuống kết quả. Nhưng mà đương thời giây phút, Diệp Thần không thời gian suy nghĩ nhiều, cắn răng nói, tiền bối, đa tạ. Đao Trấn Sơn cười khổ một tí, nói, như ta chết, nhớ ta tên chữ, tương lai đem ta sống lại. Hắn biết luân hồi mạnh mẽ, một khi luân hồi quy luật, du ngoạn đỉnh cấp, vậy liền có thể ung dung nghịch chuyển sống chết, sống lại hết thảy vong linh chết đi. Diệp Thần nội tâm buồn bã, nói, Đao Trấn Sơn lại nói, còn nữa, đừng quên điều tra nội gián. Thỏa thuận xong, Diệp Thần, Đao Trấn Sơn, Hạ Vũ, Chỉ Phi Huyết bốn người, chính là kết bạn lên đường, đi hư lưu minh hải chỗ sâu. Không cần thiết đã lâu, bọn họ đi tới biển khơi trung ương nhất, nơi này nhưng đứng sừng sững một tòa thật to núi thần. Núi thần không biết có nhiều ít vạn trượng cao, cắm thẳng vào trời cao, khói mù lượn lờ, trong núi một phiến yên lặng, không nghe được chút nào tiếng thở. Nơi này chính là tử thần giáo đoàn doanh trại, vậy cái truyền tống lối đi, ở trên đỉnh núi mặt. Đao Trấn Sơn chỉ hướng đỉnh núi, hướng Diệp Thần nói. Nơi này làm sao an tĩnh như vậy? Diệp Thần nghi ngờ hỏi. Hắn mơ hồ tới giữa, có thể cảm thấy cái này ngôi thần sơn trên, tựa hồ ẩn núp liền từng đạo khí tức cường đại, nhưng cả ngọn núi, nhưng không có một chút thanh âm phát ra ngoài, đặc biệt quỷ dị. Ngươi không nghe được mà thôi, để ý nghe. Vậy là tới từ không không thời không thanh âm, chỗ này, đã bị không không hơi thở ô nhiễm, lại nữa coi như là thế giới hiện thật, mà là không không thời không lãnh địa. Đao Trấn Sơn ngưng trọng nói. Diệp Thần lại là giật mình, cái này ngôi thần sơn, sừng sững ở trong biển rộng ương, nguy nga, khí tượng muôn vàn, nhìn như vậy không giống như là bị ô nhiễm hình dáng. Nhưng không không lúc nào không, quỷ dị khó lường, không cách nào hình dạng,
cho dù là tử thần giáo đoàn, cũng không chỉ có ma đạo khí tượng, cũng sẽ có tiên gia đại phái kỳ quan, bởi vì 002 chữ, vốn cũng không có thể bắt sờ, khó mà phán định thuộc tính. Diệp Thần tĩnh tâm xuống, để tâm đi lắng nghe. Oanh! Rồi sau đó, giống như là rẽ mây thấy mặt trời, mau chóng nghe sấm mùa xuân vậy, Diệp Thần cảm thấy chung quanh bình tĩnh bị phá vỡ, hắn nghe được vô số thanh âm quỷ dị. Những thanh âm này, từ núi sâu truyền lên tới. Có yêu thú gầm nhẹ, có ma thần hô hấp, có cổ quái vặn vẹo trương nhạc, có tất cả loại chân lý cùng ân điển ngâm sướng, lẫn nhau xen lẫn va chạm, cơ hồ muốn xuyên thấu màng nhĩ của người ta. Ta nghe được. Diệp Thần nội tâm chấn động một cái, những thanh âm này, mang theo không không thời không hơi thở, đặc biệt quỷ dị. Đao Chấn Sơn nói không sai, cái này ngôi thần sơn, quả nhiên đã bị không không hơi thở ô nhiễm, dị hóa thành không không thời không lãnh địa. Ở không không lúc nào không bên trong, những quái vật kia, đem sẽ càng vặn vẹo cùng mạnh mẽ. Một bên Hạ Vũ cùng Chỉ Phi Huyết, vậy mơ hồ nghe được trên núi thanh âm, đều là rung động. Đao Chấn Sơn gật đầu một cái, nói các ngươi ẩn núp, ta đem trên núi quái vật dẫn ra, sau đó các ngươi đi ngay đỉnh núi, lợi dụng truyền tống lối đi rời đi. Hôm nay Huyễn Hoàng Thiên bị thương, muốn đến là ở chữa thương, chỉ cần hắn không ra tay, không người có thể ngăn được các ngươi. Diệp Thần ngưng trọng nói, tiền bối, ngươi cẩn thận một chút. Đao Chấn Sơn rộng rãi cười một tiếng, nói, không sao, thật ra thì ta sớm chết rồi, năm đó vậy trận đại tai biến. Ta may mắn còn sống sót, một mực cũng là đau khổ cùng chịu khổ thôi. Tiếng nói rơi xuống, Đao Chấn Sơn già nua bàn tay, đột nhiên nắm chặt, mênh mông hư không, vô tận bát hoang, lăn ngòi nổ đình hơi thở tụ đến, hóa thành một cái vô cùng đao. Một đao nơi tay, Đao Chấn Sơn đảo qua già nua tư thái, hai tròng mắt tinh mang bạo tránh, giống như là chiến thần vậy. Giờ phút này, mất đi lúc. Đao Chấn Sơn phi thân lên, hoành đao cuồng chém. Hung mãnh sấm sét đao mang, giống như là diệt thế thẩm phán vậy, hướng vậy ngôi thần sơn chém tới. Bén nhọn như vậy một đao, chỉ sợ nguyên ngôi thần sơn, đều phải bị hắn chặt đứt. Chanh! Nhưng mà, lúc này, một cái đen nhánh to lớn thú móng, từ núi thần bên trong lộ ra, chặn lại Đao Chấn Sơn đao. Đao Chấn Sơn tử điện thần lôi đao, cùng vậy chỉ to lớn thú móng, đụng vào nhau, lại là phát ra kim thiết giao minh vậy thanh âm. Đao tộc! Không tin thánh A-la dị đoan. Chỉ gặp một đầu mãnh thú to lớn, từ trong núi lộ ra thân hình. Đầu mãnh thú này, không cách nào hình dáng cùng bên ngoài, bởi vì nó hình mạo, thời thời khắc khắc đều ở đây vặn vẹo biến hóa, rõ ràng cho thấy không không lúc nào không bên trong quái vật. Đầu mãnh thú này quái vật, trong miệng thánh A-la, dĩ nhiên chính là tử thần giáo đoàn lãnh tụ tinh thần, Hải Vương Ma Tôn. Ở tử thần giáo đoàn người xem ra, hết thảy không thờ phượng Hải Vương Ma Tôn người, đều là dị đoan. Đại biểu Thánh A-La, đem ngươi thẩm phán, cảm thụ ân điển đi. Đầu kia mãnh thú quái vật, lại một lần nữa vặn vẹo, lại là hóa thành hình người, có ngàn trượng cao, tay cầm bóng tối thánh điển, sau lưng có trời trăng sao chìm nổi, khí tượng đặc biệt nguy nga. Nó vặn vẹo quái đản như nhánh cây bàn tay, vuốt ve hắc ám thánh điển. Vậy bản hắc ám thánh điển bên trong, liền bạo phát ra lôi cùng lửa thiên tai, từ chân trời lăn lăn bạo rơi xuống, hướng Đao Chấn Sơn lướt đi. Đây là tới từ không không thời không sát phạt. Vậy lôi cùng lửa thiên tai, khí thế so với Huyễn Hoàng Thiên thủ đoạn thần thông, lại vẫn muốn mãnh liệt bá đạo, giống như là chân chính tiên đế công kích. Diệp Thần thấy một màn này, con người có rúc lại. Xem ra Đao Chấn Sơn nói không sai, ở hư lưu minh trong biển, quả nhiên tồn tại so Huyễn Hoàng Thiên còn kinh khủng hơn quái vật. Thật may những quái vật này, cũng khó mà chạy đến ngoại giới đi làm loạn, bởi vì chúng cần cuộc sống ở không không lúc nào không bên trong, một khi thoát khỏi không không lúc nào không, chúng liền sẽ ở thế giới hiện thật quy luật bao phủ hạ, hoàn toàn than súc, thậm chí có thể biến thành cấp thấp côn trùng cùng con kiến hôi. Đây là thế giới hiện thật phép tắc hạn chế nguồn, chủ yếu là tử hoàng tiên cung một mực bảo vệ mồi lửa nguyên. Mồi lửa nguyên bảo vệ thế giới hiện thật, tránh gặp không không quái vật ăn mòn. Nếu không, ùn ùn kéo đến có thể so với tiên đế quái vật, xông vào thế giới hiện thật, đó đúng là ngày tận thế. Đao Chấn Sơn tử điện thần lôi đao, ở đó lôi cùng lửa thánh điển thiên tai bên trong, trong nháy mắt liền tán loạn vô hình, hoàn toàn không có bất kỳ chống lại có thể. Cái này tay cầm hắc ám thánh điển quái vật hình người, chân thực quá mạnh mẽ.
Nhưng mà, Đao Trấn Sơn nhưng không có sợ hãi chút nào, ngược lại cười mắng to lên, nói các ngươi cái gì đó Thánh A-La, Hải Vương Ma Tôn, chính là một tên phế vật, rác rưởi, chỉ có thể bị Nham Thần Thiên Tôn phong ấn ở góc tối bên trong, cái này thế gian Thánh A-La, chỉ có Nham Thần Thiên Tôn tiên đoán bên trong, tương lai hùng phách thiên xuống luân hồi chi chủ. Lời nói này rơi xuống, đầu kia quái vật hình người nghe được, nhất thời giận dữ, cả người quỷ bí hơi thở nổ, lại là trên không huyễn hóa ra thiên thiên vạn vạn ác quỷ cùng oan hồn, giận không kềm được nói. Dị đoan, ngươi lại dám làm nhục Thánh A-La, tự tìm cái chết. Nó nhánh cây vậy vặn vẹo tay khổng lồ, sắp tối ám thánh điển mở ra, đi đôi với một hồi kịch liệt ông minh, hắc ám thánh điển bên trong có vô số phù văn nổ bay ra ngoài, hóa thành đầy trời tàn phá bừa bãi tai họa, thiên lôi, lửa cháy bừng bừng, bão tuyết, băng mưa vân. Vân, ùn ùn kéo đến hướng Đao Trấn Sơn gào thét đi. Cùng lúc đó, núi thần bên trong, vậy rất nhiều ẩn núp quái vật, nghe được Đao Trấn Sơn độc thần tiếng nói sau đó, cũng là tức giận gầm hét lên. Mười mấy đầu to lớn vặn vẹo quái vật, mang vô số càng vặn vẹo sơ đẳng ma thần, ngang nhiên liều chết xung phong ra, như vậy bóng tối thủy triều. Diệp Thần, Hạ Vũ, Chỉ Phi Huyết các người, thấy tràng diện này, đều là âm thầm khiếp sợ. Những thứ này ma thần cùng quái vật, cũng không có gặp phải thế giới hiện thật phép tắc ảnh hưởng, duy trì không không lúc nào không bên trong mạnh mẽ hình tượng, coi như chỉ là một đầu, cũng khó đối phó. Mà hiện tại, núi thần bên trong lao ra ma thần quái vật, nhưng là chi chít, như vậy thủy triều, không thể thắng đếm. Tràng diện này, chân thực quá kinh khủng chút, bóng tối đợt khí đánh vào hư không, liền không gian đều vặn vẹo, thế giới hiện thật quy luật làm bốc hơi. Diệp Thần dùng nắng ban mai gió, che giấu ở thân hình, cũng không có bị phát hiện. Đao Trấn Sơn một thân một mình, đối mặt với chi chít quái vật, vẫn là không sợ chút nào, kêu gào nói các ngươi Thánh A-La chính là phế vật, không phục cứ tới chiến. Dứt lời, hắn xoay người liền bay đi. Những cái kia ma thần các quái vật, nghe được hắn làm nhục Hải Vương Ma Tôn, đều là giận dữ, lại là dốc toàn bộ ra, gầm thét gào thét, tựa như điên đuổi theo giết Đao Trấn Sơn. Lão đầu này phải chết. Chỉ Phi Huyết nhìn Đao Trấn Sơn một mắt, thấp giọng nói. Như thế nhiều ma thần quái vật, coi như là đời này tiên đế tới, đều phải tạm lánh mũi nhọn. Đao Trấn Sơn một thân một mình, tự nhiên không thể nào tương đương, hơn phân nửa là phải chết. Hơn nữa, hắn còn dám làm nhục Hải Vương Ma Tôn, một khi rơi vào những cái kia ma thần quái vật trong tay, chỉ sợ sẽ chết rất thảm. Diệp Thần khẽ cắn răng. Hắn biết Đao Trấn Sơn là vì mình, nghĩ đến Đao Trấn Sơn bỏ mạng ở tức, hắn cũng không khỏi một hồi thần thương ảm đạm. Nhưng, đương thời giây phút, cũng không đoái hoài được bi thương, phải mau rời khỏi, không thể phụ lòng Đao Trấn Sơn hy sinh. Chúng ta đi. Diệp Thần vung tay lên, thúc giục nắng ban mai gió, hắn và Hạ Vũ, Chỉ Phi Huyết ba người, liền hóa thành một món gió mát, vô hình vô tích, hướng núi thần đỉnh bay đi. Tiến vào núi thần. Diệp Thần đã không thấy được bất kỳ quái vật. Tất cả quái vật, cũng đuổi theo giết Đao Trấn Sơn. Nhưng, Diệp Thần ở trong núi, cũng nhìn thấy không thiếu tử thần giáo đoàn đệ tử, bọn họ phần lớn là hiền lành đờ đẫn hình dáng, vừa thấy chính là con rối. Chỉ có một số ít người, nhìn giống như là người bình thường, người người mặt đầy dũng mãnh, hiển nhiên ở bên ngoài cũng là cùng hung cực ác đồ, là đời không buông tha, cho nên đầu phục tử thần giáo đoàn. Làm sao những cái kia ma thần quái vật toàn chạy, sẽ không sợ chúng kế điệu hổ ly sơn của địch nhân sao? Có tử thần giáo đoàn đệ tử, thấy tất cả ma thần quái vật, dốc toàn bộ ra, đuổi theo giết Đao Trấn Sơn, nhất thời cảm thấy có điểm không đúng. Sợ cái gì, chẳng lẽ còn có ai dám xâm nhập chúng ta tử thần giáo đoàn lãnh địa? Đó không phải là muốn chết sao? Lại có đệ tử khinh thường cười lên, hoàn toàn không có chút nào lo lắng chi tâm. Hi hi. Vậy Đao Trấn Sơn tránh liền mấy chục ngàn năm, ngày hôm nay chủ động đến cửa chịu chết, sau này chúng ta liền thanh tĩnh. Lại có người cười trên sự đau khổ của người khác cười nói, ở hắn trong mắt, Đao Trấn Sơn đã là một cổ thi thể. Diệp Thần nghe bọn họ giọng, đối vậy Hải Vương Ma Tôn, tựa hồ cũng không có nhiều ít tín ngưỡng, đầu dựa vào tử thần giáo đoàn, phỏng đoán chỉ là vì thực hiện mình dã tâm thôi. Nhưng, Diệp Thần đang là Đao Trấn Sơn hy sinh, cảm thấy áy náy. Thấy những thứ này tử thần giáo chúng cười trên sự đau khổ của người khác hình dáng, trong lòng tức giận, hừ một tiếng, liền trực tiếp ra tay. Gió kiếm, nháy mắt chém.
Diệp thần thúc giục nắng ban mai gió, từ vậy mấy cái giáo chúng bên người lướt qua, nếp sống ở ngay tức thì cô đọng, hóa thành lưỡi dao sắc bén, phốc xích một hồi chém cắt thanh âm. Vậy mấy cái giáo chúng, ngay tức thì liền bị Diệp thần chém eo hết, tại chỗ chết đi. Người nào? Xa xa tử thần giáo đoàn các đệ tử, cảm thấy được máu tươi kinh biến, đều là kinh hãi, rối rít chạy tới cha xem. Nhưng mà, Diệp thần sớm thúc giục nắng ban mai gió, đi đỉnh núi bay đi. Cùng tử thần giáo đoàn mọi người, đuổi lúc tới, bọn họ cái gì cũng không thấy được, chỉ cảm nhận được lưu lại nếp sống, thổi lất phất bọn họ gương mặt. Gặp quỷ, đi nhanh bẩm báo Huyễn Hoàng Thiên Đại Nhân. Tử thần giáo đoàn đám người kinh hoàng không trạng, biết đã xảy ra chuyện lớn, vội vàng đi bẩm báo Huyễn Hoàng Thiên. Diệp thần đã tới đỉnh núi, nếp sống chỉ tức, hắn và Hạ Vũ, chỉ phi huyết ba người, đứng ở đỉnh núi một khối trên bình đài. Trước bình đài phương, là một miếng tràn đầy dấu vết loang lổ vòng xoáy cửa, nhưng phía trên hiện đầy màu đen năng lượng gông xiềng, đã sớm bị phong bế. Nơi này chính là hư lưu minh hải truyền tống lối đi sao? Diệp thần nhìn trước mắt vòng xoáy cửa, cảm nhận được liền cùng thái thượng công đức chiến tương quan hơi thở. Hiển nhiên, cái này phiến vòng xoáy cửa, chính là đi thông thái thượng công đức chiến trường môn hộ. Vốn là, đỉnh núi là có quái vật canh giữ, hơn nữa không chỉ một đầu. Nhưng may mà đao chấn sơn, tất cả quái vật đều bị dẫn đi, chung quanh không có bất kỳ bảo vệ lực lượng. Diệp thần nhìn một chút Hạ Vũ cùng chỉ phi huyết, người sau hai người đều là gật đầu. Đao chấn sơn không chống đỡ được bao lâu, những cái kia ma thần quái vật, sợ rằng rất nhanh sẽ trở lại. Hơn nữa, coi như chúng không trở lại, trên ngọn núi này, còn có Huyễn Hoàng Thiên chấn giữ, vô cùng nguy hiểm, phải mau rời khỏi. Dọn ra. Diệp thần ngón tay dựng lên, đầu ngón tay nổi lên một món ngọn lửa. Đó là đệ nhị yêu cơ giao cho hắn ngọn lửa, là mồi lửa nguyên tiết ra ngoài năng lượng hối tụ thành một món tàn lửa, có vô cùng dư thừa lực lượng, có thể lần nữa kích hoạt hư lưu minh hải truyền tống lối đi. Diệp thần cong ngón tay bắn ra, vậy một món tàn lửa, chính là hướng trước mắt vòng xoáy cửa, bay đi. Suy, làm tàn lửa rơi xuống, vòng xoáy kia cửa, phía trên màu đen phong ấn gông xiềng, nhất thời từng cái tán loạn hết. Nguyên phiến vòng xoáy cửa, khôi phục ánh sáng, có mênh mông thần mang tràn ngập ra. Chúng ta đi. Kích hoạt cửa truyền tống quá trình, so Diệp thần tưởng tượng, còn thuận lợi hơn rất nhiều. Hắn lập tức liền muốn mở ra cửa, trực tiếp truyền tống đi hỏa thần giới. Luân hồi chi chủ, nếu đã tới, cần gì phải đi vội vã. Nhưng vừa lúc đó, một đạo âm lãnh thanh âm vang lên. Chỉ gặp dưới núi, có mười mấy đạo thân ảnh, dậm chân vượt qua hư không, xuất hiện ở Diệp thần cùng trước mặt người. Một người cầm đầu, chính là Huyễn Hoàng Thiên. Thời khắc này Huyễn Hoàng Thiên, còn bị thương trong người, gương mặt mang một chút trắng bệch. Nhưng hắn thần thái, nhưng là khí định thần nhàn, không có chút nào hốt hoảng. Hắn búng ngón tay một cái, một cổ ma đạo kình khí bắn ra, rất miễn cưỡng đánh vào vậy cửa truyền tống phía trên, trực tiếp đem cửa truyền tống phong tỏa ở. Kêu hoàng tự tại cút ra đây đi, ngươi không phải ta địch thủ. Huyễn Hoàng Thiên giọng lạnh lùng, định trước Diệp thần nói. Hắn tuy bị thương trong người, nhưng nơi này là tử thần giáo đoàn doanh trại, hắn chiếm hết khí vận ưu thế, cho dù tái chiến hoang lão, hắn vậy có nắm chắc. Diệp thần sắc mặt trầm xuống, hoang lão trước đây không lâu vẫn cùng hắn cãi vả qua, bây giờ là không thể nào mới đi ra giúp hắn. Thấy Diệp thần bộ dáng này, Huyễn Hoàng Thiên cười lạnh một tí. Nói, làm sao, chẳng lẽ hoàng tự tại vậy lão tạp mao, đã hao hết lực lượng sao? Ha ha, cũng vậy, hắn cuối cùng chỉ là một món tàn hồn, thuộc về hắn thời đại, đã qua, hắn vừa có thể lật lên sóng gió gì? Hôm nay thời đại, là thuộc về chúng ta tử thần giáo đoàn. Lời nói này nói được phách lối, hoàng lão ở luân hồi mộ địa bên trong, hiển nhiên cũng là nghe được, nhưng hắn cũng chưa ra, cũng không muốn giúp Diệp thần. Diệp thần biết. Hoàng lão còn ở tức giận, nhưng hắn cũng biết, hoàng cứ lo lắng hắn. Tử thần giáo đoàn quá mạnh mẽ, ở hoàng mắt lão bên trong, hôm nay cùng tử thần giáo đoàn khai chiến, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Đứa nhỏ, hoàng tự tại không chịu giúp ngươi, vậy ta tới giúp ngươi. Luân hồi mộ địa bên trong, một khối mộ bia chấn động đứng lên, một đạo khoáng đạt thân ảnh già nua, từ mộ bia bên trong nổi lên. Chính là Tiên Hồ Tông Tổ Sư Gia. Tử Hoàn Đại Đế.
ta mượn ngươi lực lượng, mau đánh lui Huyễn Hoàng Thiên. Tử Hoàn Đại Đế cũng không nói nhảm, trực tiếp đem tự thân linh khí, toàn bộ dung nhập vào Diệp Thần trong cơ thể. Oanh! Diệp Thần trong đan điền linh khí, ngay tức thì nổ, khí thế tăng vọt. Từng đạo kiếm khí, ánh sáng tím, trời trăng sao mang, tiên khí hà thải, điên cuồng từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, hào hùng vô lượng uy áp, làm được chung quanh hư không, đều là rắc rắc sát vang dội, thật giống như bị rất miễn cưỡng đè bạo vậy. Ừ, đây là... Huyễn Hoàng Thiên cảm nhận được Diệp Thần tăng vọt khí thế, nụ cười trên mặt nhất thời cứng lên, hai tròng mắt lộ ra không thể tin thần sắc. Vào giờ phút này Diệp Thần, linh khí uy áp, lại có thể trực tiếp tăng vọt đến vô lượng cảnh tiêu chuẩn, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Một bên Chỉ Phi Huyết cùng Hạ Vũ, cũng là vô cùng giật mình nhìn Diệp Thần, hoàn toàn rung động. Thiên tội kiếm ý, trảm thiên cửu kiếm, thánh vương phách giả. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, quát to một tiếng, đột nhiên ngưng cương hóa kiếm, một kiếm hướng Huyễn Hoàng Thiên chém tới. Một kiếm này, là trảm thiên cửu kiếm kiếm thứ 6, tên là Thánh Vương Phách Giả. Diệp Thần đạt được Tử Hoàn Đại Đế trợ lực, một kiếm này Thánh Vương Phách Giả, lấy thiên tội kiếm ý thúc dục, giống như là thế gian chí cao phách giả hạ xuống, xen lẫn vô cùng thiên uy thần phạt, nổ lên lôi quang xích viêm, khỏa cuốn vô số thiên tội kiếp nạn hơi thở. Là Tiên Hồ Tông Tử Hoàn Đại Đế hơi thở. Huyễn Hoàng Thiên nhìn ra liền đầu mối, con người nhất thời kịch liệt co rúm lại. Tử Hoàn Đại Đế, cũng là thời đại thượng cổ một vị thông thiên cường giả. Coi như Huyễn Hoàng Thiên không bị thương, cũng không dám đối Tử Hoàn Đại Đế, chút nào khinh thường. Hắn nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể mượn dùng Tử Hoàn Đại Đế lực lượng. Mắt xem Diệp Thần một kiếm chém đến, Huyễn Hoàng Thiên vậy không dám khinh thường. Hắc ám thánh điển, chân lý nóng bỏng. Huyễn Hoàng Thiên ngâm sướng lên tới, trước người vô số hắc ám ma khí hội tụ, lại có thể hóa ra một bản cổ xưa điển tịch. Đó là Tử Thần Giáo Đoàn Hắc Ám Thánh Điển, đại biểu Hải Vương Ma Tôn ý chí cùng uy nghiêm. Hắc Ám Thánh Điển vừa ra, vô số quỷ bí phù văn, ngay tại trong hư không bồng bềnh. Huyễn Hoàng Thiên bàn tay phủ đè ở Hắc Ám Thánh Điển bên trên, nhất thời thì có một cổ vô cùng khí tức nóng bỏng, giống như là lũ quét bùng nổ vậy, bạo dũng ra, hóa thành một cái thủy thiên nham thạch nóng chảy thác nước, ùng ùng vang dội. Oanh! Diệp Thần một kiếm chém đi giết. Kiếm khí cùng vậy nham thạch nóng chảy thác nước va chạm, nhất thời nổ lên động trời đợt khí, lăn lăn kiếm mang cùng nóng bỏng nham thạch nóng chảy khí lưu, đầy trời càn quét, đem bầu trời lưu vân toàn bộ cắn nát. Diệp Thần nhìn vậy Hắc Ám Thánh Điển, gương mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Ở đó Hắc Ám Thánh Điển bên trên, hắn cảm nhận được liền chân lý hơi thở. Đã từng, chúng sanh giới chân lý Phật Tổ, hỏi thăm qua Diệp Thần. Chân lý là cái gì? Giờ khắc này, Diệp Thần từ vậy Hắc Ám Thánh Điển phía trên, cảm nhận được liền chân lý đại đạo hơi thở, tựa như thế gian hết thảy quy luật cùng quy luật, cũng hội tụ ở đó bản Thánh Điển phía trên. Nếu như nói thế tục quy tắc hóa thân, là thiên lý. Như vậy không không lúc nào không bên trong quy luật hóa thân, đó chính là chân lý đại lộ. Năm đó Hải Vương Ma Tôn theo đuổi, chính là cuối cùng chân lý. Tử Thần Giáo Đoàn Hắc Ám Thánh Điển. Hội tụ một chút chân lý đại đạo uy lực, đó là không không lúc nào không trung cực quy luật hóa thân, uy áp cường đại đến không cách nào tưởng tượng bước. Bàng bạc mà nóng bỏng chân lý hơi thở chập chờn, ùn ùn kéo đến tràn ngập. Phốc xích, phốc xích, Chỉ Phi Huyết và Hạ Vũ hai người, tại chỗ hộc máu. Diệp Thần cũng là được liền nghiêm trọng đánh vào, ánh mắt chớp mắt, chợt quát lên, Luân Hồi Thánh Hồn Thiên, mở. Rào, Luân Hồi Thánh Hồn Thiên mở ra. Bảo vệ Diệp Thần tinh thần, tránh hắn gặp phải Hắc Ám Thánh Điển đánh vào. Cảm thụ Tử Thần ân điển đi. Huyễn Hoàng Thiên tuét miệng cười một tiếng, nụ cười tương đối tàn khốc, giống như là mãnh thú nhìn chằm chằm mình con mồi vậy, chăm chú nhìn Diệp Thần, sau đó thúc giục Hắc Ám Thánh Điển, một cổ hắc khí nổ tung, lại là hóa thành một thanh khổng lồ lưỡi liềm, ngang trời hướng Diệp Thần chém chết tới. Truyền thuyết Hải Vương Ma Tôn là Tử Thần hóa thân, chấp trưởng tới vĩ Hắc Ám cùng tử vong. Chém chết hướng Diệp Thần màu đen lưỡi liềm, chính là Tử Thần lưỡi dao sắc bén, muốn thu cắt hết thảy sinh mạng. Vạn kiếm pháp bào, cho ta ngăn trở. Diệp Thần cũng là cảm nhận được liền to lớn uy hiếp, lập tức thúc giục vạn kiếm pháp bào, cả người nổ lên màu vàng kim kiếm mang, ngàn vạn điều kiếm quang màu vàng, hội tụ thành kiếm trận, bảo vệ Diệp Thần thân thể. Chanh!
Huyễn Hoàng Thiên Tử thần Hắc Liêm, phá không chém tới, bị vạn kiếm pháp trận ngăn trở. To lớn lưỡi liềm, cùng thiên điều vạn đạo kiếm khí giao phong va chạm, phát ra liên tiếp dày đặc tiếng vang. Đáng chết tiểu tử, bảo bối ngược lại là rất nhiều. Huyễn Hoàng Thiên biểu tình trên mặt, lần nữa cứng ngắc. Diệp Thần vạn kiếm pháp bảo lực phòng ngự, ngược lại là ra hắn dự liệu, lại có thể chống đỡ hắn Hắc Ám Thánh Điển tập sát. Ta pháp bảo thì có nhiều. Gió, nghe ta hiệu lệnh. Diệp Thần mượn Tử Hoàn Đại Đế lực lượng, đột nhiên thúc dục nắng ban mai gió, hóa thành một cái to lớn gió sát trận pháp, từng cái kinh khủng gió lốc, từ trong trận pháp nổ lên, như cự long vậy gầm thét, ngang nhiên hướng Huyễn Hoàng Thiên cuộn sạch đi. Huyễn Hoàng Thiên gương mặt hơi đổi, nhưng là cũng không hoảng hốt, hung ác nói, ở ta Tử Thần giáo đoàn địa bàn, vô luận ngươi có nhiều ít pháp bảo, ta đều phải ngươi toàn bộ phun ra. Tiếng nói rơi xuống, Huyễn Hoàng Thiên đôi giơ tay lên một cái, Hắc Ám Thánh Điển rào rào mở ra, một phiến phiến Hắc Ám trang sách, tách thả ra muôn vàn phù văn, lại là điều động cái này phiến núi thần địa mạch hơi thở. Ở địa mạch ra trì xuống, Huyễn Hoàng Thiên khí thế, nhất thời đổi được vô cùng hừng hực. Hắc Ám Thánh Điển phù văn nổ tung, ma khí đầy trời, lại là trên không hóa thành một cán tử thần mâu, một tiếng nổ, dễ như bớn, ngay tức thì liền đem Diệp Thần gọi ra gió lốc lớn, toàn bộ sâu bể. Diệp Thần rên lên một tiếng, lui về phía sau mấy bước, thần sắc ngưng trọng xuống. Ở nơi này phiến trên núi thần, Huyễn Hoàng Thiên đạt được địa mạch khí vận gia trì, vô cùng cường đại. Hắn mặc dù có Tử Hoàn Đại Đế trợ lực, muốn chiến thắng đối phương, cũng là vô cùng chật vật sự việc. Hơn nữa, Diệp Thần mục đích, cũng không phải chiến đấu, mà là mau sớm truyền tống rời đi. Nhưng ở Huyễn Hoàng Thiên mí mắt phía dưới, muốn đi, chỉ sợ không quá dễ dàng. Đáng chết! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Thần khẽ cắn răng, tâm niệm thay đổi thật nhanh, cũng rất sắp có liền quyết định. Hắn sử dụng một đoạn chuôi kiếm, nắm trong tay. Đó là vĩ đại thần vật, đen nhánh tinh chuôi kiếm, như hắc diệu thạch vậy. Đen nhánh tinh, cho ta hiến tế. Diệp Thần một tiếng hét điên cuồng, trong tay đen nhánh tinh chuôi kiếm, rắc rắc sát vang dội, xuất hiện từng cái mạng nhện vậy kẽ hở, cũng đang không ngừng mở rộng. Vô số bóng tối hơi thở, từ chuôi kiếm bên trong tràn ngập ra. Diệp Thần lại là muốn hiến tế đen nhánh tinh, vì mình tranh thủ lực lượng, từ đó rời đi nơi đây. Đen nhánh tinh, chính là vĩ đại thần vật, giá trị cực cao, đã từng là vô cùng diệt cung phó cung chủ, ma hình thiên bảo vật. Nếu như hiến tế mà nói, Diệp Thần tổn thất cực lớn. Nhưng đương thời giây phút, Diệp Thần cũng là tương đương quả quyết. Lại cùng Huyễn Hoàng Thiên đánh xuống, coi như có thể thắng, hắn tất nhiên vậy muốn trả một cái giá thật là lớn. Phía sau Thái Thượng Công Đức Chiến, cũng đừng nghĩ tham gia nữa. Cho nên, Diệp Thần phải tốc chiến tốc thắng, mau rời khỏi nơi này. Cái gì? Huyễn Hoàng Thiên thấy Diệp Thần còn muốn hiến tế đen nhánh tinh, nhất thời một hồi chấn động. Chỉ gặp đen nhánh tinh chuôi kiếm rạn nứt, vô số ma khí chính là như thủy triều bạo động lực, làm người ta nghẹt thở. Ở đen nhánh kia như nước thủy triều ma khí dưới, Huyễn Hoàng Thiên đều không khỏi được liên tiếp lui về phía sau. Diệp Thần khẽ cắn răng, tiếp tục hiến tế đen nhánh tinh. Rắc rắc, sốt cuộc, đen nhánh tinh chuôi kiếm, hoàn toàn nghiền, cuồng bạo ma khí hoàn toàn nổ tung. Ở đó cổ đen nhánh ma khí dưới sự xung kích, liền Huyễn Hoàng Thiên đều không cách nào đến gần. Đi! Diệp Thần quyết đoán cực nhanh, một trường đẩy ra cửa truyền tống, bàn tay một quyển, phải dẫn Chỉ Phi Huyết và Hạ Vũ rời đi. Nhưng vào lúc này, từng cổ một khó mà hình dung khí thức cường đại, từ bốn phương tám hướng gào thét tới. Ở các loại khí tức cường đại trấn áp xuống, Diệp Thần hiến tế đen nhánh tinh ma khí năng lượng, lại là bị ngay tức thì áp chế xuống. Liên liên Diệp Thần, Hạ Vũ, Chỉ Phi Huyết ba người, ở những khí tức kiệu uy áp hạ, cũng là hô hấp nghẹt thở, cả người khó mà nhúc nhích. Chỉ gặp bầu trời bên trong, tất cả không thể danh trạng, vặn vẹo quái đản ma thần cùng quái vật, có trầm mặc, có mang trầm thấp bực bội quát tiếng. Lục tục xuất hiện ở tầng mây tới giữa. Không thiếu quái vật móng vuốt trên, dính huyết dịch tươi. Diệp Thần đánh hơi được mùi máu tanh, còn có quen thuộc hơi thở. Đó là Đao Trấn Sơn hơi thở. Đao Trấn Sơn đem nơi này ma thần quái vật, toàn bộ dẫn ra. Hiện tại, những quái vật này, toàn bộ trở về. Bọn chúng móng vuốt trên, răng, dính Đao Trấn Sơn máu tươi.
không nghi ngờ chút nào, Đao Trấn Sơn đã chết. Diệp Thần nội tâm co rúm, nhìn vậy tất cả khủng bố không trạng quái vật, trong lòng lại là dâng lên một chút tuyệt vọng ý. Những quái vật này, thực lực thậm chí ở Huyễn Hoàng Thiên bên trên. Chúng xuất từ không không lúc nào không, cũng không nhúng tay vào thế giới hiện thật tranh đấu, chỉ là ở ngày đêm cầu nguyện ca tụng, cầu nguyện Hải Vương Ma Tôn hồi phục, ca tụng tử thần vĩ đại. Nhưng hiện tại, Diệp Thần trực tiếp đạp nhập địa bàn của bọn họ, chúng là vô luận như thế nào, cũng không thể thả qua Diệp Thần. Diệp Thần cảm thấy có mười mấy con quái vật hơi thở, thậm chí đã có thể sánh bằng tiên đế, đơn giản là không cách nào tưởng tượng khủng bố. Quái vật trở về. Hạ Vũ thanh âm khẽ run. Bên kia Huyễn Hoàng Thiên, nhướng mày một cái. Xem hình dáng, hắn và những quái vật này quan hệ, tựa hồ không hề quá hòa hợp. Luân hồi chi chủ, Nham Thần Thiên Tôn, các ngươi là đi tìm cái chết sao? Rất nhiều quái vật, lại là phát ra giống nhau lời nói, nhất trọng trọng âm tiết ở trong hư không trồng lên, đánh vào màng nhĩ của người ta. Đứa nhỏ, tình huống không ổn à, những thứ này cũng đều là thứ thiệt không chẳng trách vật. Tử Hoàn Đại Đế cũng là phát ra ngưng trọng thanh âm. Ở bên trong thế giới hiện thật mặt, thật ra thì cũng có không thiếu không chẳng trách vật, nhưng phần lớn, cũng gặp phải thực tế phép tắc ảnh hưởng, thực lực thật to suy yếu, và phổ thông yêu thú kém không nhiều. Nhưng trước mắt những quái vật này, toàn bộ là trạng thái tột cùng tồn tại, duy trì không không phép tắc hạch tâm, cũng không có bị thực tế ăn mòn, thực lực đặc biệt khủng bố. Vậy rất nhiều quái vật, lại là vào giờ khắc này, toàn bộ dung hợp lại, giống như là một đoàn đoàn bùn nát, một đoàn đoàn khói mù, cuối cùng phối hợp thành một đạo vặn vẹo mà to lớn bóng mờ. Vậy lại là Hải Vương Ma Tôn bóng dáng. Hải Vương Ma Tôn ra tay, như vậy xưa nhất, vĩ đại nhất ma thần, ở cái thế giới này hiển lộ mình ý chí cùng thần thích. Không có bất kỳ ngôn ngữ, có thể hình dạng cái này đạo to lớn bóng mờ sát phạt thủ đoạn. Đó là không có thể danh trạng, siêu thoát thực tế, chí thánh tới vĩ giết hại thần thông. Diệp Thần chỉ cảm thấy trên trời dưới đất, ngay tức thì bị to lớn bóng mờ bao phủ lại, cái gì cũng không thấy được. Nếu như không phải là bởi vì có Tử Hoàn Đại Đế lực lượng, còn có Luân Hồi Thánh Hồn Thiên bảo vệ, ở nơi này phiến dưới bóng mờ, Diệp Thần còn có thể hay không còn sống, đều là một cái không biết số. Chỉ Phi Huyết và Hạ Vũ, cũng là vô cùng kinh hãi, núp ở Diệp Thần Luân Hồi Thánh Hồn Thiên dưới sự che chở. Nhưng cái này phiến bóng mờ, là như vậy to lớn cùng đáng sợ, sợ rằng liền Luân Hồi Thánh Hồn trời, cũng che chở bảo vệ không được bao lâu. Phiền toái, không nghĩ tới những quái vật này, còn có thể mượn dùng Hải Vương Ma Tôn lực lượng. Tử Hoàn Đại Đế thanh âm bộc phát ngưng trọng. Chỉ gặp các loại quỷ bí bóng mờ, như quỷ mị vậy, không ngừng đánh thẳng vào Luân Hồi Thánh Hồn Thiên bảo vệ. Nếu như Luân Hồi Thánh Hồn Thiên bảo vệ bị phá, Diệp Thần, Hạ Vũ, Chỉ Phi Huyết ba người, đều có rơi xuống nguy hiểm. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, cũng là cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Đứa nhỏ, ta lực lượng toàn bộ cho ngươi, ngươi mau xông lên đánh ra, nếu không không cơ hội. Tử Hoàn Đại Đế gầm thét, lại là vào giờ khắc này, điên cuồng cháy mình thần hồn. Tử Hoàn Đại Đế thần hồn năng lượng, liều mạng cháy, khoảnh khắc tới giữa, hồn của hắn ảnh liền đi về phía tiêu tán. Tiền bối. Diệp Thần thất kinh, không nghĩ tới Tử Hoàn Đại Đế sẽ tự mình hy sinh. Ngươi sau khi đi ra ngoài, đừng quên, cứu ra nhục thân của ta. Sắp tiêu tán trước, Tử Hoàn Đại Đế hơi lộ ra một cái cười khổ. Rồi sau đó tại hạ một sát, Tử Hoàn Đại Đế chính là hoàn toàn biến mất, luân hồi mộ địa bên trong, lại cũng không thấy được tung ảnh của hắn, liền mộ bia cũng hoàn toàn mờ đi đi xuống. Diệp Thần nội tâm áy náy. Mà vào giờ khắc này, hắn cảm thấy đan điền cùng trong kinh mạch linh khí, cũng là lũ quét bùng nổ vậy cuồng bạo. Tử Hoàn Đại Đế cháy thần hồn, mang cho Diệp Thần năng lượng, cực kỳ khủng bố. Rắc rắc sát. Diệp Thần cả người bắp thịt, đều cơ hồ muốn nổ, từng cái gân xanh như mãng long vậy nổi lên. Thế giới chung quanh, vốn là bị một phiến to lớn bóng mờ bao trùm ở, không thấy được bất kỳ quang minh, giống như là vĩnh đêm hắc ám hạ xuống vậy. Nhưng làm Tử Hoàn Đại Đế cháy, Diệp Thần năng lượng bùng nổ, từng cái sáng chói thần mang, chính là chiếu sáng bốn phía, thậm chí sáng chói được Hạ Vũ và Chỉ Phi Huyết, đều có điểm hoa mắt. Vào giờ phút này Diệp Thần, liền giống như là cổ xưa thần minh vậy, thần quang mênh mông, uy nghiêm như ngục. Phá cho ta! Diệp Thần quát to một tiếng,
một quyền cuồng oanh ra, mênh mông quyền thế phóng lên cao, tại chỗ liền đem che trời bóng mờ, đánh ra một cái to lớn lỗ thủng. Ấm áp ánh mặt trời, từ nơi này lỗ thủng lỗ hổng bên trong đầu bắn rơi xuống. Đi! Diệp Thần vung tay lên, lập tức mang Hạ Vũ Chỉ Phi Huyết hai người, hướng trời bay lên, muốn từ lỗ hổng kia bên trong đi ra ngoài. Nhưng mà lúc này, vậy lỗ thủng phía trên, đột ngột nổi lên một gương mặt người. Cái này gương mặt người, già nua loang lổ, phủ đầy dữ tợn vết máu. Lại là Đao Trấn Sơn gương mặt. Chỉ nghe tiếng gió hô hô, một đạo linh hồn thân thể, chắn Diệp Thần trước mặt. Đó chính là Đao Trấn Sơn tàn hồn. Vào giờ phút này Đao Trấn Sơn, thân xác đã sớm bị vô số quái vật xé nát, chỉ còn dư lại tàn hồn. Nhưng cái này cái hồn phách, vẻ mặt nhưng là đờ đẫn đần độn hình dáng, không có nửa điểm tức giận, là một cái con rối. Đao Trấn Sơn tiền bối. Diệp Thần cả kinh thất sắc, nội tâm lại là một hồi chấn động đau. Đao Trấn Sơn bị những quái vật kia giết chết, thậm chí liền hồn phách đều bị luyện thành con rối, vĩnh hằng chịu đủ vô tận hành hạ. Cái này cái hồn phách con rối, thực lực không hề mạnh, Diệp Thần một kiếm liền có thể chém chết. Nhưng ở cái này ngay lập tức tới giữa, hắn căn bản không nhẫn xuất thủ đả thương, thấy Đao Trấn Sơn tàn hồn cản đường, hắn theo bản năng liền lui về phía sau. Chính là như thế một tí do dự cùng lui về phía sau, ùn ùn kéo đến bóng mờ, lần nữa bao phủ đi lên, che đậy hết thảy. Diệp Thần trong cơ thể Tử Hoàn Đại Đế năng lượng, nhưng đang nhanh chóng trôi qua. Hắn không cơ hội lại phá đánh ra. Diệp Thần, đây là con rối. Chỉ Phi Huyết thấy Diệp Thần lui về phía sau, cắn răng, lập tức rút kiếm, giết chết liền Đao Trấn Sơn tàn hồn, cũng coi là thay đối phương giải thoát. Chỉ là, Diệp Thần lui về phía sau, đưa đến bọn họ đã không cách nào lại xông ra. Sau cùng thẩm phán đã tới, lắng nghe Thánh A-La dạy bảo đi. Trong hư không, truyền ra một hồi tầng tầng lớp lớp tiếng ngâm sướng, ở đầy trời trong bóng tối, từng cái đáng sợ lôi điện màu đen, như vậy tử thần thẩm phán vậy, từ trên trời hạ xuống, hướng Diệp Thần ba người bổ tới. Sắt thép lãnh vực, mở. Diệp Thần kịp phản ứng, lập tức thúc giục thiết ngai vàng lực lượng, mở ra một phiến sắt thép lãnh vực, ngăn trở vậy đầy trời nổ tung màu đen tia chớp. Thế nhưng từng cái màu đen tia chớp, uy lực quá kinh khủng, mặc dù có thiết ngai vàng ngăn cản, Diệp Thần ba người cũng cảm nhận được vô cùng áp lực, từng cổ một hắc ám sấm sét hơi thở, đánh vào bọn họ đáy lòng, đặc biệt khó chịu. Diệp Thần khẽ cắn răng, theo bản năng cầm giữa eo nhân hoàng thánh đao cán đao. Hắn biết mình bỏ qua cơ hội, bây giờ muốn phá giết đi ra ngoài, chỉ có không tiếc giá phải trả, rút ra đao đánh một trận. Luân hồi chi chủ, chúng ta không ngăn được, ngươi thử một chút dùng ta nham thần máu, đây là sau cùng thủ đoạn. Một bên Hạ Vũ, nhưng là đột nhiên mở miệng. Trước mắt thẩm phán sấm sét, đại biểu tử thần giáo đoàn vĩ đại uy nghiêm, đặc biệt khủng bố, trừ phi là tiên đế đích thân tới, nếu không khó mà chạy khỏi đi ra ngoài. Sống chết trước mắt, Hạ Vũ nghĩ tới nham thần máu. Trong truyền thuyết nham thần thiên tôn, là lớn cùng nham đất hóa thân, thậm chí một tay đúc địa hoàng sách thần, cũng là trấn áp hải vương ma tôn vĩ đại tồn tại. Nham thần thiên tôn thần thông, an ổn như bàn thạch, vạn pháp bất xâm. Ở Hạ Vũ trong cơ thể, có nửa giọt nham thần máu, đáng tiếc hắn cũng không thể phát huy ra uy lực. Nếu như có thể phát huy ra nham thần máu uy lực, ngang hàng là có nham thần che chở, tất có thể chống lại nguy cơ trước mắt. Hạ Vũ không do dự, bàn tay đưa ra, linh khí hội tụ, lại là ở lòng bàn tay bước ra nửa giọt máu. Vậy nửa giọt máu, tràn ngập mặt đất cùng nham đất chói lọi, lại mang một chút hoàng kim huy hoàng. Không có một chút tì vết nào, tinh khiết được phảng phất là thế gian thánh khiết nhất đồ, lại lộ ra vô cùng hùng hồn trầm ổn hơi thở, bên trong tựa như dựng dục mặt đất sức sống. Cái này nửa giọt máu bước ra, Hạ Vũ gương mặt, ngay tức thì đổi được vô cùng trắng bệch, thật giống như bị rút sạch tất cả năng lượng. Nham thần thiên tôn máu thần, tất có thể giúp chúng ta hóa giải nguy cơ. Hạ Vũ vung tay lên, trực tiếp đem vậy nửa giọt máu, bắn về phía Diệp Thần ấn đường. Vậy nửa giọt máu, dĩ nhiên chính là nham thần thiên tôn máu thần. Diệp Thần con người có giúp một cái, hắn biết cái này nửa giọt nham thần máu, cực kỳ chân quý. Còn có ngoài ra nửa giọt, ở Tư Đồ Trần trong tay. Hạ Vũ cùng Tư Đồ Trần hai người, vì tranh đoạt nham thần máu, thậm chí không tiếc quyết định vạn năm ước hẹn, lẫn nhau tranh đấu vạn năm. Giờ khắc này, nguy cơ sinh tử giây phút,
Hạ Vũ lại là đem cái này nửa giọt chân quý nham thần máu, tặng cho Diệp Thần. Hắn chỉ hy vọng Diệp Thần luân hồi huyết mạch, có thể thúc giục cái này nửa giọt nham thần máu, mượn nham thần thiên tôn thần uy, phá giết hết thảy bóng mờ cùng ma chướng, giải quyết trước mắt sống chết trước mắt. Diệp Thần nhìn vậy nửa giọt nham thần máu bay tới, cũng không có kháng cự. Lách cách. Vậy nửa giọt nham thần máu, đánh vào Diệp Thần ấn đường tới giữa, ngay tức thì liền sáp nhập vào đi vào. Oanh! Nham thần máu vào cơ thể, Diệp Thần cảm thấy đầu cũng mau nổ, hình như là ở ngay lập tức tới giữa, có vô số nham đất hơi thở, bạo dũng nhập mình trong thức hải vậy. Hắn lập tức thúc giục luân hồi huyết mạch, đem cái này nửa giọt nham thần máu hấp thu hết. Ông ông ông! Diệp Thần thức hải một hồi chấn động, hấp thu nham thần máu, trong sâu thẳm, hắn dòm ngó thấy cổ xưa thiên cơ hình ảnh. Những hình ảnh này, so cổ xưa còn muốn cổ xưa, so xa xôi còn muốn xa xôi. Hắn thấy được nham thần thiên tôn quật khởi, thấy được ngày xưa ma thần nhất tộc, tranh bá tứ phương tình cảnh, cũng nhìn thấy nham thần thiên tôn, tự tay đúc địa hoàng sách thần lúc cảnh tượng. Cuối cùng, Diệp Thần thấy được nham thần thiên tôn, tự tay đem Hải Vương Ma Tôn phong ấn. Hải Vương Ma Tôn bị vĩnh hằng phong ấn ở thiên ma tinh hải đáy biển, đến ngày hôm nay đều không có thể kiếm châm đi ra. Rắc rắc sát. Diệp Thần cả người khí lưu nổ, trong cơ thể tựa hồ có cái gì cổ trai, lập tức bị đột phá. Hấp thu nham thần máu, Diệp Thần cảnh giới tu vi, lại là ngay tức thì đột phá. Từ bách ra cảnh 6 tầng thiên, tăng lên tới 7 tầng thiên bước. Còn nữa, Diệp Thần đại hoang không kinh, lại cũng là theo chân đột phá, lĩnh ngộ được tầng thứ 8, vạn giới hoang diệt thuật bước, khoảng cách cuối cùng một tầng, đại hoang trộm thiên thuật, chỉ có một bước xa. Đây chính là nham thần thiên tôn lực lượng sao, thật là mạnh mẽ. Diệp Thần hai tròng mắt tinh mang chớp động, nắm quả đấm một cái, chỉ cảm thấy hấp thu nham thần máu sau đó, mình cả người, đơn giản là lột xác vậy. Luân hồi chi chủ, ngươi thật hấp thu nham thần thiên tôn lực lượng. Hạ Vũ nhìn Diệp Thần, cũng là cảm thấy một hồi rung động, trợn mắt hốc mồm. Trong quá khứ vạn năm trong thời gian, hắn mỗi ngày sát phí khổ tâm, cũng muốn luyện hóa vậy nửa giọt nham thần máu. Nhưng làm sao, nham thần máu nội tình, chân thực quá mạnh mẽ, hơn nữa hơi thở đặc biệt thần bí. Hắn coi như khổ tu vạn năm, vậy không có thể nắm giữ chút nào nham thần thiên tôn thần thông. Nhưng giờ khắc này, ở Diệp Thần trên mình, lại có mặt đất cùng nham đất hơi thở, tràn ra tới, hắn thật giống như chính là nham thần hóa thân, hiển nhiên đã hấp thu vậy nửa giọt nham thần máu lực lượng. Nham thần thiên tôn, ngươi! Che trời bóng mở bên trong, truyền ra một đạo kinh ngạc rung động thanh âm. Những quái vật kia, cảm nhận được Diệp Thần khí thế, cũng là hoàn toàn sợ ngây người. Phải biết, nham thần thiên tôn nhưng mà tử thần giáo đoàn địch thủ cũ, năm đó phong ấn Hải Vương Ma Tôn tồn tại. Tử thần giáo đoàn người tín ngưỡng cửa, đối nham thần thiên tôn, là tràn đầy cừu hận cùng sợ hãi. Bọn họ cừu hận nham thần thiên tôn, nhưng cũng sợ nham thần thiên tôn uy nghiêm. Hôm nay, Diệp Thần hấp thu nham thần máu hơi thở, giống như là nham thần thiên tôn đích thân tới, trực tiếp gợi lên bọn họ xưa nhất sợ hãi. Đầy trời bóng mờ, đều không cùng Diệp Thần động thủ, liền kịch liệt run rẩy. Hải Vương Ma Tôn vặn vẹo bóng dáng, lần nữa ở trên trời xuất hiện. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Vậy đạo vặn vẹo bóng dáng, phát ra nhọn gầm thét, phân hóa thành thiên cái vạn điều ma ảnh, lăng không hướng Diệp Thần tấn công đánh tiếp. Ở tuyệt đối sợ hãi dưới, những quái vật kia cũng là bộc phát ra mạnh nhất sát ý, hận không được đem Diệp Thần xé nát. Vô số quái vật cùng ma ảnh, lăn lăn giết hạ, trong hư không quỷ bí hơi thở chấn động, như muốn ăn mòn người hồn phách, làm người ta nghẹt thở. Nham thần hộ thuẫn, mở. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, trong cơ thể nham thần máu cháy, trong thiên địa nham thổ linh khí, nhanh chóng hội tụ mà ở đây, ở trên người hắn cấu trúc thành một cái hộ thuẫn. Cái này hộ thuẫn, giống như là kim trung cháo vậy, bao phủ Diệp Thần toàn thân, phía trên nhấp nhô cổ xưa ngọc trương hoa văn, như vậy thần bí nhất đồ đằng. Ở nơi này hộ thuẫn dưới sự bảo vệ, Diệp Thần đơn giản là vô địch vậy, thế gian tựa như không có bất kỳ công kích nào sát phạt, có thể thương tổn tới hắn. Suy suy suy, từng đạo cường đại hắc ám ma ảnh, hung hăng tập sát ở Diệp Thần trên mình. Nhưng, những cái kia hắc ám khí tức, cũng không có thể thương tổn tới Diệp Thần chút nào, thậm chí liền hắn hộ thuẫn, cũng không có xuất hiện dù là nửa điểm gợn sóng. Cái này hộ thuẫn,
lực phòng ngự so với vạn kiếm pháp bào, còn cường hãn hơn trăm lần. Diệp Thần ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần, chỉ cảm thấy mình trên mình hộ thuẫn, đơn giản là phòng thủ kiên cố, không gì phá nổi. Chung quanh không vô ma khí động đáng, các loại quỷ bí hơi thở tàn phá, nhưng lại không có thể ảnh hưởng đến Diệp Thần chút nào. Ở Diệp Thần bên người Hạ Vũ cùng chỉ phi huyết, vậy bị hộ thuẫn một tia linh khí che chở, giống vậy không bị nửa bị thương. Thấy một màn này, bầu trời bên trong, tất cả quái vật đều kinh hãi. Nham thần sống lại. Ta tử thần giáo đoàn ngày tận thế đến. Chân lý, vì sao phải vứt bỏ tộc ta? Rất nhiều quái vật vặn vẹo hét dầm lên, phát ra tuyệt vọng kêu khóc. Có chút quái vật cường đại, thậm chí tại chỗ tín ngưỡng sụp đổ, ôm đầu thét lên, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, hóa thành một món khói đen, hoàn toàn chết. Vào giờ phút này Diệp Thần, hộ thuẫn quá mạnh mẽ, để cho tử thần giáo đoàn các quái vật, cũng lấy là nham thần thiên tôn sống lại, bọn họ ngày tận thế đến. Trên thực tế, Diệp Thần mặc dù hấp thu nham thần máu, nhưng chỉ là dựa vào chính hắn lực lượng, không thể nào bùng nổ đến tình cảnh này. Có thể làm được phòng thủ kiên cố, không sợ hết thảy quỷ bí hơi thở xâm nhập, chủ yếu là bởi vì Diệp Thần trong cơ thể, còn lưu lại tử hoàn đại đế lực lượng. Tử hoàn đại đế thần hồn cháy, năng lượng hạng bàng bạc. Dựa vào tử hoàn đại đế di trạch, thời khắc này Diệp Thần mới có thể đem trong cơ thể nham thần máu, phát huy đến kinh khủng như vậy bước. Hơn nữa dù vậy, Diệp Thần vậy chống đỡ không được bao lâu. Tử hoàn đại đế năng lượng khí tức đang cấp tốc biến mất trước. Chỉ cần lại trì hoãn chốc lát thời gian, cũng không cần người khác ra tay, Diệp Thần sẽ tự ngã xuống. Chỉ bất quá, tại chỗ quái vật cùng ma thần, đều bị Diệp Thần sợ vỡ mật, người người phát ra nhất bản năng, nguyên thủy nhất thét chói tai cùng kêu rên. Liền liền Huyễn Hoàng Thiên, vậy là xa xa phi độn đi ra ngoài, không dám đến gần Diệp Thần. Thằng nhóc này, lại có thể lấy được nham thần máu lực lượng. Huyễn Hoàng Thiên cắn răng nghiến lợi, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Nham thần thiên tôn chỗ ở thời đại, khoảng cách hiện tại đặc biệt xa xôi. Xa xôi đến hết thảy thiên cơ, đều không có thể bắt sở bước. Muốn phát huy nham thần máu lực lượng, cực kỳ khó khăn. Theo Huyễn Hoàng Thiên biết, ngoài ra nửa giọt nham thần máu người có tư đồ trần, là đi qua đa bảo thiên quân tài bồi, ước chừng hao phí hơn vạn năm thời gian, mới miễn cưỡng có thể phát huy ra một chút cổ xưa nham thần uy nghiêm. Nhưng hiện tại, Diệp Thần chỉ là ngay lập tức tới giữa, hấp thu một cái nham thần máu, lập tức bộc phát ra cổ xưa nham thần thiên uy. Hết thảy công kích sát phạt đều không cách nào thương tổn tới hắn, đơn giản là vạn pháp bất xâm, ngoại hạng tới cực điểm. Đây chính là luân hồi thiên phú sao? Huyễn Hoàng Thiên cả người run rẩy run, hắn rất muốn ra tay, đem Diệp Thần giết chết. Nhưng giờ phút này, Diệp Thần có nham thần hộ thuẫn che chở, hắn coi như liều mạng lấy mạng đổi mạng, cũng không thể làm bị thương Diệp Thần một cái chút nào mau. Hơn nữa, nếu như tới gần quá Diệp Thần mà nói, hắn vậy sợ mình sẽ gặp phải hóa đá. Hóa đá, là nham thần thiên tôn quyền năng, giống như thiết ngai vàng có thể đem người hóa thành sắt thép vậy. Nham thần hơi thở, có thể ung dung đem người biến thành một cái tượng đá. Đi! Diệp Thần lại không có đánh tiếp nữa ý, lập tức mở ra vậy phiến vòng xoáy cửa, mang Hạ Vũ và chỉ phi huyết đạp đi vào. Mặc dù từ ngoài mặt xem, Diệp Thần chiếm hết ưu thế, thật giống như tùy thời cũng có thể tiêu diệt tử thần giáo đoàn vậy. Nhưng Diệp Thần biết, hắn lực lượng, không chống đỡ được bao nhiêu thời gian. Thấy Diệp Thần rời đi, Huyễn Hoàng Thiên cũng không dám đuổi theo. Mà ở tử thần giáo đoàn bên trong, ít nhất có một nửa ma thần quái vật, tín ngưỡng hoàn toàn sụp đổ, hoặc là hóa thành khói đen chết đi, hoặc là tại chỗ nhập ma nổi điên, giết lẫn nhau, tình cảnh một phiến hỗn loạn cùng máu tanh. Mà giờ khắc này, Diệp Thần, Hạ Vũ, chỉ phi huyết ba người, bước vào vòng xoáy kia cửa sau đó. Liền đi tới một cái truyền tống trên lối đi, chung quanh không gian quy luật lưu động, chậm rãi đem bọn họ đưa đi phía trước. Thiên cơ cảm ứng dưới, bọn họ đều biết, mình sắp bị truyền tống đi hỏa thần giới. Điều này truyền tống lối đi, đặc biệt thần kỳ, cũng không có cố định điểm cuối, thái thượng công đức chiến trường ở nơi nào, điều này truyền tống lối đi, liền có thể truyền tống đi nơi nào. Cái này đã dính tới nhân quả luật, không cách nào dùng thế giới hiện thật quy luật đi hiểu. Diệp Thần biết, bố trí điều này truyền tống lối đi, nhất định là đạo đức thiên tôn. Lại có thể nắm giữ nhân quả luật lực lượng, xem ra vị kia đạo đức thiên tôn,
tu vi khẳng định đã siêu thoát thế giới hiện thật. Diệp Thần trong lòng âm thầm suy đoán, nhưng mà đầu ông tác hưởng, một hồi choáng váng, cả người một hồi mất sức, yếu ớt được lợi hại. Tử Hoàn Đại Đế năng lượng, hoàn toàn từ Diệp Thần trong cơ thể tản đi. Giống như là tấn công vậy, Diệp Thần cả người kinh mạch cùng huyệt khiếu, ở ngay tức thì rơi vào to lớn thống khổ cùng đau khổ bên trong đi, thật giống như vạn kiến phệ tim vậy. Ở nơi này vậy thống khổ bị hành hạ, Diệp Thần rên lên một tiếng, lại là ngã xuống Chỉ Phi Huyết mềm mại trong ngực. Này, người thế nào? Chỉ Phi Huyết ôm Diệp Thần thân thể, chỉ cảm thấy Diệp Thần thân thể băng lạnh buốt, lại không có nửa điểm khí huyết chập chờn, thật giống như tinh khí thần cũng dây dưa một cái cạn vậy. Diệp Thần hơi thở mạnh, nhưng lại yếu ớt được không nói ra lời. Lần này mượn dùng Tử Hoàn Đại Đế năng lượng, Diệp Thần là nghiêm trọng chi nhiều hơn thu, dùng để thúc dục nham thần máu năng lượng, lợi hại là lợi hại, nhưng giá phải trả cũng là cực kỳ to lớn. Bây giờ Diệp Thần đang gặp yếu ớt cùng cắn trả. Không chỉ là Tử Hoàn Đại Đế năng lượng cắn trả, còn có nham thần máu cắn trả. Rắc rắc sát, đáng sợ một màn xuất hiện, Diệp Thần tay và chân đổi được cứng ngắc, rồi sau đó lại có thể bắt đầu hóa đá. Này, ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy? Chỉ Phi Huyết sợ ngây người, nàng cảm thấy Diệp Thần thân thể đang không ngừng hóa đá, phải đổi thành một cái tượng đá. Diệp Thần vậy cảm thấy mình tình huống không ổn, nhắc tới cuối cùng một chút lực lượng, thúc giục Thiết Ngai Vàng, nội tâm quát lên. Thiết Ngai Vàng, cho ta trấn áp. Vù vù. Diệp Thần trên mình, xuất hiện một tầng sắt thép lạnh lùng hàn mang. Thiết Ngai Vàng năng lượng khí tức, tràn vào hắn trong kinh mạch mặt, rất miễn cưỡng đem nham thần máu cắn trả, trấn áp xuống đi. Nhưng mà, nham thần máu mạnh mẽ, cắn trả cũng là thập phần cường đại. Sắt thép cùng nham đất đối kháng, trực tiếp ở Diệp Thần trong cơ thể, dẫn phát một tràng nổ lớn. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Diệp Thần cả người các nơi, truyền ra từng cơn nổ vang, máu thịt đều bị nổ tung, lộ ra sắt thép ánh sáng màu xương cốt. Một màn này quá kinh người, Chỉ Phi Huyết và Hạ Vũ đều sợ ngây người. Nhưng Diệp Thần nhưng là thở phào nhẹ nhõm, giờ phút này hắn mặc dù bị thương rất nặng, nhưng nham thần máu cắn trả, đã bị áp chế xuống, chí ít hắn sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Ta không có sao, còn chưa chết. Diệp Thần vùng vẫy ngồi dậy, ngồi xếp bằng ngồi, hít sâu một hơi, móc ra chút chữa thương đan dược, lại phối hợp bát quái thiên đan thuật, bắt đầu chữa trị mình thương thế trên người. Chỉ là, thương thế hắn rất nặng, hơn nữa nguyên khí yếu ớt, muốn hoàn toàn khôi phục nói, không biết cần phải bao lâu thời gian. Diệp Thần chỉ lo lắng, tự mình tới không đạt tới gặp phải Thái Thượng Công Đức Chiến. Nếu là cùng Thái Thượng Công Đức Chiến bắt đầu, mình thương thế còn không khôi phục nói, vậy thì phiền toái. Hạ Vũ và Chỉ Phi Huyết, đều là vô cùng lo lắng nhìn Diệp Thần. Thương thế nghiêm trọng như vậy, thật có thể hết bệnh sao? Hai người bảo vệ ở Diệp Thần bên người, Diệp Thần chính là yên lặng chữa thương. Thật may, truyền tống quá trình, không có lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Ba ngày sau, bọn họ chính là thuận lợi truyền đến điểm cuối. Lợi dụng truyền tống lối đi, đều cần 3 ngày thời gian, quả thực để cho bọn họ có chút ngoài ý muốn. Có thể là bởi vì hư lưu minh hải lối đi, đã khép kín quá lâu, sử dụng không giống như trước như vậy thuận lợi. Cũng có thể là bởi vì là hỏa thần giới quá thần bí, muốn truyền đưa tới, cũng không phải là chuyện dễ. Đi qua 3 ngày nghỉ ngơi, Diệp Thần nguyên khí chỉ khôi phục 2-3 thành, thương thế vẫn là nghiêm trọng. Hắn mở mắt ra, chỉ gặp trước mắt là một cái tràn ngập ngọn lửa hơi thở thế giới, bầu trời cùng mặt đất, đều là đỏ rực màu sắc, nhưng cũng không có cho người rực cháy cảm giác nóng, mà là giống như ngày xuân vậy ấm áp, đặc biệt thoải mái. Nơi này chính là hỏa thần giới sao? Diệp Thần tò mò nhìn bốn phía, cẩn thận cảm ứng, mơ hồ tới giữa, quả nhiên ở lớn chỗ sâu, bắt được một món đặc biệt mịt mờ hơi thở, tựa hồ là sinh mạng cùng phép tắc hội tụ, là trong truyền thuyết mồi lửa nguyên. Hỏa thần giới, là thành lập ở mồi lửa nguyên phía trên thế giới. Vô luận thế giới hiện thật vận mệnh như thế nào, phồn vinh cũng tốt, hủy diệt cũng được, cũng sẽ không ảnh hưởng đến mồi lửa nguyên hơi thở. Coi như thế giới hủy diệt, thế giới mới cũng sẽ ở ngọn lửa cho tàn trên sống lại, luân hồi vượt quá. Cái này thế gian, có thể ảnh hưởng mồi lửa nguyên, chỉ có không không thời không hơi thở. Muốn chân tránh hủy diệt cái thế giới này, trừ phi là đem mồi lửa nguyên tiêu diệt.
thế giới hiện thật mồi lửa, liền núp ở cái này phiến mặt đất chỗ sâu sao? Vì sao ta luân hồi huyết mạch, sẽ có một loại đặc thù chập chờn? Diệp Thần tự lẩm bẩm, ở bắt được mồi lửa nguyên hơi thở sau đó, hắn cảm thấy mình luân hồi huyết mạch, lại là dục dịch, lại cùng lửa kia loại nguyên, sinh ra một chút đồng tình hô ứng. Chẳng lẽ nói, ta luân hồi huyết mạch, lại và mồi lửa nguyên có liên quan? Diệp Thần trong lòng âm thầm suy đoán, đang cùng mồi lửa nguyên đồng tình hạ, hắn cảm thấy cả người ấm áp, trong sâu thẳm, thật giống như có một cổ kỳ diệu ngọn lửa năng lượng, bơm vào đến hắn trong thân thể vậy. Ở nơi này cổ hỏa diễm năng lượng bồi bổ hạ, Diệp Thần nguyên khí, lại khôi phục 2-3 thành, thương thế tiến một bước phục hồi như cũ. Diệp Thần, ngươi! Chỉ Phi Huyết ngạc nhiên nhìn Diệp Thần, nàng có thể cảm thấy ở nơi này ngay lập tức tới giữa, Diệp Thần trạng thái khôi phục rất nhiều, thậm chí so với quá khứ 3 ngày điều dưỡng, sức khôi phục độ lớn hơn. Diệp Thần cũng là một hồi ngạc nhiên, suy đoán không ra khúc mắc trong đó. Người nào, lại dám trộm đoạt mồi lửa nguyên năng lượng? Vừa lúc đó, mấy người mặc trước Tử Hoàng đạo bào ông già, tức giận hung hung, từ trên trời hạ xuống. Là Tử Hoàng Tiên Cung chấp pháp trưởng lão. Hạ Vũ sắc mặt trầm xuống, giọng mang vẻ kiêng kỵ nói. Ở Tử Hoàng Tiên Cung bên trong, chấp pháp trưởng lão vừa không thuộc về chính phái, vậy không thuộc về tà phái, là tuyệt đối trung lập tồn tại, bọn họ chỉ thành tâm ra sức trưởng môn đạo đức thiên tôn, vậy lấy bảo vệ thế giới hiện thật mồi lửa, là nhất cao sứ mạng. Diệp Thần lấy được mồi lửa nguyên năng lượng bồi bổ, lại là lập tức kinh động chấp pháp trưởng lão. Bọn họ lấy là Diệp Thần là một cái trộm đoạt người. Tiểu tử từ đâu tới, lại dám trộm đoạt mồi lửa linh khí, tự tìm cái chết. Vậy mấy cái chấp pháp trưởng lão, đặc biệt hung ác, không nói lời nào, lại là trực tiếp động thủ, muốn một trưởng đem Diệp Thần đập chết. Tử Hoàng Tiên Cung quy củ, dám ăn cắp mồi lửa năng lượng, giết chết không bị tội. Chậm! Chỉ Phi Huyết đứng ra, ngăn trở Diệp Thần trước mặt, cắn răng, hướng vậy mấy cái chấp pháp trưởng lão nói. Các vị trưởng lão, trong này nhất định có cái gì hiểu lầm, mời các ngươi kêu yêu cơ tiểu thư tới đây. Nghe vậy, một cái chấp pháp trưởng lão lạnh lùng nói, ngươi là người nào, ngươi có cái gì tư cách gặp yêu cơ tiểu thư, ngươi có biết hay không yêu cơ tiểu thư là ai? Chỉ Phi Huyết giới thiệu, chúng ta là yêu cơ tiểu thư bằng hữu, vị này là luân hồi chi chủ. Nghe được luân hồi chi chủ 4 chữ, vậy mấy cái chấp pháp trưởng lão, đều là đích một tiếng, phát ra kêu lên. Không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Thần. Vị này chính là trong truyền thuyết luân hồi chi chủ sao? Hắn làm sao tổn thương được lại như vậy? Các trưởng lão đánh giá Diệp Thần, có thể rõ ràng cảm nhận được, Diệp Thần hơi thở yếu ớt, hơn nữa thương thế nghiêm trọng. Nhưng Diệp Thần nếu là luân hồi chi chủ, bọn họ tự nhiên vậy không dám thờ ơ. Dẫu sao coi như là bọn họ vô cùng ngửa mặt trông lên đệ nhị yêu cơ, cũng bất quá là Diệp Thần tương lai tiểu thiếp thôi. Mà ở đệ nhị yêu cơ trong mắt, Diệp Thần nhưng mà người trọng yếu nhất. Vậy mấy cái chấp pháp trưởng lão, lật đật phái ra một người, hướng đi đệ nhị yêu cơ thông báo. Qua được chốc lát, trong không khí truyền tới một hồi thơm dịu, chỉ gặp một người mặc quần đen, diêm dúa lòe loẹt minh lệ cô gái, thành thực rời bước đi tới, chính là đệ nhị yêu cơ. Yêu cơ tiểu thư, Chỉ Phi Huyết vừa nhìn thấy đệ nhị yêu cơ, thiếu chút nữa thì muốn khóc lên. Nàng đã đáp ứng đệ nhị yêu cơ, phải bảo vệ Diệp Thần đến Thái Thượng Công Đức Chiến bắt đầu. Mà hiện tại, Diệp Thần bị thương rất nặng, nhưng chí ít không nguy hiểm đến tánh mạng, nàng nhiệm vụ vậy coi là hoàn thành. Phi máu, các ngươi tới. Đệ nhị yêu cơ quyến rũ cười một tiếng, đi tới Chỉ Phi Huyết bên người, khẽ vuốt ve gò má mặt nàng, rất là trìu mến hình dáng, lại nói, ngươi tiểu tụy rất nhiều. Chỉ Phi Huyết dưng dưng gật đầu nói, tiểu thư, ta phụng ngươi mệnh lệnh. Bảo vệ luân hồi chi chủ đến ngày hôm nay, nhưng hắn vừa nói nhìn về phía Diệp Thần. Cho dù ai cũng có thể nhìn ra, Diệp Thần thương thế rất nghiêm trọng, hơi thở rất phù phiếm. Đứa nhỏ, ngươi làm sao bị thương thành cái bộ dáng này? Đệ nhị yêu cơ khẽ cau mày, sau đó lại là một mặt đau lòng hình dáng. Nàng sờ một cái Diệp Thần thân thể, chỉ cảm thấy Diệp Thần thân thể vô cùng yếu ớt. Diệp Thần không biết làm sao cười khổ một tí. Nói, không có sao, ta còn chưa chết. Đệ nhị yêu cơ sờ Diệp Thần ngực, tựa hồ cảm ứng được cái gì, mắt đẹp lạnh lẽo, nói, là Tử Thần giáo đoàn đả thương ngươi. Diệp Thần nói, ừ.
Đệ nhị yêu cơ nụ cười hoàn toàn thu liếm, đổi được lãnh khốc uy nghiêm, nói, những tên kia quả nhiên là hồ đồ ngu xuẩn, ta sẽ xuất thủ giải quyết bọn họ, ngươi không muốn dính vào, những tên kia rất nguy hiểm, thậm chí đã ăn mòn đến hỏa thần giới. Diệp thần bộ dạng sợ hãi, nói, ngươi nói gì sao, tử thần giáo đoàn đã xâm nhập hỏa thần giới. Phải biết, hỏa thần giới thành lập ở mồi lửa nguyên bên trên, là tử hoàng tiên cung tuyệt đối cấm địa, cũng là thế giới hiện thật trọng yếu nhất địa phương. Một khi hỏa thần giới băng diệt, mồi lửa nguyên bị ăn mòn, vậy thế giới hiện thật liền hoàn toàn xong đời, sẽ không lại có nàng hy vọng sống. Diệp thần lại không nghĩ rằng, tử thần giáo đoàn như thế lợi hại, thì đã xâm nhập vào hỏa thần giới. Đệ nhị yêu cơ lạnh nhạt nói, đứa nhỏ, ngươi không cần phải để ý đến, giao cho tử hoàng tiên cung tới xử lý đi, hai ngày sau chính là thái thượng công đức chiến chính thức bắt đầu ngày, ngươi gấp rút chữa thương, hôm nay ngươi cái này trạng thái, tuyệt đối không có tham chiến có thể. Diệp thần nói, được. Đệ nhị yêu cơ cười một tiếng, hướng vậy mấy cái chấp pháp trưởng lão nói, các ngươi có thể đi về, luân hồi chi chủ không có trộm đoạt mồi lửa nguyên năng lượng, chỉ là hắn luân hồi huyết mạch tương đối đặc thù, có thể cùng mồi lửa nguyên đồng tình, đạt được một chút tiết ra ngoài năng lượng tư bổ, nhưng cũng sẽ không đả thương tổn mồi lửa nguyên hạch tâm, các ngươi không cần lo lắng, trở về sau này, đúng sự thật hướng ta phụ thân bẩm báo là được. Vậy mấy cái chấp pháp trưởng lão mặt đầy ngạc nhiên, nhưng vậy không dám vi phạm, khom người cùng kêu lên kêu, ưng. Liền xoay người rời đi. Diệp thần cũng là một hồi ngạc nhiên, hỏi, ta luân hồi huyết mạch, cùng lửa kia loại nguyên, rốt cuộc có quan hệ thế nào? Vì sao ta có thể cùng mồi lửa nguyên đồng tình? Đệ nhị yêu cơ cười thần bí nói, bởi vì, mồi lửa nguyên, cũng là luân hồi một phần chia. Diệp thần ngẩn ngơ, nói cái gì? Đệ nhị yêu cơ cười một tiếng, cũng không có nói quá nhiều, nhàn nhạt nói, tốt lắm, trở về đi thôi, bạn ngươi đều ở đây chờ ngươi, cái này thời gian hai ngày, ngươi thật tốt chữa thương, mồi lửa nguyên linh khí, ngươi cứ việc hấp thu chính là, chỉ cần đối ngươi thương thế có lợi. Diệp thần trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng xem đệ nhị yêu cơ thần bí hình dáng, coi như mình hỏi, muốn đến nàng cũng sẽ không nói. Lập tức, Diệp thần cũng chỉ không hỏi thêm nữa, đi theo đệ nhị yêu cơ hướng về phía trước đi. Hỏa thần giới lãnh thổ bát ngát, Nam Bắc xuyên qua trăm ngàn dặm, một tòa thành trì thật to, đứng sừng ở khắp nơi ương, tên là Hỏa thần Thánh Thành. Thái thượng công đức chiến những người dự thi, sớm liền đi tới thánh trong thành, chờ đợi chiến đấu chính thức bắt đầu. Thánh thành bên trong, tiếng người ồn ào, bầu không khí tương đương náo nhiệt, có nhiều đội vệ binh cường giả tuần tra. Bọn họ thấy được đệ nhị yêu cơ, cũng sẽ cung kính thi lễ. Diệp thần thấy ở thánh thành trên quảng trường, đứng sừng sững một pho tượng kia nhưng là không mặt, không có gương mặt cùng ngũ quan tồn tại, lộ vẻ được có chút lạ đản. Cái này cái pho tượng. Diệp thần nhìn về phía pho tượng kia, ánh mắt mang điểm nghi ngờ cùng tò mò. Đây là hỏa thần thiên tôn pho tượng. Đệ nhị yêu cơ nhàn nhạt nói. Hỏa thần thiên tôn. Diệp thần lại là kỳ dị. Nghe được hỏa thần thiên tôn bốn chữ lúc đó, hắn lại cảm thấy mình trong cơ thể nham thần máu, xuất hiện một chút chập chờn. Ừ, hỏa thần thiên tôn, là cùng nham thần thiên tôn cùng người cùng một thời đại vật, bên trong cơ thể ngươi có nửa giọt nham thần máu, chưa từng nghe qua hỏa thần thiên tôn danh hiệu sao? Đệ nhị yêu cơ nhìn Diệp thần, nói. Không có. Diệp thần vẫn là lần đầu tiên nghe được hỏa thần thiên tôn danh hiệu. Hỏa thần giới có thể thành lập. Cùng hỏa thần thiên tôn có liên quan. Hỏa thần, nham thần, tử thần, bọn họ đại biểu tầng thứ cao hơn lực lượng, bọn họ chỗ ở thời đại, so cổ xưa còn muốn cổ xưa, so xa xôi còn muốn xa xôi, năm tháng trôi qua quá lâu, ta chỉ biết là năm đó thời đại kia, được gọi là chín thần thời đại. Đệ nhị yêu cơ giọng mang một chút thần bí nói. Chín thần thời đại. Diệp thần cau mày. Ừ, chín thần thời đại cho tới bây giờ. Năm tháng có thể trôi qua hàng tỷ thế kỷ nguyên, vậy là không cách nào tưởng tượng xa xôi cùng cổ xưa, năm đó chín thần thời đại dấu vết, vậy rất ít có thể lưu nhịn đến hôm nay. Hỏa thần thiên tôn dung mạo, vậy không người biết, cho nên cái này cái pho tượng, là không mặt. Đệ nhị yêu cơ nói. Thì ra là như vậy. Diệp thần cảm thấy một chút cổ xưa thần bí, ánh mắt một hồi mê ly. Chín thần thời đại, rốt cuộc là một cái như thế nào thời đại? Nham thần, hỏa thần, tử thần, đều là chín thần một trong, còn có cái khác thần linh đâu. Diệp thần trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng thương thế hắn còn rất nghiêm trọng,
không có tinh lực đi ngẫm nghĩ quá nhiều, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu một cái, thu liễm lại nội tâm suy nghĩ, đi theo đệ nhị yêu cơ, đi tới một tòa phong cách cổ xưa trong cung điện mặt. Cung điện bên trong, Ngụy Dĩnh, Hạ Nhược Tuyết, Phạm Tinh Nghiên, đã sớm đang đợi hắn. Còn có sống chết phực sinh tử điện điện chủ thứ nhất thù, biển cả giới các đệ tử, cũng đang đợi Diệp Thần. Thấy Diệp Thần tới, sống chết phực và biển cả giới các đệ tử, rối rít khom người thi lễ hỏi thăm sức khỏe. Diệp Thần ở đám người bên trong, nhưng là đầu tiên nhìn thấy liền Kỷ Tư Thanh. Kỷ Tư Thanh vậy đi tới hỏa thần giới. Chỉ gặp Kỷ Tư Thanh hơi thở, so trước kia cường đại rất nhiều, quanh thân lại là lượn lờ từng luồng tinh thuần ngọn lửa hơi thở. Ngọn lửa kia hơi thở mơ hồ hóa thành chu tước, tràn ra cổ xưa thần uy, làm người ta rung động. Diệp Thần, người rốt cuộc đã tới. Ngụy Dĩnh và Hạ Nhược Tuyết hai cô gái, kinh ngạc vui mừng tiến lên nghênh đón, một trái một phải khoác ở Diệp Thần cánh tay. Kỷ Tư Thanh thì chỉ là mỉm cười, cũng không có quá mức thân thiết hình dáng. Thiên Tinh cung thánh nữ Phạm Tinh Nghiên, cũng là cười một tiếng, sau đó thấy Diệp Thần hơi thở yếu ớt hình dáng, chân mày lại là nhíu một cái. Nói, luân hồi chi chủ, người bị thương làm sao nghiêm trọng như vậy? Hạ Nhược Tuyết và Ngụy Dĩnh, vậy phát hiện Diệp Thần thương thế, cũng là ngạc nhiên cùng lo âu. Diệp Thần khoát khoát tay, cười nói, không có gì đáng ngại, tạm thời không chết được. Hắn móc ra trùng dương lệnh, đưa cho Phạm Tinh Nghiên, nói, Phạm tiểu thư, cái này trùng dương lệnh trả ngươi, đa tạ. Phạm Tinh Nghiên thu hồi trùng dương lệnh, gật gật đầu nói, không có sao, ngươi nếu là yêu cơ bản trị. Đó cũng là bạn của ta, chúng ta giúp nhau canh gác là phải làm. Những lời này nói xong, nàng ánh mắt nhìn về đệ nhị yêu cơ, trong ánh mắt lại có điểm dị thường tâm trạng, mình gò má cũng là hơi đỏ lên. Tư Thanh, người cũng tới. Diệp Thần cười hướng Kỷ Tư Thanh gọi, biệt ly nhiều ngày, lần nữa gặp nhau, hai người tới giữa, lại là có chút lúng túng cùng lạnh nhạt. Ừ, người thương thế tựa hồ không nhẹ, đau không? Kỷ Tư Thanh đi tới trước. Nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Thần ngực. Diệp Thần nhẹ nắm trước tay nàng, cười nói, vốn là rất đau, nhưng có người ở đây, ta liền hết đau. Hai người hai tay tướng dắt, nhiều ngày biệt ly lạnh nhạt, chính là ngay tức thì tản đi. Kỷ Tư Thanh gò má một đỏ, nói, miệng lưỡi trơn tru. Người chung quanh cũng là cười lên. Dừng một chút, Kỷ Tư Thanh chính là nghiêm mặt nói, ngươi thương thế quá nghiêm trọng, cùng ta tới, ta có thể chữa thương cho ngươi. Diệp Thần kinh nghi bất định, mình thương thế nghiêm trọng như vậy, chẳng lẽ Kỷ Tư Thanh có biện pháp trị liệu? Được. Lập tức, Diệp Thần tạm biệt đám người, đi theo Kỷ Tư Thanh, đi tới cung điện chỗ sâu, một tòa trong đình viện. Tòa cung điện này lớn vô cùng, Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh, Hạ Nhược Tuyết các người, đều tự có một tòa độc lập đình viện, dùng làm chỗ ở. Đình viện bên trong, đình đài lầu các, hòn non bộ giả nước, phong cảnh ngược lại là khá là ưu nhã. Kỷ Tư Thanh bình lui chừng người làm, bày mấy đạo khói mù phong tỏa phù lục, chỉ trong sân nhà một cái ao nước, hướng Diệp Thần nói, ngươi cởi quần áo, đi vào. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói cái gì? Kỷ Tư Thanh gò má một đỏ, nói, ngươi làm theo chính là, ta vì ngươi chữa thương. Diệp Thần tim đập bịch bịch đứng lên, tuy nói hắn cùng Kỷ Tư Thanh, sớm đã có qua da thịt gần gũi, nhưng hồi lâu không gặp, giờ phút này hai người chung đụng thời điểm, thật ra thì vẫn có chút khắc chế. Lúc này nghe được Kỷ Tư Thanh mà nói, nhìn nàng bộ kia xấu hổ khẩn trương diễn cảm, Diệp Thần nội tâm cũng có điểm nhiệt huyết sôi trào. Hắn theo lời rút đi quần áo, đi tới trong hồ mặt ngâm. Kỷ Tư Thanh khẽ cắn răng, lại cũng là rút đi quần áo, lộ ra đầy đặn mà trắng nõn thân thể, vậy chậm rãi đi tới trong hồ mặt, bao bọc ở Diệp Thần hông, da thịt tướng thiếp. Rồi sau đó, nàng hít sâu một hơi, thân thể xích lại gần đi lên, hôn Diệp Thần đôi môi. A, à, Diệp Thần trợn to hai mắt, không rõ cho nên. Nhưng ngay sau đó, hắn liền cảm thấy, có một cổ ấm áp nóng bỏng ngọn lửa hơi thở, từ Kỷ Tư Thanh trên môi truyền tới, truyền đến trong cơ thể hắn. Ở nơi này cổ hỏa diễm hơi thở bồi bổ hạ, Diệp Thần cảm thấy toàn thân, đều là một hồi ấm áp, thương thế vậy chuyển tốt rất nhiều. Cảm giác như thế nào? Kỷ Tư Thanh buông đôi môi, gò má mang một chút đỏ ửng, hỏi. Được. Khá một chút. Diệp Thần có chút ngẩn ra, chỉ cảm thấy Kỷ Tư Thanh thân thể rất nóng. Lạnh như băng ao nước, cũng là đổi nóng lên, tràn ra hơi nước bốc lên. Ở hơi nước bốc lên vần quanh hạ,
Kỷ Tư Thanh thần bí đẹp được như vậy không thể tiết độc thiên thần vậy, để cho Diệp thần cảm thấy có một ít xa lạ. Kỷ Tư Thanh hai tròng mắt lộ ra thương tiếc ý, nhẹ ôm trước Diệp thần, nói, hy vọng ta hỏa thần huyết mạch, có thể giúp được ngươi. Diệp thần nội tâm khó hiểu chấn động một cái, nói, hỏa thần huyết mạch. Theo bản năng nghĩ tới hỏa thần thiên tôn. Kỷ Tư Thanh nhẹ khẽ gật đầu, nói, ừ, trước đây ta nghe được vận mạng chỉ dẫn, xuất ngoại tìm cơ duyên, bất ngờ lấy được một giọt hỏa thần máu, hơn nữa thành công luyện hóa, tu vi hơi thở tăng tiến vậy không thiếu. Giọt kia hỏa thần máu, xuất xứ từ không không lúc nào không bên trong, một vị cổ xưa thần minh, tên là hỏa thần thiên tôn. Hỏa thần máu năng lượng, cực kỳ dư thừa, cũng có thể vì ngươi chữa thương. Diệp thần kinh ngạc nói, ngươi nói hỏa thần thiên tôn, chính là chín thần lúc thay thần minh sao? Ngươi lại có thể lấy được hỏa thần thiên tôn lực lượng. Kỷ Tư Thanh ngoài ý muốn nói, ngươi cũng biết chín thần thời đại. Diệp thần gật đầu một cái, lại lắc đầu. Nói, chỉ là nghe đệ nhị yêu cơ đề cập tới, cụ thể sâu xa, cũng không biết, hơn nữa ta cũng nhận được nửa giọt máu thần, là nham thần thiên tôn để lại máu. Lập tức, Diệp thần đem mình ở thiên cổ thành gặp gỡ, hư lưu minh hải trải qua, đơn giản hướng Kỷ Tư Thanh nói một lần. Kỷ Tư Thanh nghe xong cái này rất nhiều trắc trở, thầm kinh hãi, nói, ngươi lại có thể đắc tội tử thần giáo đoàn, đây có thể phiền toái, vị kia hải vương ma tôn, được gọi là tử thần. Cũng là chín thần một trong. Dừng một chút, lại nói, bất quá, thật may ngươi lấy được nửa giọt nham thần máu, nếu là có thể thừa kế nham thần thiên tôn lực lượng, vậy cũng đủ để chống lại tử thần giáo đoàn. Dẫu sao, ở chín thần thời đại, nham thần thiên tôn là chín thần bên trong, cường đại nhất tồn tại. Diệp thần nói, chín thần, chính là chỉ chín vị thần minh. Kỷ Tư Thanh nói, đúng vậy, chín thần thời đại, chính là chín vị cổ xưa thần minh tranh bá thời đại. Vậy chín vị thần minh, chính là phong thần, lôi thần, thủy thần, hỏa thần, nham thần, cỏ thần, băng thần, quang thần, tử thần. Năm đó chín thần tranh bá, không không lúc nào không cũng sắp sụp đổ, thậm chí ảnh hưởng đến thế giới hiện thật, liền mồi lửa nguyên cũng thiếu chút nữa tắt. Sau đó, tử hoàng tiên cung ứng vận nhi xanh, bảo vệ mồi lửa, thẳng đến ngày hôm nay. Diệp thần nói, cho nên nói, tử hoàng tiên cung là ra đời ở chín thần thời đại. Kỷ Tư Thanh nói, có lẽ vậy, nhưng năm tháng chân thực quá lâu xa, quá rất xưa, ta cũng biết không nhiều. Diệp thần cảm thấy một chút rung động, phảng phất có cổ xưa bức họa, ở mình trước mắt mở ra vậy, hắn lại hỏi, vậy đà đế cổ thần đâu? Ta lấy là đà đế cổ thần, cũng là chín thần một trong. Kỷ Tư Thanh nói, không phải, đà đế cổ thần cũng không phải là chín thần một trong, nhưng hắn là chín thần thời đại sau cùng người được lợi. Diệp thần nói, sau cùng người được lợi. Kỷ Tư Thanh nói, ừ, truyền thuyết chín thần tranh bá, thiên hạ quay về đà, đà đế cổ thần từ tương lai trong khái niệm ra đời, hắn sinh ra sứ mạng, chính là vì chung kết chín thần. Cho tới bây giờ, chín thần đã sớm vẫn diệt, không không lúc nào không đà đế cổ thần là chí cao, năm đó hắn hiển nhiên là thành công. Chỉ là, hắn như thế nào chung kết chín thần, dùng thủ đoạn gì, ta nhưng đẩy không tính ra, năm tháng thái cổ lão. Quá xa vời, thiên cơ dấu vết không thể đoán. Kỷ Tư Thanh giọng nói chuyện bên trong, mang một chút xúc động, thở dài cổ xưa thần bí, rất xa vĩ đại. Diệp thần cũng là suy nghĩ xuất thần, có thể mơ hồ cảm nhận được đà đế cổ thần mạnh mẽ. Chín thần thời đại, cái khác thần minh hắn không biết, nhưng nham thần thiên tôn, tuyệt đối là vô cùng mạnh mẽ. Diệp thần chỉ là đạt được nửa giọt nham thần máu, thì thành công chống lại tử thần giáo đoàn. Thậm chí làm được không thiếu cường đại ma vật trực tiếp phá vỡ, tín ngưỡng sụp đổ, có thể gặp nham thần thiên tôn lợi hại. Mà đà đế cổ thần, có thể chung kết bao gồm nham thần thiên tôn ở bên trong chín thần, thực lực có thể tưởng tượng được. Tương lai Diệp thần phải đối phó đà đế cổ thần nói, tất nhiên là cực kỳ khó khăn. Thậm chí, hắn có thể cũng không thấy được đà đế cổ thần, sẽ bị bây giờ vũ hoàng cổ đế chấn áp. Diệp thần âm thầm nắm quyền. Cũng là cảm thấy tương lai khó khăn. Vũ hoàng cổ đế cùng đà đế cổ thần, thật ra thì liền là cùng một người, chỉ là một là hiện tại thân, một cái là tương lai thân thôi. Thiên cơ theo dõi dưới, Diệp thần thấy được tương lai niềm hy vọng, đó chính là Thái Thượng Công Đức Chiến. Chỉ có ở Thái Thượng Công Đức Chiến bên trong, lấy được được đại công đức, đại khí vận ban phúc, hắn mới có thể có chân chính cơ hội, đi kháng nhận định vũ hoàng cổ đế. Hai ngày sau Thái Thượng Công Đức Chiến,
đối Diệp Thần mà nói, là mấu chốt nhất tồn tại. Kỷ Tư Thanh nói, ta lần này xuất ngoại tìm cơ duyên, còn dòm ngó thấy cỏ thần bí ẩn. Diệp Thần nói, cỏ thần. Kỷ Tư Thanh nói, ừ, cỏ thần, cũng là chín thần một trong, là chấp trưởng cỏ cây cùng sinh mạng thần linh, hình tượng là một cái 13-14 tuổi thiếu nữ hình tượng, nàng hướng tôn di đã phát ra cảm cho đòi. Diệp Thần con ngươi co giúp một cái, nói, người nói gì sao? Tôn di. Kỷ Tư Thanh nói, đúng vậy, ban đầu tôn di ở nơi nào đó địa phương, bất ngờ nghe được cỏ thần cảm cho đòi, cũng ở cỏ thần dưới sự chỉ dẫn, bước vào không không lúc nào không, nếu như thuận lợi, nàng sẽ xem ta như nhau, đạt được thần linh truyền thừa. Nhưng rất đáng tiếc, nàng gặp tử thần giáo đoàn, hơn nữa bị tử thần giáo đoàn đánh rất thiên ma tinh hải, bị kẹt đến hiện tại. Diệp Thần ra mặt lay động, nói tôn di bị kẹt ở thiên ma tinh hải, là tử thần giáo đoàn làm. Kỷ Tư Thanh nói, đúng vậy, bất quá ngươi yên tâm, nàng có cỏ thần âm thầm che chở, tạm thời sẽ không xảy ra chuyện. Thiên ma tinh hải, hội tụ thế gian kinh khủng nhất hắc ám, tử vong, dơ bẩn, đục ngầu, bẩn thỉu, coi như là tiên đế cường giả, rơi vào thiên ma tinh hải, cũng có thể dính không rõ. Tôn di tu vi không hề coi là mạnh, nàng bị kẹt ở thiên ma tinh hải đáy biển, có thể gìn giữ tánh mạng, nguyên lai là có cỏ thần che chở. Diệp Thần cắn răng, không nghĩ tới tử thần giáo đoàn, lại vẫn là hãm hại tôn di đầu sỏ. Thật may, tôn di có cỏ thần che chở, tạm thời không việc gì, vậy để cho Diệp Thần an tâm không ít. Kỷ Tư Thanh nói, tôn di đạt được cỏ thần cảm cho đòi, mà ta đạt được hỏa thần cảm cho đòi, chúng ta đều là phụ nữ của ngươi, đây không khỏi có chút trùng hợp. Ta phỏng đoán, vô luận là cỏ thần, vẫn là hỏa thần, đều có phụ trợ luân hồi ý. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, lại là mừng thầm, nói, nếu như những cổ xưa kia thần minh, đều có tương trợ ta ý, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Kỷ Tư Thanh khẽ gật đầu một cái, nói, ngươi vậy không nên quá đắc ý, nhân quả còn không rõ ràng, ta chỉ biết là ngươi thừa kế nham thần máu, tử thần giáo đoàn là hận không được ngươi chết. Diệp Thần không biết làm sao, cũng biết tử thần giáo đoàn mạnh mẽ, mình trêu chọc một cái như vậy kinh khủng thế lực, tương lai con đường, đem sẽ càng thêm khó khăn. Bất kể như thế nào, Tư Thanh, người trước thay ta chữa thương nói sau. Diệp Thần nhún vai một cái, ngắm nhìn Kỷ Tư Thanh trong mắt, nói. Kỷ Tư Thanh gò má một đỏ, nhẹ khẽ gật đầu. Hai người lần nữa ôm nhau, xít sao ôm chung một chỗ, ra thịt tướng thiếp, như quan hệ vui vẻ, một phen xâm nhập si quấn. Hai ngày trôi qua, ở Kỷ Tư Thanh hỏa thần máu tư bổ hạ, Diệp Thần thương thế rất chuyển biến tốt. Cái này thời gian hai ngày, Diệp Thần vậy đồng thời hấp thu mồi lửa nguyên năng lượng, không ngừng khôi phục mình nguyên khí. Đến hiện tại, hắn thương thế, đã khôi phục 7-8 phần. Người thương thế hẳn không có gì đáng ngại. Ao nước bên trong, Kỷ Tư Thanh như cũ duy trì cùng Diệp Thần đi sâu vào si dây dưa tư thái, nhẹ giọng nói. Diệp Thần nói, còn chưa đủ, còn không khôi phục lại đỉnh cấp. Nếu như là bình thường tình huống, có 7-8 thành sức chiến đấu, Diệp Thần đủ để giải quyết phần lớn nguy hiểm. Nhưng ngày hôm nay, chính là Thái Thượng Công Đức Chiến bắt đầu ngày, cường địch rình chung quanh, nếu như không có trạng thái tột cùng, Diệp Thần không chắc chắn chống lại nguy hiểm không biết. Có ta và ngươi sóng vai tác chiến, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Kỷ Tư Thanh khẽ vuốt ve Diệp Thần mặt, ôn nhu nói. Diệp Thần tâm thần ấm áp, hôn nàng một tí, nói, ừ, cảm ơn nhiều. Đang. Đây là, Thánh Thành quảng trường bên kia, truyền đến một hồi tiếng chuông du dương. Thái Thượng Công Đức Chiến, lập tức phải chuẩn bị mở. Diệp Thần nghe được cái này tiếng chuông, cùng Kỷ Tư Thanh nhìn nhau, đều là gật đầu một cái. Hai người từ trong hồ đi ra, mặc xong quần áo, đi ra đình viện. Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Phạm Tinh Nghiên, còn có Hạ Vũ, thứ nhất thù các người, sớm đang đợi, thấy sắc mặt hai người đỏ thắm, như mộc xuân phong hình dáng, đều là âm thầm cười. Có thể tưởng tượng, trong quá khứ trong hai ngày, Diệp Thần và Kỷ Tư Thanh, là bực nào thân mật. Diệp Thần, người khí sắc tốt hơn nhiều. Hạ Nhược Tuyết tiến lên kéo Diệp Thần tay, cười nói. Đi qua hai ngày chữa trị, Diệp Thần thương thế tốt lắm 80%, đủ tham gia Thái Thượng Công Đức Chiến. Chỉ là, không phải trạng thái tột cùng, muốn đoạt cúp mà nói, không thể nghi ngờ là khó hơn lên trời. Diệp Thần cũng cười cười, ngắm nhìn bốn phía, không gặp đệ nhị yêu cơ cùng chỉ phi huyết,
hỏi yêu cơ cô nương đâu. Phạm Tinh Nghiên nói, yêu cơ tỷ tỷ đã cùng ao cô nương đi. Diệp Thần trong lòng nhớ tới Chỉ Phi Huyết, trong quá khứ trong một đoạn thời gian, Chỉ Phi Huyết giúp hắn không thiếu, hôm nay chia lìa, hắn còn chưa kịp chính thức tạm biệt, không khỏi có chút thương tiếc. Hạ Nhược Tuyết nói, Thái Thượng Công Đức trên chiến mã bắt đầu, chúng ta lên đường đi. Diệp Thần gật đầu một cái, lập tức liền cùng mọi người lên đường, hướng Hỏa Thần Thánh Thành Trung ương Quảng Trường đi tới. Ánh nắng sáng sớm, chiếu vào Thánh Thành bên trên, để cho được toàn bộ Hỏa Thần Thánh Thành, đều là nhiều hơn một cổ thần thánh chói lọi. Ở chính giữa trên quảng trường, đã sớm hiện đầy người, một nửa là chuẩn bị tham chiến những người dự thi, một nửa kia là bị mời mà đến dự lễ khách mời. Ở quảng trường bốn phía bầu trời, lơ lửng từng cái bạch ngọc sàn, rất nhiều dự lễ khách quý, chính là tọa lạc tại vậy từng cái trên bình đài. Ở cao hơn không chỗ, thì lơ lửng một tòa thần thánh cung điện, thiên điều thụy khí vần quanh, nguy nga lộng lẫy, cổ xưa mênh mông. Một tôn kim long quanh quẩn trên ngai vàng, nghiêm túc ngồi một vị tiên quang chiếu khắp ông già, trên người hắn tản ra ánh sáng cùng uy nghiêm, đã không cách nào dùng thế giới hiện thật ngôn ngữ đi hình dạng, cho người cảm giác, cũng chỉ có vĩ đại, thần thánh, chói lọi, tiên đạo dài xanh, tiên khí khoáng đạt vân. Vân khái niệm, người bất kỳ thấy hắn, đều sẽ có một loại không thể chiến thắng cảm giác. Cái này ông già, chính là Tử Hoàng Tiên Cung trưởng giáo, thế giới hiện thật sau cùng thủ hộ giả. Đạo đức thiên tôn. Dĩ vãng Thái Thượng Công Đức chiến, đạo đức thiên tôn cho tới bây giờ không hiện thân, hắn từ đầu đến cuối núp ở phía sau màn, cho tới bây giờ không nhúng tay vào thực tế ân oán. Nhưng lần này Thái Thượng Công Đức chiến, đạo đức thiên tôn lại có thể tự mình chủ trì. Thậm chí, ở trước trận chiến, Tử Hoàng Tiên Cung đã có lời đồn đãi chảy ra, đạo đức thiên tôn có một đứa con gái, tên là Đệ Nhị Yêu Cơ. Từ đủ loại dấu hiệu phán đoán, hôm nay đạo đức thiên tôn, tựa hồ chẳng muốn lại núp ở phía sau màn, hắn muốn đích thân hạ xuống thế giới hiện thật. Cũng không người nào biết, đạo đức thiên tôn là như thế nào ý tưởng. Nhưng tất cả mọi người đều biết, một khi đạo đức thiên tôn hạ xuống, thế giới hiện thật thế lực cách cục, sẽ phát sinh thay đổi long trời lở đất. Cho dù là Vũ Hoàng Cổ Đế, cũng không khả năng có tuyệt đối chắc chắn, có thể áp chế đạo đức thiên tôn. Đạo đức thiên tôn quá thần bí, hắn tồn tại 5 tháng. Cũng quá rất xưa đến không thể tưởng tượng nổi bước. Cho dù là vô cùng cổ xưa thời đại Hồng Hoang, đạo đức thiên tôn vậy là tuyệt đối cường giả, liền Hồng Quân Lão Tổ, cũng là bọn hắn hạ đã từng là đệ tử. Có thể đào tạo được Hồng Quân này nhóm cường giả, đạo đức thiên tôn thủ đoạn cùng thực lực, có thể tưởng tượng được. Thậm chí ngoại giới vô cùng ngưỡng mộ sợ hãi chính phái tà phái, Đa Bảo Thiên Quân cũng tốt, Trùng Dương Chân Nhân cũng được, cũng là đạo đức thiên tôn một tay nâng đỡ lên. Hắn mới là Tử Hoàng Tiên Cung chân chính đại chủ tể. Ở đạo đức thiên tôn bên người, đứng hai người. Một cái là Đệ Nhị Yêu Cơ, một cái khác là Đa Bảo Thiên Quân. Ở phía sau bọn họ, chính là Tử Hoàng Tiên Cung rất nhiều hộ pháp các trưởng lão. Diệp Thần ở trong đó, còn thấy được Chỉ Phi Huyết. Đệ Nhị Yêu Cơ thấy Diệp Thần tới, hướng về phía hắn chớp chớp mắt, cười một cái. Diệp Thần tâm thần hơi rung động. Lại nhìn khắp bốn phía, Diệp Thần liền thấy một tấm gương mặt quen thuộc lỗ. Ở cách Tử Hoàng Cung Điện gần đây Bạch Ngọc trên bình đài, là Vạn Khư Thần Điện dự lễ khách quý cùng những người dự thi. Vũ Hoàng Cổ Đế, Hồng Xuân Thu, Huyền Thiên Kiêu, Dừng Khiếu Không cùng Thiên Quân Lão Tổ, tất cả đều tới. Thậm chí, Diệp Thần thấy được Kiếm Thần Lão Tổ Tiêu Tinh Hà. Tiêu Tinh Hà đứng ở Vũ Hoàng Cổ Đế bên người, đứng xuôi tay. Một mặt không biết làm sao chán nản hình dáng. Kiếm Thần Lão Tổ lần nữa trở về Vạn Khư. Diệp Thần trong bụng một hồi khiếp sợ. Phải biết, Kiếm Thần Lão Tổ Tiêu Tinh Hà, một mực giữ trung lập, không nhúng tay vào luân hồi cùng Vạn Khư ân oán. Nhưng hôm nay, Tiêu Tinh Hà lại có thể lần nữa trở lại Vạn Khư, hắn nếu là đứng ở Vạn Khư bên này, Diệp Thần thì nhiều phiền toái. Cảm thấy được Diệp Thần ánh mắt, Tiêu Tinh Hà diễn cảm, càng như đưa đám. Mà Vũ Hoàng Cổ Đế, thì là một bộ cười tủm tỉm đắc ý hình dáng, vuốt ve râu dài của mình. Nghĩa phụ, người nọ chính là Luân Hồi Chi Chủ sao? Một cái đồ trắng tung bay, lạnh lùng như băng tuyết cô gái, từ Vũ Hoàng Cổ Đế sau lưng đi ra, ngắm nhìn Diệp Thần, thấp giọng hỏi nói. Diệp Thần lóng tai vừa nghe, cũng nghe được liền cô gái kia lời nói. Hắn đánh giá vậy lạnh như băng tuyết cô gái,
chỉ cảm thấy người sau hơi thở, vô cùng cường đại, hơn nữa mơ hồ tới giữa, tựa hồ có một cổ khó mà đoán quỷ bí chập chờn. Vũ Hoàng Cổ Đế cười nói, Ngạo Tuyết, đó chính là Luân Hồi Chi Chủ, người có nắm chắc chiến thắng hắn sao? Phụ nữ kia mắt sáng rùng mình chợt hiện, nói, nếu như trong truyền thuyết Luân Hồi Chi Chủ, chỉ là bộ dáng này, ta sẽ đích thân đem hắn giết chết. Trong lúc nói chuyện, cô gái kia ánh mắt, bắn về phía Diệp Thần. Diệp Thần cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, không khỏi được trong lòng rét một cái. Phạm Tinh Nghiên kéo kéo Diệp Thần vạt áo, nói cẩn thận một chút, người phụ nữ kia kêu Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, là Vũ Hoàng Cổ Đế nghĩa nữ, vạn năm tới một mực bế quan, ngày hôm nay xuất quan, chính là vì cướp lấy Thái Thượng Công Đức chiến đầu tên, nàng sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Thần nhướng mày nói, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, Vũ Hoàng Cổ Đế nghĩa nữ sao? Kỷ Tư Thanh nhìn về phía Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, cũng là mày liễu nhíu một cái, rồi sau đó lộ ra một vẻ kinh ngạc, nói, nữ nhân này không đơn giản, nàng huyết mạch, đặc biệt đặc thù, ta bắt được băng thần thiên tôn hơi thở. Diệp Thần nói, băng thần thiên tôn. Kỷ Tư Thanh nói, đúng vậy, băng thần thiên tôn, cũng là chín thần một trong, nữ nhân này trong cơ thể, ít nhất có một giọt băng máu thần, nàng có thể đã thừa kế băng thần lực lượng. Diệp Thần trong lòng trầm xuống. Nếu là cái đó Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, thật thừa kế băng thần lực lượng, vậy thì phiền toái. Phải biết, băng thần thiên tôn, cũng là chín thần một trong, cùng nham thần, hỏa thần, tử thần vân. Vân cùng nổi danh. Kỷ Tư Thanh dung hợp một giọt hỏa thần máu, chính là lột xác. Nếu như cái đó Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, thật có băng thần huyết mạch nói, vậy tất nhiên là vô cùng cường đại, tuyệt đối không thể khinh thường. Hạ Nhược Tuyết tiến lên trước một bước. Chỉ hướng một chỗ khác sàn, nói, trừ Vạn Khư Thần Điện, lần này công đức chiến đấu, chúng ta còn nhỏ hơn Tâm Ma Tổ Vô Thiên. Diệp Thần dọc theo Hạ Nhược Tuyết chỉ, nhìn sang. Chỉ gặp ở một cái ma khí lượn quanh trên bình đài, tọa lạc mấy chục người, đều là kiếm môn bên trong cường giả. Ở giữa một người, quỷ dị đáng sợ giống như là không không quái vật. Đó là Ma Tổ Vô Thiên. Hôm nay Ma Tổ Vô Thiên, chỉ còn lại một cái đầu, một trái tim. Thân thể của hắn khác bộ phận, toàn bộ không có, chỉ còn lại một cái đầu lâu cùng tim, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Vậy tim vẫn là đập. Còn như Ma Tổ Vô Thiên đầu người, không chỉ là cặp mắt bị đào đi, liền ngũ quan toàn bộ đều bị đào đi, chỉ còn lại từng cái lỗ thủng, nhìn như cực kỳ khủng bố, so quái vật còn muốn quái vật, để cho người nhìn một cái, liền cảm thấy rợn cả tóc gáy. Hắn đầu lâu cùng tim nổi lơ lửng, từng luồng ma khí lan tràn. Hóa thành mạch máu cùng cơ thể, đem đầu của hắn cùng tim nối liền, cũng cấu trúc ra một cái ma khí hư ảo thân thể, nhìn như đặc biệt quỷ dị. Một cái áo bào đen thiếu niên nam tử, đứng ở Ma Tổ Vô Thiên bên người, chính là Quy Trần. Hôm nay Quy Trần, cùng Ma Tổ Vô Thiên dung hợp, đã sắp tới hoàn mỹ bước. Ma Tổ Vô Thiên thân thể bộ phận, phần lớn cũng dung nhập vào Quy Trần trong cơ thể. Chỉ còn lại một cái đầu lâu, còn có một trái tim. Không có dung hợp. Ở độ cao dung hợp dưới, Quy Trần trên mình tràn ra hơi thở, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi mạnh mẽ. Hắn là thiện niệm hóa thân, mà Ma Tổ Vô Thiên, đại biểu ma niệm. Thiện cùng ác dung hợp, như Phật cùng ma hòa vào nhau, để cho được thời khắc này Quy Trần, tản mát ra một cổ đại lộ vô thường, thần bí khó lường hơi thở. Quy Trần cặp mắt, chính là Vô Thiên cặp mắt. Quy Trần thân thể, chính là Vô Thiên thân thể. Quy Trần tay chân, chính là Vô Thiên tay chân. Từ một phương diện khác mà nói, Quy Trần thật ra thì đã là cái thứ hai Ma Tổ Vô Thiên. Ở Quy Trần trên mình, cơ hồ không cảm giác được ngày xưa cái đó thuần hậu thiếu niên hơi thở, chỉ còn lại hắc ám, âm trầm, lạnh lùng, lãnh đạm, uy nghiêm hơi thở. Thiện cùng ác hòa vào nhau, để cho Quy Trần tóe ra trước đó chưa từng có ánh sáng. Hắn thân thể, thật giống như đã không phải là thế giới hiện thật người, có thể có thân thể. Thân thể của hắn đường cong, là như vậy hoàn mỹ, hình như là thiên địa tạo hóa vĩ đại pho tượng, cho dù là ở cả người hắc bào thùng thình che giấu hạ, cũng có thể nhìn ra hắn vóc người hoàn mỹ. Hắn hiển lộ bên ngoài bàn tay, ra, nhất định chính là vô số tinh hoa hỗn hợp ngưng tụ mà thành vậy. Diệp Thần nhìn hắn, trong đầu, tự nhiên làm theo hiện ra hoàn mỹ, vĩ đại, tạo hóa, cao nhất vân. Vân khái niệm, coi như hắn trạng thái khôi phục đỉnh cấp. Cùng Quy Trần giao chiến nói, cũng không có nắm chắc tất thắng. Lần trước, ở Già Thiên Ma Đế cùng Mưa Ao giao trên hôn lễ,
Diệp Thần may mắn chiến thắng Quy Trần. Nhưng lần này, Quy Trần lột xác tiến bộ quá lớn, cơ hồ hoàn toàn cùng ma tổ vô thiên dung hợp, còn kém tim cùng đầu lâu không có kết hợp mà thôi. Lại đánh nhau, Diệp Thần ngang hàng cùng ma tổ vô thiên chính diện quyết chiến, phần thắng cơ hồ không có. Cảm nhận được liền Diệp Thần ánh mắt, Quy Trần tầm mắt, vậy tỏa tới đây. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt đều là phức tạp. Dừng một chút, Quy Trần trầm mặc, đem tầm mắt rời đi. Quy Trần, thái thượng công đức trên chiến mã bắt đầu, người phải giết chết luân hồi chi chủ, mới khá đột phá tim gông xiềng. Một bên, ma tổ vô thiên lên tiếng nói. Ma tổ vô thiên cổ họng, đã sớm bị cắt mất, ngũ quan cũng bị đào đi, hắn là dùng linh hồn phát ra thanh âm. Hắn tim, hắn linh hồn, còn giữ, không có tiến hành sau cùng dung hợp. Quy Trần cung kính nói, lão tổ, ta biết. Những lời này nói xong, hắn im lặng mà lãnh đạm trong mắt, chính là thoáng hiện lên một món sát khí, nhìn về Diệp Thần. Diệp Thần vậy cảm nhận được liền Quy Trần sát khí, trong lòng rét một cái. Lần này thái thượng công đức chiến, hắn cùng Quy Trần tới giữa, chỉ sợ còn sẽ lại còn đánh một trận. Hơn nữa vạn khư thần điện Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, Diệp Thần tình cảnh, tất nhiên là 10 phần nguy hiểm. Còn có tà phái lãnh tụ Đa Bảo Thiên Quân, cũng không khả năng thả qua hắn. Diệp Thần ánh mắt, lại hướng chỗ khác nhìn, lại thấy được một tấm gương mặt quen thuộc bàng, Nguyện Thiếu Người, Diêm Hành Thiên, Tư Đồ Trần, Diệp Lâm Uyên Vân. Vân, Nguyện Thiếu Người và Diêm Hành Thiên, lại cũng là thành tựu dự lễ khách quý, cùng ngồi chung một chỗ. Chỉ là hai người thần thái, đều mang lẫn nhau chán ghét hình dáng, cũng không có gì trao đổi. Thấy Diệp Thần tới, Diêm Hành Thiên lộ ra hiền hòa cao hứng nụ cười, cách không hướng Diệp Thần chào hỏi. Nguyện Thiếu Người chính là lạnh nhạt hình dáng, trong tròng mắt thậm chí mang một chút sát khí. Nàng hướng bên cạnh một người đàn ông, dỉ tai mấy câu, nam tử kia trong ánh mắt, cũng là thoáng hiện lên sát khí. Nam tử kia lại là Tư Đồ Trần. Tư Đồ Trần là thiên cổ thành khách khanh, giờ phút này xuất hiện ở nguyện cách bên người thân, còn muốn thành tựu người dự thi, tham gia thái thượng công đức chiến, đây rõ ràng là Đa Bảo Thiên Quân an bài. Diệp Thần trong lòng ngầm ám cảnh giác. Cái này Tư Đồ Trần, trong cơ thể cũng có nửa giọt nham thần máu, thực lực không thể khinh thường. Nếu như trong cơ thể hắn nham thần máu, có thể cho ta hấp thu, vậy cũng tốt. Diệp Thần yên lặng tính toán, hiện tại trong cơ thể hắn nham thần máu, chỉ có nửa giọt, không tính là viên mãn. Nếu là có thể giết chết Tư Đồ Trần, cướp lấy đối phương trong cơ thể ngoài ra nửa giọt nham thần máu, hắn nham thần máu liền có thể bước đầu viên mãn. Diệp Thần lại thấy được Diệp Lâm Uyên. Diệp Lâm Uyên là Thiên Thanh Minh Minh Chủ, Nguyên Thủy Ma Chủ người thừa kế, lần này thái thượng công đức chiến, hắn tự nhiên sẽ không đích thân kết quả, chỉ là thành tựu dự lễ khách mời, xuất hiện ở Hỏa Thần Thánh trong thành. Chỉ bất quá, hắn Thiên Thanh Minh bên trong, cũng có không thiếu cường giả, được dự thi mời. Diệp Lâm Uyên thấy Diệp Thần sau khi xuất hiện, chính là âm thầm hướng thủ hạ các cường giả, thấp giọng phân phó chút gì. Rất nhiều Thiên Thanh Minh cường giả, gật đầu liên tục. Trong tròng mắt đều là hiện ra ý định giết người. Xem ra ngày hôm nay có không ít người muốn giết ngươi. Phạm Tinh Nghiên vậy cảm nhận được liền nhằm vào Diệp Thần sát ý, không khỏi được cười lên. Để cho bọn họ tới giết đi, xem bọn họ có bản lãnh này hay không. Diệp Thần vậy tuét miệng cười một tiếng, trong lòng tuy cảm thấy vô cùng áp lực, nhưng cũng không có kinh hoàng. Dẫu sao hắn bên này, cũng không phải một mình tác chiến. Ngụy Dĩnh, Kỷ Tư Thanh, Hạ Nhược Tuyết, cũng đi đôi với hắn. Đặc biệt là Kỷ Tư Thanh, thừa kế một giọt hỏa thần máu, đơn giản là đột nhiên tăng mạnh, lột xác. Chỉ tiếc, Nhâm Phi Phàm, Lá Tà Thần, Võ Giao các người, cũng không có tới dự lễ. Bọn họ hẳn nhận được mời, nhưng không có xuất hiện, có thể là sợ bại lộ thiên cơ, bị tầng thứ cao hơn lực lượng để mắt tới. Đang, lại là một hồi tiếng chuông, ở trên quảng trường gõ. Toàn trường mọi người, chính là yên tĩnh lại, yên lặng nhìn phía bầu trời. Bầu trời bên trong, Tử Hoàng bên trong cung điện, Đạo Đức Thiên Tôn chậm rãi đứng lên, đảo mắt nhìn toàn trường, yên lặng một hồi, chậm rãi mở miệng nói. Hôm nay là Thái Thượng Công Đức Chiến ngày, đa tạ các vị đại giá đến chơi, ta Tử Hoàng Tiên Cung nhà nghèo thêm rực rỡ. Lần này Thái Thượng Công Đức Chiến, cụ thể quy tắc, chính phái lãnh tụ Trùng Dương chân nhân, sẽ hướng các vị nói tỉ mỉ. Xin tất cả người dự thi,
đi công đức chiến trường, Trùng Dương chân nhân đang đợi các ngươi. Đạo Đức Thiên Tôn tiếng nói rơi xuống, ở chính giữa quảng trường trên vùng đất, chính là xuất hiện một cái màu xanh truyền tống trận. Rất nhiều người dự thi thấy vậy truyền tống trận, một hồi xôn xao. Rồi sau đó, có người bước lên vậy truyền tống trận, trực tiếp truyền tống rời đi. Rất nhiều những người dự thi, cũng là xếp hàng bước lên truyền tống trận, đi chiến trường. Chúng ta vậy đi thôi. Diệp Thần nhìn Kỳ Tư Thanh cùng vai nữ một mắt, rồi sau đó chính là mang chúng nữ, cùng bước lên truyền tống trận. Rào. Một hồi ánh sáng xanh lam thoáng qua. Diệp Thần cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, tầm mắt sáng lên, liền là xuất hiện ở một cái địa phương xa lạ. Đây là một phiến mênh mông vô biên thiên địa, thương khung một miếng ngói xanh, mây trôi bồng bềnh, hết tầm mắt nhìn lại, có thể thấy vậy vô biên vô tận viễn cổ rừng rậm. Ở cánh rừng kia bên trong, mấy trăm trượng cao cây lớn, sáp thiên đứng sừng sững, như núi đỉnh vậy cao, đặc biệt nguy nga, ở đó rừng rậm phía trên, còn có một mảng lớn loài mãnh cầm cùng dị thú, bay lượn mà qua, phát ra hí the thé, vang vọng bốn phía, đầu hạ to lớn bóng mờ. Ở càng rất xa vùng, còn có thể cảm nhận được quỷ bí hắc ám khí tức, tựa hồ đến từ không không. Nơi này tại sao có thể có không không hơi thở? Diệp Thần một hồi giật mình, cẩn thận lắng nghe dưới, hắn thậm chí nghe được không không quái vật tiếng hít thở, tựa hồ còn có quái vật cùng ma thần vậy đánh nhau. Trong hư không, từng đạo điểm sáng thoáng qua, tất cả những người dự thi, lục tục bị truyền tống đến mảnh thiên địa này tới giữa. Bọn họ vậy cảm nhận được liền xa xôi địa phương không không hơi thở, đều là một hồi ngạc nhiên. Phải biết, nơi này chính là hỏa thần giới, là thành lập ở mồi lửa nguyên phía trên thế giới. Thế giới hiện thật nhất hạch tâm, chân quý nhất mồi lửa nguyên, ngay tại dưới mặt đất, tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được mặt đất mồi lửa nhiệt độ. Một khi mồi lửa nguyên bị ăn mòn, thế giới hiện thật thì có hủy diệt nguy hiểm. Hiện ở chỗ này, xuất hiện không không hơi thở, để cho tất cả mọi người đều lo lắng. Nếu là dưới đất mồi lửa, gặp phải không không ăn mòn, đây chẳng phải là gai gâu. Tại chỗ những người dự thi, đều có điểm khẩn trương, thật giống như tim mình, phải bị kịch độc công hãm vậy. Đệ nhị yêu cơ nói qua, tử thần giáo đoàn người, đã ăn mòn đến hỏa thần giới. Nơi này không không hơi thở, rất có thể và tử thần giáo đoàn có liên quan. Diệp Thần khẽ cắn răng, trong lòng âm thầm suy đoán. Nếu như lần này Thái Thượng Công Đức Chiến, liền tử thần giáo đoàn cũng nhúng tay vào mà nói, vậy thì nguy hiểm hơn nữa không thể dự đoán. Ở đám người lo sợ không yên mặc định thời điểm, bầu trời bên trong, mặt trời bỗng nhiên đổi được nóng rực, ở ánh mặt trời nóng rực hạ, một đạo tay cầm phất trần, già nua hiền hòa lại không mất uy nghiêm bóng người, từ không trung đáp xuống. Hoan nghênh chư vị tới đến Thái Thượng Công Đức chiến trường, lão phu chính là Tử Hoàng Tiên Cung chính phái lãnh thụ, Trùng Dương chân nhân. Ông già đáp xuống rất nhiều người dự thi ở giữa, mắt nhìn bốn phía, mỉm cười nói. Hắn tuy mang nụ cười, nhưng trong ánh mắt uy nghiêm cùng sắc bén, nhưng là ai cũng không dám khinh thường. Gặp qua Trùng Dương chân nhân. Rất nhiều những người dự thi, chính là khom người hướng Trùng Dương chân nhân thi lễ. Gần đây Tử Hoàng Tiên Cung bên trong, có tin tức truyền lưu ra, Trùng Dương chân nhân thân phận, tuyệt không phải bề ngoài nhìn như thế đơn giản, hắn là có tương lai người. Hắn tương lai thân, chính là không không lúc nào không bên trong, tán thần nhất mạch cao nhất nắm giữ. Hắn tức là tán thần thiên tôn. Như thân phận này, tự nhiên làm người ta nghiêm nghị kính sợ, không dám chút nào xúc phạm. Nhưng, cũng không ai biết, vì sao Tử Hoàng Tiên Cung sẽ thả ra trọng đại như vậy tin tức. Phải biết, trước kia tán thần thiên tôn thân phận, là tuyệt đối bảo mật. Đừng nói thế giới hiện thật, liền liền ở không không lúc nào không bên trong, vậy không lại có bao nhiêu người biết, đặc biệt thần bí. Thậm chí, ở Diệp Thần bên này, liền hoang lão cũng không biết. Nhưng hiện tại, Trùng Dương chân nhân thân phận, tán thần thiên tôn thân phận, nhưng là mọi người đều biết, tin tức cũng là Tử Hoàng Tiên Cung cố ý tản mát ra. Cũng không người nào biết Tử Hoàng Tiên Cung sau lưng, rốt cuộc có cái gì bố trí. Gặp qua sư phụ, Phạm Tinh Nghiên vậy hướng Trùng Dương chân nhân thi lễ, trong miệng gọi. Đám người nghe vậy, ánh mắt rối rít nhìn lại thấy được Phạm Tinh Nghiên bên người Diệp Thần, một hồi xôn xao. Trùng Dương chân nhân hiền hòa mà hòa ái, ánh mắt nhìn về phía Phạm Tinh Nghiên nói, Tinh Nghiên, ngươi tuy là ta đổ nhi, nhưng cái này lần Thái Thượng Công Đức Chiến,
công bằng công chính, ta sẽ không thiên vị ngươi chút nào. Phạm Tinh Nghiên nói, ưm. Đám người nghe được Trùng Dương chân nhân mà nói, đều là gật đầu, cũng không có ai hoài nghi. Bởi vì, Trùng Dương chân nhân chính là chính phái lãnh tụ. Trong quá khứ mấy chục ngàn năm trong thời gian, hắn một mực trừ bạo giúp kẻ yếu, lấy khuông phù tránh nghĩa là nhiệm vụ của mình, không biết cứu trợ bao nhiêu người. Vạn Khư Thần Điện hùng bá thái thượng thế giới, Vũ Hoàng cổ đế cay nghiệt thiếu tình cảm, là tàn bạo tàn nhẫn tính cách. Ở Vạn Khư Thần Điện uy áp hạ, không biết lại có bao nhiêu người cửa nát nhà tan, sống lang thang. Là Trùng Dương chân nhân ra tay, chứa chấp rất nhiều người lưu lạc, trong bóng tối duy trì thái thượng thế giới trật tự. Chính phái bên trong đệ tử, cũng là hành hiệp trượng nghĩa. Ở nơi này lợi ích trên hết, khắp nơi đều là giết hại thế giới, lấy Trùng Dương chân nhân làm đại biểu chính phái, có thể nói là đời này duy nhất tinh khiết quang. Bọn họ giúp người, là bất kể giá phải trả, bất kể thù lao giúp người, là chân chánh chính nghĩa. Trùng Dương chân nhân nói sẽ không thiên vị Phạm Tinh Nghiên, vậy dĩ nhiên không người hoài nghi. Đầu tiên, nơi này là Thái Thượng Công Đức chiến trường, chờ các ngươi chính thức tiến vào chiến trường khu sau đó, tu vi có vượt qua vô lượng cảnh nhất tầng thiên, cũng sẽ bị áp chế đến vô lượng cảnh một tầng. Trùng Dương chân nhân chậm rãi mở miệng, nói ra quy tắc thứ nhất. Cái này giới Thái Thượng Công Đức chiến, được mời người dự thi, có thể nói khóa trước số người nhiều nhất, ít nhất có hơn 10.000 người. Nhiều người như vậy, tu vi cũng là kém không đủ, người yếu nhất chỉ có bách gia cảnh, cường giả như Tư Đồ Trần, quá mức cho tới vô lượng cảnh hậu kỳ. Lớn mạnh như vậy tồn tại, vốn là không thể nào bị mời tham chiến, nhưng Tư Đồ Trần có thể tới, Diệp Thần đoán chừng là đa bảo thiên quân an bài, là ở nhắm vào mình. Mà Hạ Vũ giống vậy bị mời, hơn phân nửa là đạo đức thiên tôn, vì cục diện thăng bằng, đặc biệt làm ra an bài. Chỉ là, Hạ Vũ nham thần máu. Bị Diệp Thần hấp thu, phỏng đoán ngoài tất cả mọi người dự liệu. Vì chiến đấu công bằng, tu vi đặc biệt người cường đại, cảnh giới sẽ bị áp chế đến vô lượng cảnh nhất tầng thiên. Nghe được điều quy tắc này, Diệp Thần âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn về phía Tư Đồ Trần, Quy Trần, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết các người. Nếu như những người này tu vi, đều bị áp chế đến vô lượng cảnh nhất tầng thiên, vậy hắn áp lực, liền thật to giảm bớt. Dẫu sao? Lấy hiện tại Diệp Thần tổng hợp sức chiến đấu, đủ để ngay tức thì trong nháy mắt giết phổ thông vô lượng cảnh nhất tầng thiên cường giả. Dĩ nhiên, Tư Đồ Trần, Quy Trần, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết các người, cũng không bình thường, tuyệt khó đối phó. Nhưng bất kể như thế nào, bọn họ cảnh giới tu vi bị áp chế, đây đối với Diệp Thần mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Mà nghe được điều quy tắc này, Tư Đồ Trần, Quy Trần, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết các người, sắc mặt đều là khẽ hơi trầm xuống một cái, hiển nhiên không quá vui vẻ. Sau đó, chính là thắng lợi điều kiện. Trùng Dương chân nhân nói tiếp. Như các ngươi nơi gặp, cái này chiến trường, phân chia 4 cái khu vực. Trùng Dương chân nhân chỉ về phía trước rừng rậm. Đám người ngưng nhìn sang, cẩn thận xem kỹ xem dưới, quả nhiên phát hiện mảnh thiên địa này cùng núi rừng, mơ hồ phân chia thành 4 cái khu vực. Khu vực cùng khu vực tới giữa. Từ một nhánh sông lớn chắn. Cái này 4 cái khu vực, thứ tự trước sau phân biệt là tranh bá khu, không u khu, chết cấm khu, công đức khu, mỗi một khu cũng có thể lấy được số lượng nhất định tử hoàng lửa, ai cuối cùng nắm giữ tử hoàng lửa tối đa, cũng thành công sinh tồn, liền có thể chiến thắng. Trùng Dương chân nhân nói ra tranh tài quy tắc, còn có thắng lợi điều kiện. Đó chính là tranh đoạt tử hoàng lửa. Ở chiến trường 4 khu bên trong, cất giấu nhiều đóa tử hoàng lửa, người dự thi tất cả bằng thực lực cướp lấy, cuối cùng Thái Thượng Công Đức chiến hạng, liền xem mọi người cầm tử hoàng lửa số lượng mà định. Có tử hoàng lửa số lượng càng nhiều, hạng lại càng gần trước. Số lượng nhiều nhất một người, đó chính là hạng nhất. Nghe được Trùng Dương chân nhân mà nói, đám người trong mắt đều là lộ ra nóng bỏng vẻ, lại mang chiến ý, lẫn nhau cảnh giác nhìn đối phương, theo bản năng kéo ra khoảng cách. Chiến trường bên trong tất nhiên phủ đầy yêu thú cường đại, những cái kia tử hoàng lửa, rất có thể núp ở rất nhiều yêu thú trong cơ thể. Nhưng so với yêu thú, lớn hơn uy hiếp, nhưng là tới từ những người dự thi khác. Người dự thi tới giữa, có thể giết chóc lẫn nhau tranh đấu, cướp đoạt đối phương tử hoàng lửa. Có thể nói, ở bên trong chiến trường mặt, người khác tức địa ngục. Trùng Dương chân nhân, cái này 4 cái chiến khu, cái nào khu vực tử hoàng lửa, số lượng nhiều nhất.
Có người dự thi hỏi nói. Dĩ nhiên là phía sau chết cấm khu và công đức khu, nhưng rất đáng tiếc, vậy hai cái khu vực đều bị không không thời không hơi thở ăn mòn, vô cùng nguy hiểm. Trùng Dương chân nhân thanh âm nặng nề, chỉ hướng phía sau nhất hai cái khu vực. Vậy hai cái khu vực đều đã bị tầng tầng hắc vụ vần quanh, tràn ra quỷ bí cùng không rõ hơi thở, làm người ta rung động. Mọi người thấy vậy từng tầng một quỷ bí hắc vụ, cũng là một hồi ngưng trọng. Mặc dù cách nhau xa xôi, nhưng ở trận tất cả người, cũng có thể cảm nhận được vậy cổ không rõ cùng bóng tối khí tức quỷ dị, nội tâm có cổ vô hình sợ hãi. Trùng Dương chân nhân nói tiếp, dĩ nhiên, các ngươi nếu như không sợ chết nói, cũng có thể xông vào vậy hai cái khu vực, trấn áp hắc ám khí tức, cướp lấy tử hoàng lửa. Nghe nói như vậy, không ít người đều là nuốt nước miếng một cái, vậy không dám nói lời nào. Không không thời không hắc ám khí tức, đặc biệt quỷ bí, nơi nào có như thế dễ dàng chống lại. Muốn xông vào chết cấm khu cùng công đức khu, cướp lấy tử hoàng lửa, không thể nghi ngờ là khó hơn lên trời sự việc. Trùng Dương chân nhân, các ngươi tử hoàng tiên cung, vì sao không trấn áp hắc ám? Chẳng lẽ sẽ không sợ không không thời không hắc ám khí tức, ăn mòn mồi lửa sao? Một cái đầu trắng lung lay cô gái đứng dậy, chính là Vạn Khư thần điện Vũ Hoàng Ngạo Tuyết. Nàng ánh mắt lạnh lùng, ngắm nhìn phương xa hắc ám, giọng trong trẻo lạnh lùng mà ngạo nghễ. Trùng Dương chân nhân chỉ là mỉm cười, nói ta tử hoàng tiên cung, còn chưa tới thời điểm xuất thủ, lần này thái thượng công đức chiến, thiết lập ở hỏa thần giới, chính là muốn mượn các ngươi những người dự thi này lực lượng, đi tiêu diệt hắc ám, trấn áp không rõ. Nghe vậy, mọi người nhất thời một hồi xôn xao. Hắc ám khí tức đã ăn mòn đến hỏa thần giới, khoảng cách mồi lửa nguyên chỉ có kể bên xa, khẩn cấp như vậy thời khắc, lại vẫn không tới thời điểm xuất thủ sao. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết ha ha cười một tiếng, nói các ngươi tử hoàng tiên cung, thật đúng là để mắt chúng ta. Trùng Dương chân nhân vẫn là mỉm cười, nhìn chung quanh, nói tóm lại, có thực lực người dự thi, không ngại đi cuối cùng vậy hai cái khu vực, cướp lấy tử hoàng lửa. Tất cả tử hoàng lửa, đều là mồi lửa nguyên nồng cốt năng lượng, ngưng tụ mà thành, bản thân liền cái có công đức lớn khí vận, cùng sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Các người có thể bằng vào trong tay cầm tử hoàng lửa, tiếp nhận ta tử hoàng tiên cung tẩy rửa. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết trong mắt hơi chăm chú, nói, nếu như chúng ta không đi cuối cùng vậy hai khu đâu. Trùng Dương chân nhân nói, không đi cũng không sao, dẫu sao đó là bị bóng tối bao phủ khu vực, quá mức nguy hiểm, chúng ta tử hoàng tiên cung, cũng sẽ không làm người khác khó chịu. Nếu như các người không đi cuối cùng hai khu, liền ở phía trước tranh bá khu, không u khu thi đấu. Vậy tử hoàng lửa, đều là núp ở yêu thú trong cơ thể, chỉ cần đánh chết yêu thú, là được thành công đạt được ngọn lửa. Càng yêu thú cường đại, trong cơ thể tử hoàng lửa số lượng, chính là càng nhiều. Nhưng các ngươi phải chú ý, ban đêm không nên tiến vào không u khu, bởi vì, khu vực này yêu thú, ở ban đêm sẽ rơi vào bạo động, vô cùng nguy hiểm. Đám người trong lòng rét một cái, đều là yên lặng gật đầu. Trùng Dương chân nhân hí mắt cười một tiếng. Nói, như vậy, ta tuyên bố, lần này Thái Thượng Công Đức Chiến, chính thức bắt đầu. Dừng một chút, lại nói, bất quá, các ngươi muốn tiến vào chiến trường, trước hết thông qua ta khảo nghiệm. Tiếng nói rơi xuống, Trùng Dương chân nhân vung tay lên, một vòng mặt trời vậy nóng rực vậy kim quang, bạo dũng ra, nhanh chóng ở giữa thiên địa, tạo thành một cái vòng tròn trụ trạng màu vàng kết giới. Diệp Thần, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết cùng người dự thi. Toàn bộ bị bao phủ vào cái này cột tròn kết giới bên trong. Đột phá kết giới này, các ngươi là có thể bước vào chiến trường. Trùng Dương chân nhân cao giọng nói. Diệp Thần nhìn phía trước màu vàng kết giới, mơ hồ tới giữa, bắt được một cổ vô cùng là nóng rực hơi thở, giống như là bầu trời mặt trời, liền ép tới gần đến mình trước mắt vậy. Thậm chí, hắn cảm thấy cái này cổ nóng rực hơi thở, còn thấm ra hết sức quen thuộc chập chờn. Là thiên đế kim tua hơi thở. Diệp Thần một hồi giật mình. Thiên đế kim luân, là không không lúc nào không bên trong, tán thần nhất mạch cao nhất thần khí. Giờ khắc này, ở màu vàng kia trên kết giới mặt, Diệp Thần lại là cảm nhận được liền thiên đế kim tua hơi thở. Thiên đế kim tua linh khí chấn động, làm được màu vàng kia kết giới bề ngoài, cũng nổi lên từng tầng một đẹp lạ thường phù văn, khá là nguy nga. Cái này Trùng Dương chân nhân. Quả nhiên là tương lai tán thần thiên tôn. Diệp Thần âm thầm nghĩ, hôm nay thiên đế kim luân, ở Nhâm Phi Phàm trên tay, nếu như là người bình thường,
tuyệt đối không thể nào điều động thiên đế kim tua hơi thở. Nhưng, trùng dương chân nhân thân phận, không phải chuyện đùa. Hắn tương lai thân, chính là tán thần nhất mạch nắm giữ thiên tôn. Cho nên, hắn có mượn dùng thiên đế kim luân lực lượng tư cách. Thậm chí, Diệp Thần cảm giác được, Nhâm Phi Phàm có thể mang đi thiên đế kim luân, cũng là lấy được trùng dương chân nhân tương lai người ngầm cho phép cùng trợ giúp. Nhưng cụ thể thiên cơ nhân quả, Diệp Thần cũng khó mà dòm ngó gặp. Hắn chỉ biết là, trùng dương chân nhân đặc biệt thần bí, tuyệt đối không thể khinh thường. Oanh! Lúc này, rất nhiều những người dự thi, bắt đầu đánh vào trùng dương chân nhân bày ra màu vàng kết giới. Tầng này kết giới, hàm chứa thiên đế kim tua một tia linh khí, vô cùng mạnh mẽ. Không hề thiếu người dự thi, cưỡng ép đánh vào dưới, không những không có thành công, ngược lại gặp phải thiên đế kim luân tia sáng soi, phát ra kêu thảm thiết, tại chỗ bị đốt thành trọng thương, mất đi tiếp tục tham chiến tư cách, bị cưỡng ép chuyển đưa ra ngoài, trực tiếp sàng lọc. Diệp Thần chấn động trong lòng, xem ra lần này Thái Thượng Công Đức Chiến, sàng lọc cơ chế đặc biệt nghiêm ngặt, muốn chính thức tiến vào chiến trường, tuyệt không phải chuyện dễ. Oanh! Lúc này, một đạo tiếng oanh kích truyền tới. Chỉ gặp một người đàn ông, tay cầm một chuôi nham thương, lại là rất miễn cưỡng xuyên thấu kết giới, đánh ra một cái đường lỗ to. Nam tử kia, chính là ngoài ra nửa giọt nham thần máu người có, Tư Đồ Trần. Tư Đồ Trần ánh mắt hờ hững, đang đánh mặc kết giới sau đó, tung người bay ra ngoài. Hắn một bay ra kết giới, lập tức bị một cổ không gian khí lưu bọc, sau đó bị ngẫu nhiên truyền tống đến bên trong chiến trường đi. Mà trên kết giới mặt, còn lưu lại hắn đánh ra lỗ thủng lớn. Vùng lân cận những người dự thi, nhất thời như ong vỡ tổ xông lên đi, dọc theo vậy cái lỗ thủng, vậy đột phá kết giới đi ra ngoài. Sau đó, bọn họ đều bị ngẫu nhiên truyền tống đến chiến trường các nơi. Trùng dương chân nhân đứng chắp tay, thấy một màn này, chỉ là mỉm cười, cũng không có ngăn trở. Xa bên những người dự thi thấy vậy, cũng muốn nhặt cái tiện nghi, từ vậy lỗ thủng miệng đi ra ngoài. Nhưng, trên kết giới kim quang tràn ngập, rất nhanh liền đem vậy lỗ thủng lỗ hổng chữa trị. Rất nhiều những người dự thi, một hồi phiền muộn, không thể làm gì khác hơn là mình thử nghiệm đánh vỡ kết giới. Nhưng, kết giới này, hòa lẫn thiên đế kim tua linh khí, vô cùng cường hãn, cơ hồ không người có thể phá kết giới. Suy rồi. Đây là, một đạo tan vỡ tiếng truyền ra. Chỉ gặp một người cô gái, băng khí khỏa cuốn, khua kiếm chém một cái, lại là đem kết giới chém ra một cái lỗ hổng. Phụ nữ kia, chính là Vạn Khư Thần Điện Vũ Hoàng Ngạo Tuyết. Ngạo Tuyết tiểu thư uy vũ. Ở Vũ Hoàng Ngạo Tuyết sau lưng, rất nhiều Vạn Khư Thần Điện các đệ tử, rối rít ủng hộ. Chúng ta đi thôi. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết cười nhạt, lập tức chính là mang Vạn Khư Thần Điện những người dự thi, dọc theo kết giới lỗ hổng, bay ra ngoài. Chung quanh những người dự thi, vội vàng chen nhau lên, cướp từ lỗ hổng kia bay ra ngoài, cho đến lỗ hổng lần nữa đóng cửa. Diệp Thần con người ánh mắt chớp mắt, mơ hồ nhìn thấu điểm mùi vị. Kết giới này, hòa lẫn thiên đế kim tua hơi thở, cực kỳ vững chắc, người bình thường cơ hồ không thể nào đánh vỡ, cái này đã vượt ra khỏi phổ thông khảo nghiệm phạm vi. Trùng dương chân nhân bày kết giới này, có thể không phải khảo nghiệm người bình thường, mà là muốn xem cường giả chân chính thực lực. Suy suy suy. Lúc này, kiếm môn bên kia cũng bắt đầu động tác. Chỉ gặp Quy Trần tự mình ra tay, trên bàn tay hắc khí nhô lên, lại là tuôn ra một cổ bóng tối hơi nước. Đó là thiên ma tinh hải hơi nước. Cái này cổ hơi nước, mang theo không thể danh trạng khí tức đáng sợ. Ở hơi nước ăn mòn, hơn nửa kết giới, đều là từ màu vàng biến thành màu đen, rồi sau đó ca sát sát nổ tung nghiền, thậm chí không cách nào khôi phục nguyên trạng. Cái đó người mặc hắc bào thiếu niên Quy Trần, liền giống như là hắc ám tử thần vậy, cả người tràn ngập lạnh lùng hơi thở, mang thủ hạ các đệ tử, bay ra ngoài. Còn dư lại những người dự thi, vậy toàn bộ như ong vỡ tổ tựa như bay ra. Trong sân, chỉ còn lại Diệp Thần, Kỳ Tư Thanh, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Phạm Tinh Nghiên, Hạ Vũ các người. Dựa vào các ngươi, Diệp Thần cười khổ một tí, thương thế hắn còn không hoàn toàn hết bệnh, chỉ là khôi phục 7-8 phần, còn không khôi phục lại trạng thái tột cùng. Lấy hắn bây giờ hình dáng, tự nhiên bất tiện động thủ đột phá kết giới, miễn được bỗng dưng tiêu hao tinh lực. Để ta đi. Kỳ Tư Thanh như vậy chí cao nữ thần, chậm rãi bước ra một bước, nhỏ hết sức bàn tay trắng noãn vừa nhấc,
nóng rực ngọn lửa hơi thở bùng nổ, hóa thành một đầu to lớn phượng hoàng chim lửa, đi về trước đụng. Phịch, còn dư lại gần phân nửa kết giới, ở đó phượng hoàng chim lửa dưới sự xung kích, lập tức nổ tung. Liền liền xa xa, Quỳ Trần lưu lại hắc ám hơi nước, ở ký tư thanh chim lửa nhiệt độ cao nướng hạ, cũng là suy suy vang dội, hóa thành hơi nước. Một bên Trùng Dương chân nhân, thấy ký tư thanh thủ đoạn, vẻ mặt hơi kinh hãi, thấp giọng nhắc tới, là hỏa thần thiên tôn lực lượng. Dừng một chút, hắn thần sắc chính là khôi phục lại bình tĩnh, nhìn xem Diệp Thần các người, cười nói, chúc các người may mắn. Diệp Thần, ký tư thanh, Phạm Tinh Nghiên các người gật đầu một cái, chính là đột phá kết giới bay ra ngoài. Bọn họ một bay ra ngoài, trong hư không, lập tức thì có một đoàn đoàn không gian khí lưu, cuốn sạch qua tới, đem bọn họ truyền tống đến phía dưới bên trong chiến trường. Tất cả người dự thi, đột phá kết giới sau đó, cũng sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến tranh bá khu chiến trường bên trong. Diệp Thần các người, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Một hồi trời đất quay cuồng sau đó, Diệp Thần bị truyền đến một bụi trăm trượng cao dưới cây lớn. Lại là ngẫu nhiên truyền tống sao? Diệp Thần đứng vững bước chân, gương mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Hắn nguyên vốn còn dự định, cùng Kỷ Tư Thanh các người, sóng vai tác chiến. Nhưng không nghĩ tới, chiến trường quy củ nghiêm khắc, căn bản không cho ngươi tùy tiện họp thành đội kết bạn cơ hội. Hiện tại ngẫu nhiên truyền tống, Diệp Thần cùng Kỷ Tư Thanh các người, hoàn toàn tách ra, chỉ còn lại hắn lẻ loi một người. Mà ở bên trong chiến trường mặt, thiên cơ khép kín, vậy căn bản suy tính không tới vị trí của đối phương. Cũng được, ta là ngẫu nhiên truyền tống, Vạn Khư Thần Điện và Kiếm Môn bên kia, cũng giống như vậy. Thiên cơ khép kín dưới, bọn họ cũng không thể tìm được ta vị trí. Diệp Thần nắm quyền một cái, nội tâm thoáng an định lại. Chiến trường quy củ là công bình, hắn bị ngẫu nhiên truyền tống, người khác cũng giống như vậy. Chiến trường lớn như vậy, chỉ là tranh bá khu, liền có chu vi ngàn dặm. Thiên cơ khép kín dưới, kẻ địch muốn tìm được hắn, cơ hồ là chuyện không thể nào. Ở bên trong chiến trường mặt, mùi lửa nguyên hơi thở, cũng thay đổi được rõ ràng hơn. Có lẽ, ta có thể trước dựa vào mùi lửa linh khí, hoàn toàn khôi phục thương thế. Diệp Thần ánh mắt ngưng luyện, quét nhìn bốn phía. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, mùi lửa nguyên hơi thở, ngay tại dưới chân mình mặt đất bên trong. Hắn tựa hồ có thể nghe được mặt đất tim đập. Đó là mồi lửa nguyên nhịp đập. Trong quá khứ thời gian 2 ngày bên trong, Diệp Thần thương thế khôi phục 80%, trừ Kỷ Tư Thanh chữa trị bên ngoài, trọng yếu nhất, chính là mồi lửa nguyên linh khí, cũng cho hắn không ít bồi bổ. Giờ phút này, ở tranh bá khu trên chiến trường, Diệp Thần rõ ràng cảm thấy, mồi lửa nguyên hơi thở, nồng đậm hơn cùng rõ ràng. Hắn luân hồi huyết mạch, cùng mồi lửa tới giữa, đồng tình vậy mãnh liệt hơn. Hiển nhiên, so với ngoại giới, chiến trường khu vực càng đến gần mồi lửa. Diệp Thần ngưng thần cảm ứng bốn phía, một phiến yên lặng. Xem ra hắn vận khí không tệ, bị truyền đến một phiến tĩnh lặng vùng. Ở chỗ này chữa thương, sẽ không bị người quấy rầy, cũng sẽ không có yêu thú tập kích. Được, ở nơi này chữa thương. Tranh thủ ở nội trong hôm nay, hoàn toàn khôi phục. Diệp Thần quyết định chủ ý, lập tức ngồi xếp bằng xuống. Yên lặng vận chuyển luân hồi huyết mạch, cùng mồi lửa đồng tình, không ngừng hấp thu lòng đất mồi lửa nguyên linh khí, tẩm bổ bản thân mạch máu. Lần này Thái Thượng Công Đức Chiến, cạnh tranh quá kịch liệt. Vô luận là Tư Đồ Trần, vẫn là Quy Trần, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, đều không phải là thiện cùng hạng người. Diệp Thần muốn cùng bọn họ cạnh tranh, thậm chí cướp lấy vô địch, hiện tại cái này trạng thái, hiển nhiên là không đủ. Hắn phải khôi phục đỉnh cấp. Ở Diệp Thần hấp thu hạ, mồi lửa nguyên linh khí, cuồn cuộn không ngừng hội tụ đến trong cơ thể hắn, không ngừng tư bổ trước hắn kinh mạch, điều dưỡng trước hắn thương thế. Chỉ là, ở điều tức thời điểm chữa thương, Diệp Thần nhưng mơ hồ cảm thấy, tựa hồ có một song song ánh mắt, trên không trung nhìn chằm chằm mình vậy. Diệp Thần biết, là chiến bên ngoài sân dự lễ khách quý, đang chăm chú nhìn nơi này tình huống. Hắn đoán nhớ không sai, giờ phút này, ở Hỏa Thần Thánh Thành Trung ương trên quảng trường. Ánh sáng tràn ngập, tạo thành một bức bức quang màn hình, chiếu ở giữa không trung. Quang màn hình bên trong, hiện ra tất cả những người dự thi, ở trong chiến trường cụ thể tình hình thực tế. Bốn phương tám hướng dự lễ các tân khách, quét nhìn cái này từng bức họa, tìm kiếm mình muốn xem nội dung. Oanh! Từng đạo kịch liệt tiếng đánh nhau,
từ rất nhiều trong hình truyền ra, hòa chung một chỗ, kích thích người tâm thần. Hoàn cảnh chiến trường tồi tệ, khắp nơi đều là yêu thú cường đại. Những thứ yêu thú này, ra đời từ so cổ xưa còn muốn thời đại cổ xưa, lúc ban đầu là vì bảo vệ mồi lửa nguyên mà tồn tại ở. Chúng hung mãnh, dữ tợn, mạnh mẽ, sẽ đem hết thảy xâm nhập các người, xé thành mảnh vỡ. Vậy rất nhiều người dự thi, ở những thứ yêu thú này trong mắt, dĩ nhiên chính là xâm nhập người. Kịch liệt đánh nhau, khắp nơi bùng nổ, để cho được tại chỗ các tân khách, âm thầm lau mồ hôi một cái, thật giống như chiến đấu ngay tại mình trước mắt vậy. Mà ở rất nhiều đánh nhau bên trong, yên lặng điều tức chữa thương Diệp Thần, lộ vẻ được đặc biệt là quái dị, hấp thu không ít người ánh mắt. Đó là luân hồi chi chủ sao? Hắn lúc nào bị thương? Lại có thể ở bên trong chiến trường mặt chữa thương, cũng không sợ chết sao? Rất nhiều tân khách rối loạn, luân hồi uy danh, bọn họ tự nhiên như sấm bên tai. Hôm nay Thái Thượng Công Đức Chiến, bọn họ vậy chờ mở rộng tầm mắt, muốn thấy luân hồi phong thái. Nhưng chẳng ai nghĩ tới, Diệp Thần vừa tiến vào chiến trường, trực tiếp bắt đầu chữa thương. Tử Hoàng Cung Điện bên trong, rất nhiều trưởng lão nhìn Diệp Thần cử động, đều là cau mày. Một cái trưởng lão đi tới Đạo Đức Thiên Tôn bên người, thấp giọng nói, trưởng giáo đại nhân, vậy luân hồi chi chủ đang hấp thu mồi lửa nguyên linh khí, muốn ngăn cản hắn sao? Đạo Đức Thiên Tôn nhàn nhạt khoát tay một cái, nói, không sao, theo hắn đi đi, hắn còn không đả thương được mồi lửa nguyên hạch tâm. Oanh! Đây là, một bức chiến đấu hình ảnh, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Chỉ gặp hình ảnh bên trong, một cái cô gái đồ trắng tay cầm trường kiếm, trong trẻo lạnh lùng như tiên tử, đối chiến trước một đầu thượng cổ thao thiết cự thú. Phụ nữ kia chính là Vũ Hoàng Cổ Đế Nghĩa Nữ, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết. Băng thần hóa thân, xương diệt thiên bên trong. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết kiếm phong vung lên, không khí chung quanh, nhanh chóng tuôn ra vô cùng băng tuyết. Vô số băng tuyết cùng hàn xương, vây quanh nàng thân thể mềm mại, để cho được nhìn như giống như là cổ xưa băng thần vậy. Lạnh như băng kiếm phong chém đánh ra, như vậy ngày tận thế băng tai gào thét mà qua, lại là trong chớp mắt, liền đem phía trước đầu kia thao thiết cự thú, trực tiếp đóng băng chém chết. Đám người cảm nhận được liền Vũ Hoàng Ngạo Tuyết ác liệt, đều là một hồi rung động. Người này chính là Vũ Hoàng Cổ Đế Nghĩa Nữ. Nghe nói nàng bế quan mấy ngàn năm, cho tới hôm nay xuất quan. Truyền thuyết cô gái này thừa kế thượng cổ băng thần Thiên Tôn máu thần, xem nàng bén nhọn như vậy hàn băng khí voi, lời đồn đãi không phải là giả à. Rất nhiều tân khách rối loạn, luân hồi chi chủ uy nghiêm, bọn họ còn không có kiến thức đến, nhưng Vũ Hoàng Ngạo Tuyết lợi hại, bọn họ là rõ ràng thấy được. Ở chém giết vậy thao thiết cự thú sau đó, ba đóa tử hoàng lửa, từ cự thú trên thi thể đánh mất ra. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết nhỏ hết sức một quyền, đem vậy ba đóa tử hoàng lửa, toàn bộ thu, rồi sau đó lắc mình đi nơi khác, tiếp tục đi săn giết yêu thú. Rắc rắc sát. Đây là, khác một bức tranh, hấp dẫn mọi người ánh mắt. Trong hình mặt, là một cái cô độc áo bảo đen thiếu niên, chính là tới từ kiếm môn Quy Trần, trong truyền thuyết ma tổ vô thiên thiện niệm hóa thân. Chỉ là, từ Quy Trần trên mình, tất cả mọi người đều không cảm giác được hiền lành hơi thở. Chỉ có lạnh lùng cùng xâm nghiêm, hắc ám cùng sát khí. Hình ảnh bên trong, Quy Trần từng bước một đi về phía trước. Hắn trên mình, kinh khủng à khí còn quấn, mỗi một bước rơi xuống, cũng sẽ ở mặt đất bên trên, toát ra một đóa xương trắng chế tạo hoa sen. Khoảnh khắc tới giữa, một cái hoa sen nở rộ xương trắng đường, ở Quy Trần dưới chân mở ra, hắn dọc theo điều này xương trắng đường, không ngừng tiến về trước, cuối cùng lại là rời đi tranh bá khu. Trực tiếp bước vào không u khu bên trong. Không u khu yêu thú, so với tranh bá khu cường đại hơn, có thể lấy được tử hoàng lửa, số lượng cũng là càng nhiều. Thái Thượng Công Đức Chiến mới vừa bắt đầu, Quy Trần lại là trực tiếp bước vào không u khu, để cho được tại chỗ các tân khách, đều là kinh hãi. Không u khu yêu thú, dữ tợn mạnh mẽ, nhưng ở Quy Trần trước mặt, nhưng vẫn là nhỏ yếu. Quy Trần giống như là cái thứ hai ma tổ vô thiên. Cường đại đến không thể tưởng tượng nổi bước, coi như là cường hãn hơn nữ yêu thú, chạm được hắn ma đạo uy nghiêm, cũng sẽ lập tức bị trấn áp chém chết, hoàn toàn không có chút nào lực phản kháng. Ngắn thời gian ngắn, Quy Trần thu tập được hơn 30 đóa tử hoàng lửa. Ở chiến trường bầu trời, trung ương quảng trường bầu trời, đồng thời xuất hiện một cái màu vàng kim bảng danh sách. Trên bảng danh sách, hiện ra rất nhiều người dự thi thu hoạch,
Xếp hạng thứ nhất, chính là Quy Trần, thu hoạch tử hoàng lửa, đã đạt tới 36 đóa. Mà theo sát phía sau, chính là Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, có 16 đóa. Bảng danh sách hạng sau cùng, không nghi ngờ chút nào, chính là Diệp Thần, đạt được tử hoàng lửa, số lượng là số 0. Hắn còn ở chữa thương. Trên quảng trường các tân khách, xì xào bàn tán. Tử hoàng bên trong cung điện, đệ nhị yêu cơ và Chỉ Phi Huyết, ngồi một bên xem cuộc chiến. Chỉ Phi Huyết thấy Diệp Thần như vậy hình dáng, không khỏi được lo lắng, nói tiểu thư, Diệp Thần hắn. Đệ nhị yêu cơ nhưng là khẽ mỉm cười, nói, không có sao, ta tin tưởng vậy tiểu tử, chỉ nếu không có ai đi gieo họa hắn, hắn rất nhanh là có thể triển lộ ra phong mang của mình. Trong lúc nói chuyện, đệ nhị yêu cơ ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa Đa Bảo Thiên Quân. Đa Bảo Thiên Quân xuôi tay đứng ở Đạo Đức Thiên Tôn bên người, một bộ cung thuận hình dáng, tựa hồ cũng không có cảm nhận được đệ nhị yêu cơ ánh mắt, còn ở yên lặng xem cuộc chiến. Thời gian nhanh chóng trôi qua, thời gian đảo mắt, màn đêm buông xuống, trời tối. Đến một cái trời tối, bên trong chiến trường tình thế, đổi được càng tồi tệ. Không u khu bên trong, tất cả yêu thú, tựa hồ được hắc ám khí tức dính, trực tiếp bạo động lực, phát ra chấn thiên động địa gầm thét. Cho dù là Quy Trần, đối mặt vô số bạo động yêu thú, vậy không dám thở ơ, lập tức chưa từng u trong khu rút lui ra ngoài. Mà rất nhiều những người dự thi, ở ban đêm hạ xuống sau đó, cũng không dám lại tùy ý đi lại lại, rối rít hạ trại nghỉ ngơi, kiểm kê một ngày được mất. Bầu không khí thong thả xuống, trên quảng trường rất nhiều tân khách, vậy có không ít người đi nghỉ ngơi, dự định cùng ngày thứ hai lại xem cuộc chiến, dẫu sao ban đêm không có gì đẹp mắt. Đạo Đức Thiên Tôn hướng mấy trưởng lão, dì tai mấy câu, phân phó bọn họ duy trì tốt trật tự, vậy xoay người đi. Mà ở Đạo Đức Thiên Tôn sau khi đi, một bên Đa Bảo Thiên Quân, ánh mắt nhất thời bạo sáng, thậm chí lóe lên một chút sát khí. Vậy tiểu tử ở chữa thương, tọa độ là... Đa Bảo Thiên Quân âm thầm truyền ra ý chí, lặng yên không một tiếng động, truyền đến chiến trường bên trong. Chiến trường tranh bá khu bên trong, một cái hông đeo trường kiếm, lưng đeo nham súng nam tử, cảm nhận được liền Đa Bảo Thiên Quân ý chí, khóe miệng nhất thời lộ ra một chút tàn khốc nụ cười. Nam tử này, chính là Tư Đồ Trần. Lúc đầu vậy tiểu tử, thương thế còn chưa lành sao? Khó trách ngày hôm nay cả ngày, đều không bắt được luân hồi hơi thở. Tư Đồ Trần trong mắt lướt qua sát ý, lập tức hướng Diệp Thần chỗ ở phương hướng, bạo cướp đi. Diệp Thần đang chữa thương, đi qua một ngày điều dưỡng, thương thế hắn đã khôi phục lại 90%, chỉ thiếu chút xíu nữa, vẫn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ. Ở mảnh chiến trường này bên trong, Diệp Thần cùng mồi lửa nguyên đồng tình, xa so ngoại giới mãnh liệt, lấy được linh khí tư bổ, vậy là xa xa lớn hơn ngoại giới. Ở chỗ này, bất kể là tu luyện, vẫn là chữa thương, đều có chuyện đỡ tốn nửa công sức hiệu quả. Lửa kia loại nguyên, và ta luân hồi huyết mạch, như vậy phù hợp, nếu có thể thu phục, vậy cũng tốt. Diệp Thần trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái to gan ý niệm. Bất quá, cái ý niệm này, mới vừa nhô ra, liền bị Diệp Thần mình bác bỏ. Thu phục mồi lửa, vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào. Mồi lửa nguyên, là thế giới hiện thật phép tắc nhất hạch tâm. Năng lượng bàng bạc đến không thể tưởng tượng nổi bước, đủ để làm vũ trụ sống lại, tái diễn nước lửa gió. Coi như Đạo Đức Thiên Tôn chịu đồng ý, đem mồi lửa bày đến Diệp Thần trước mặt, sợ rằng Diệp Thần cũng khó mà luyện hóa, thậm chí ở mồi lửa bàng bạc năng lượng hạ, bản thân có thể phải ngay tức thì hóa thành cho tàn. Đang trong suy nghĩ bậy bạ, Diệp Thần bỗng nhiên cảm thấy một cổ bí ẩn sát khí, ở hướng mình ép tới gần. Cái này cổ sát khí, đặc biệt mịt mờ. Liền núp ở địa mạch dưới. Nếu như không phải là Diệp Thần đủ cảnh giác, rất có thể không phát hiện được. Ai? Diệp Thần ánh mắt run lên, bàn tay một vỗ mặt đất, phịch đích một tiếng, mặt đất rạn nứt, một đạo thân ảnh, từ dưới lòng đất bay ra. Thân ảnh kia một bay ra, trong tay chính là ném ra một cán nham thương mang cổ xưa hồng hoang hơi thở, trực kích Diệp Thần mặt. Diệp Thần mở ra nham thần hộ thuẫn, đinh một tiếng. Đem vậy nham thương ngăn trở. Hiện tại hắn không có tử hoàn đại đế lực lượng bơm vào, cái này nham thần hộ thuẫn, tự nhiên không thể cùng trước kia ở hư lưu minh hải thời điểm so sánh, nhưng lực phòng ngự như cũ vô cùng là cường hãn. Người đánh lén bắn ra nham thương, cũng không có thể làm bị thương Diệp Thần chút nào, thân súng rớt xuống đất, hóa thành nguyên thủy nhất nham thạch linh khí,
dung nhập vào mặt đất bên trong. Ha ha, Hạ Vũ vậy nửa giọt nham thần máu, lại có thể chuyển tới trong cơ thể của ngươi. Người đánh lén phát ra cười lạnh một tiếng, có chút ngoài ý muốn, lại có điểm kiêng kỵ. Tư Đồ Trần, là ngươi. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng trước mắt bóng người. Cái này người đánh lén, chính là Tư Đồ Trần. Ở chiến trường quy tắc dưới áp chế, Tư Đồ Trần tu vi, đã bị áp chế đến vô lượng cảnh nhất tầng thiên. Nhưng, hắn hơi thở, nhưng là chút nào không kém, trong cơ thể nham thần máu, đang chậm rãi thiêu đốt, cả người còn quấn tầng tầng bàn thạch ánh sáng, mơ hồ thấm ra cổ xưa thần minh hơi thở. Ngươi làm sao biết ta ở chỗ này? Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, hắn vị trí đặc biệt ẩn tích, hơn nữa hắn đặc biệt thu liễm hơi thở. Ngày hôm nay cả ngày, đều không người phát hiện hắn, thậm chí liền yêu thú đều không từng đến gần. Nhưng hiện tại, Tư Đồ Trần nhưng là trực tiếp đến cửa, để cho Diệp Thần rất bất ngờ. Là Đa Bảo Thiên Quân nói cho ngươi. Cơ hồ là ngay lập tức, Diệp Thần liền đoán được là Đa Bảo Thiên Quân, ở sau lưng âm thầm cản trở. Cũng chỉ có Đa Bảo Thiên Quân, có thể tinh chuẩn thấy rõ đến chiến trường biến hóa, biết tất cả người dự thi tọa độ. Không cần nói nhảm, tối nay chính là ngươi ngày rỗ. Tư Đồ Trần cười hắc hắc, nhưng không trả lời, mà là đột nhiên rút ra trường kiếm bên hông, mặt đất cùng nham đất hơi thở nổ tung, một kiếm cuốn lên lăn lăn bụi bẩm, nghênh mặt ngó về phía Diệp Thần chém chết đi. Xuất kiếm ngay tức thì, hắn nham thần huyết mạch, đã đốt đốt tới trình độ cao nhất, kiếm khí bàng bạc hùng hồn, như núi lở đất mòn. Hắn cũng không có khinh địch, vậy biết rõ Diệp Thần lợi hại. Nếu như là phổ thông vô lượng cảnh nhất tầng thiên, ở Diệp Thần trước mặt, cùng côn trùng con kiến kém không nhiều, vừa đối mặt sẽ bị bóp chết. Cho nên, Tư Đồ Trần trực tiếp đem nham thần huyết mạch tất cả năng lượng, toàn bộ bộc phát ra, muốn một kiếm đánh giết Diệp Thần. Diệp Thần trong cơ thể cũng có nửa giọt nham thần máu, thấy Tư Đồ Trần một kiếm chém tới, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được một kiếm này bên trong, ẩn chứa mặt đất uy nghiêm, thậm chí giống như là địa hoàng thần thư hạ xuống vậy, kiếm phong biến dạng không khí, trực tiếp nổ ra mảng lớn cổ xưa phù văn. Bàn về đối nham thần máu vận dụng, Tư Đồ Trần hiển nhiên so Diệp Thần thuần thục rất nhiều. Hơn nữa, Diệp Thần thương thế, còn không hoàn toàn phục hồi như cũ. Nếu như lấy nham thần huyết chiến nham thần máu, hắn không có thủ thắng chắc chắn. Luân hồi máu, luân hồi thiên kiếm, phá. Diệp Thần quát to một tiếng, trực tiếp thúc dục luân hồi huyết mạch, sử dụng luân hồi thiên kiếm. Suy, luân hồi thiên kiếm sử dụng, một cổ màu vàng kim kiếm mang, chính là ngay tức thì nổ, trên thân kiếm lại có thiên điều vạn điều màu xanh nếp sống hội tụ, giết ra một phiến lưỡi kiếm gió bão. Lăn lăn đi về trước, trực tiếp ngăn trở Tư Đồ Trần nham kiếm khí. Cái gì? Tư Đồ Trần lấy làm kinh hãi, cầm kiếm lui về phía sau ba bước, cũng không nghĩ tới Diệp Thần bị thương dưới, còn cường hãn như vậy. Diệp Thần cũng là rên lên một tiếng, cũng không có chiếm được nhiều ít tiện nghi. Mới vừa một kiếm kia, hắn còn vận dụng nắng ban mai gió lực lượng, đối tự thân linh khí tiêu hao to lớn. Lấy trước mắt hắn trạng thái, như thế cường ngạnh thế công. Không khỏi có chút miễn cưỡng. Nhưng, Diệp Thần cũng không có chút nào hoảng, mà là không để ý hết thảy, tiếp tục thúc dục luân hồi huyết mạch cùng nắng ban mai gió. Gió, đáp lại ta đi. Trảm thiên cửu kiếm, sát tâm vô ngân. Diệp Thần khua kiếm chém điên cuồng, một phiến phiến màu xanh kiếm khí gió bão, cuộn sạch ra. Vào giờ khắc này, hắn lại là thi triển ra trảm thiên cửu kiếm kiếm thứ 8, sát tâm vô ngân. Vậy sát tâm vô ngân. Giết người không có dấu vết, ý định giết người cũng là vô hình, kêu người khó mà đoán. Tư Đồ Trần con người co rúc lại, hắn ở trước mắt kiếm khí trong gió bão mặt, bắt không tới ý định giết người. Cái này là chuyện không thể nào. Diệp Thần không có lý do gì sẽ nương tay. Tư Đồ Trần không biết, Diệp Thần chân chính sát chiêu, ẩn giấu ở nơi nào. Hắn chỉ biết là, mình vô cùng nguy hiểm. Mặt đất bảo vệ, lên. Tư Đồ Trần khoát tay. Mặt đất ùng ùng vang dội, nham thổ linh khí bạo động, tại chỗ hóa thành bốn bể vừa dày vừa nặng đồ sộ vách đá, dưới đất chui lên, đứng sừng ở hắn thân thể bốn phương, ngăn cản Diệp Thần kiếm khí gió bão. Oanh! Trong đó một mặt đồ sộ vách đá, bị Diệp Thần kiếm khí nổ, ác liệt luân hồi trảm thiên kiếm khí, đột nhiên bổ hướng Tư Đồ Trần gương mặt. Nhưng một kiếm này tuy ác liệt, sát khí cũng đã bại lộ. Hừ! Tư Đồ Trần trong mắt âm hàn.
trở tay một kiếm, đón đỡ ở Diệp Thần kiếm khí, nhưng cũng không có bị thương. Đáng chết! Diệp Thần khẽ cắn răng, lùi về sau hai bước. Nếu như Tư Đồ Trần chỉ là phổ thông vô lượng cảnh nhất tầng thiên võ giả, vậy Diệp Thần mới vừa một kiếm, liền trực tiếp đem hắn giết chết. Nhưng rất đáng tiếc, Tư Đồ Trần có nham thần huyết mạch, dựa vào nham thần phòng ngự, trực tiếp ngăn trở Diệp Thần trảm thiên cửu kiếm, mặc dù cũng không thoải mái, nhưng ít nhất là chặn lại. Luân hồi chi chủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu là ngươi không bị thương, ta còn thật không chắc chắn có thể giết ngươi. Tư Đồ Trần cũng là một hồi uyển chuyển khen ngợi, trong mắt hung mang kịch liệt hơn. Hắn thật sâu cảm thấy Diệp Thần lợi hại, thật may Diệp Thần thời khắc này trạng thái, cũng không phải là đỉnh cấp viên mãn, đi qua mới vừa kịch liệt giao thủ, lúc này Diệp Thần, đã ở thở hổn hển. Trăm lần trọng lực, đông rét cơn giận, phá. Tư Đồ Trần chắc chắn máy bay chiến đấu, bàn chân đột nhiên một đạp mặt đất, động đất đung đưa tới, rắc rắc sát vang dội, trọng lực đang không ngừng gia tăng. 10 lần, 20 lần, 50 lần, gấp trăm lần. Trong chớp mắt, mặt đất trọng lực, tăng lên gấp trăm lần. Ở kinh khủng trọng lực tăng lên hạ, Diệp Thần hô hấp cũng thiếu chút nữa hít thở không thông, chỉ cảm thấy thân thể đổi được vô cùng nặng nề, thật giống như có ngàn tòa vạn tòa đỉnh núi, đè ở trên người mình vậy, thậm chí mắt bốc sao kim, đầu ông tác hưởng. Đây là Tư Đồ Trần nham thổ thần thông. Hắn có nửa giọt nham thần máu, hơn nữa nắm trong tay độ so Diệp Thần mạnh hơn, có thể ung dung nắm trong tay mặt đất cùng nham đất biến hóa, thậm chí có thể thay đổi trọng lực. Trọng lực bỗng nhiên biến hóa, tăng lên trăm lần, để cho người khó thích ứng. Cùng lúc đó, Tư Đồ Trần kiếm phong huy động lúc đó, một phiến xương lá phiêu bay ra ngoài, trong không khí nhiệt độ, bỗng nhiên hạ xuống, giống như lâm vào đông rét. Cái này phiến xương lá, lại là nguyện thiếu người thần vật, đông rét cơn giận. Diệp Thần nhìn vậy phiến xương lá, trong mắt co rúm một cái. Cái này phiến đông rét xương lá, hắn ở Tinh Đoạn Lãng trên tay gặp qua. Không nghĩ tới giờ phút này lại rơi xuống Tư Đồ Trần trong tay. Không nghi ngờ chút nào, Tư Đồ Trần cùng Đa Bảo Thiên Quân, trong bóng tối cấu kết. Tư Đồ Trần muốn giết Diệp Thần, là Đa Bảo Thiên Quân mệnh lệnh. Suy, Tư Đồ Trần kiếm phong chém thẳng Diệp Thần, ở đó phiến xương lá ra chỉ xuống, kiếm khí của hắn như đông rét xương oán, lạnh lùng tới cực điểm. Diệp Thần ở trăm lần trọng lực dưới áp chế, thân thể khó mà nhúc nhích, cũng không cách nào né tránh. Sắt thép thành, cho ta ngăn trở. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần gầm thét một tiếng, thúc giục thiết ngai vàng lực lượng, trực tiếp đang hô hấp tới giữa, cấu trúc ra một tòa sắt thép thành, vững vàng bảo vệ được mình thân thể. Chanh! Tư Đồ Trần kiếm khí giết tới, vậy lạnh lùng đông rét kiếm khí, chém ở sắt thép thành phía trên, phát ra chanh như vậy tiếng vang. Đen sẫm lạnh lùng thiết thành phía trên, xuất hiện một phiến phiến xương hoa. Diệp Thần ở sắt thép thành dưới bảo vệ, ngược lại là không có bị thương. Đáng chết tiểu tử, pháp bảo ngược lại là rất nhiều, ta đây muốn xem, ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Ngàn lần trọng lực, cho ta bảo. Tư Đồ Trần vành mắt hết sức nứt ra, trực tiếp đem mặt đất trọng lực, tăng lên tới 1000 lần bước. Ở to lớn trọng lực dưới áp chế, Diệp Thần nơi cho đòi ra sắt thép thành, rất miễn cưỡng bị đè nổ. Nhưng, Diệp Thần luân hồi huyết mạch cháy, không ngừng thúc giục thiết ngai vàng, đem sụp đổ sắt thép thành, lại lần nữa cấu trúc tu bổ đứng lên, vững vàng bảo vệ mình. Tư Đồ Trần giận dữ, từng kiếm một chém điên cuồng ra, kiếm phong chém ở lạnh như băng thiết thành trên, phát ra liên tiếp tiếng va chạm, tia lửa văng khắp nơi. Nơi này kịch liệt đánh nhau, luân hồi hơi thở, long trời lở đất, xé nát ban đêm yên tĩnh, khí tượng xa xa truyền ra ngoài. Toàn bộ tranh bá khu, tất cả những người dự thi, cũng có thể cảm nhận được nơi này kinh khủng chập chờn. Là Diệp Thần. Một cái bóng tối bụi cây trong góc, một cái tròng mắt mang ngọn lửa cháy tia sáng cô gái, cảm nhận được xa xa kịch liệt khí tượng, nhất thời lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nàng chính là Kỳ Tư Thanh. Bắt được Diệp Thần hơi thở, Kỳ Tư Thanh lập tức hướng vậy chiến đấu chi địa bay đi. Phân tán ở chiến trường các nơi Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Phạm Tinh Nghiên, Hạ Vũ các người. Cảm nhận được mãnh liệt như vậy luân hồi khí tượng và đánh nhau chập chờn, trong lòng đều là rung động, vội vàng bay vút đi. Vạn Khư Thần Điện bên này. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết đi qua một ngày tìm, đã cùng mấy cái Vạn Khư Thần Điện cường giả, thành công hội họp. Tiểu thư, là luân hồi chi chủ hơi thở.
một cái vạn khư cường giả, ngắm nhìn chân trời xa vọt lên luân hồi ánh sáng, còn có thiết ngai vàng lạnh lùng hơi thở, không khỏi được phát ra ngưng trọng thanh âm. Từ nơi này khí tượng phán đoán, hôm nay luân hồi chi chủ, chỉ sợ khó đối phó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Có chút ý tứ. Một cái bách gia cảnh 7 tầng thiên, lại có thể bộc phát ra mãnh liệt như vậy khí tượng, không hổ là trong truyền thuyết luân hồi chi chủ. Năm đó so cổ xưa còn muốn thời đại cổ xưa, chín thần tranh đoạt luân hồi đạo thống, đáng tiếc bọn họ đều thất bại, toàn bộ chết đi. Ta đây muốn xem, ngày hôm nay có thể thừa kế luân hồi đạo chính thống người, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Phú Hoàng Ngạo Tuyết nhìn phương xa luân hồi khí tượng, vậy trong trẻo lạnh lùng trên gương mặt, lộ ra một nụ cười, trong mắt lại là vào giờ khắc này, hóa thành băng tuyết màu sắc, như thần minh vậy uy nghiêm, cả người băng tuyết hơi thở vần quanh, thân như lưu gió hồi tuyết vậy, hướng vậy chiến đấu chi địa bay đi. Vậy mấy cái vạn khư các cường giả, cũng là hoảng vội vàng đi theo lên. Mà ở bên kia, một nơi hắc khí vòng quanh trong rừng cây. Quy Trần ngồi xếp bằng, trước người nổi lơ lửng nhiều đóa tím ngọn lửa màu đỏ. Đó là tử hoàng lửa, linh khí tương đương đậm đà. Quy Trần thử nghiệm luyện hóa tử hoàng lửa, nhưng phát hiện vậy một đóa đóa phía trên ngọn lửa, có đặc thù đóng dấu, hắn lại không cách nào giải khai. Xem ra muốn luyện hóa cái này tử hoàng lửa năng lượng bên trong, phải do tử hoàng tiên cung tự mình tẩy rửa. Quy Trần tự mình lẩm bẩm, sau đó liền thu hồi tử hoàng lửa, ánh mắt nhìn về phía phương xa chân trời. Diệp đại ca, người hơi thở, lại có thể tinh tiến đến như vậy trình độ sao? Quy Trần cảm nhận được như bánh xe hồi khí voi, yếu ớt phát ra thở dài, vậy thâm trầm lạnh lùng như ma tổ trong con ngươi, lướt qua một chút ngây thơ thiếu niên vậy hồ đồ. Nhưng cái này cổ ngây thơ cùng hồ đồ, rất nhanh biến mất đi. Hắn ánh mắt, lại lần nữa đổi được lãnh khốc cùng uy nghiêm. Là thời điểm chung kết hết thảy, luân hồi chi chủ. Chỉ cần giết ngươi, ta tim gông xiềng, là được đột phá. Ta cùng lão tổ, cũng có thể hoàn mỹ dung hợp. Quy Trần nhẹ giọng vừa nói, chậm rãi đứng dậy, đi Diệp Thần hơi thở phát ra phương hướng, từng bước một đi tới. Hắn mỗi một bước rơi xuống, trên đất cũng toát ra một đóa xương trắng hoa sen, mênh mông nồng nặc ma đạo hơi thở, để cho được bốn phía trong rừng rậm yêu thú, đều là run rẩy cùng sợ hãi, bò lổm ngổm không dám xúc phạm. Vào giờ phút này, Diệp Thần đang cùng Tư Đồ Trần giằng co. Diệp Thần pháp bảo rất nhiều, ở thiết ngai vàng. Người đồ sát thánh bôi, võ đạo luân hồi đồ, phệ hồn châu, luân hồi thánh hồn thiên vân. Vân dưới bảo vệ, hắn cho dù gặp phải Tư Đồ Trần liên tục mãnh công, cũng là bình yên vô sự. Đáng chết, thằng nhóc này thật là khó đối phó. Tư Đồ Trần trong lòng mắng to, hận được cắn răng nghiến lợi. Diệp Thần ương ngạnh, vượt quá hắn tưởng tượng. Vốn cho là có thể tốc chiến tốc thắng, nào nghĩ tới lại kéo đến tình cảnh này. Suy suy suy. Từng đạo thần mang, từ bốn phương tám hướng bay vút tới. Rất nhiều những người dự thi, cũng hướng bên này chạy đến. Xa xa, Diệp Thần thấy được Kỳ Tư Thanh, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Phạm Tinh Nghiên đám người bóng người, không khỏi được trong lòng vui mừng. Kỳ Tư Thanh thấy Diệp Thần nguy hiểm, mắt đẹp run lên, thân thể mềm mại bay vút tới, trong tay lửa trời hơi thở nổ, hóa thành một đầu to lớn chu tước. Rực cháy thiên chu tước nói, phá cho ta. Kỳ Tư Thanh một tiếng khẽ kêu, vậy chu tước chính là dương cánh bay ra, mang theo sôi trào lửa cháy mạnh, ngay tức thì đem trong sân đông rét hàn xương hơi thở, toàn bộ xua tan hết. Tư Đồ Trần đông rét xương lá khí lạnh, lại vừa đúng lúc bị Kỳ Tư Thanh thần thông khắc chế. Đây là, hỏa thần thiên tôn hơi thở. Tư Đồ Trần gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ Tư Thanh, chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Kỳ Tư Thanh thi triển đạo pháp, chính là thái thượng 36 đạo một trong. Rực cháy thiên chu tước nói, ngược lại cũng không coi là bao nhiêu cường hãn, vẫn không thể cùng tiên đế pháp tướng so. Nhưng vào giờ phút này, Kỳ Tư Thanh bộc phát ra chu tước lửa cháy mạnh hơi thở, nhưng vượt ra khỏi phổ thông đạo pháp phạm vi, mà là mang một cổ xưa thần linh uy nghiêm. Đó là chín thần thời đại, hỏa thần thiên tôn hơi thở. Tư Đồ Trần nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Kỳ Tư Thanh lại thừa kế hỏa thần thiên tôn đạo thống. Ở đó nóng rực chu tước càn quét hạ. Trong không khí tất cả hàn xương băng tuyết, toàn bộ hóa đi. Diệp Thần áp lực lớn giảm, từ sắt thép thành bên trong đi ra. Kỳ Tư Thanh bay tới, cùng Diệp Thần xít sao ôm nhau,
ôn nhu nói, không có sao chứ. Đây là, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Phạm Tinh Nhiên các người, cũng là nhanh chóng bay tới, vây quanh ở Diệp Thần bên người, bảo vệ hắn. Ta không có sao. Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm. Nhưng, hắn cũng không có thể buông lỏng bao lâu, thì có hai cổ khí tức vô cùng cường đại, ép tới gần tới. Ở bên tay trái hắn, một cái đầu trắng lung lay cô gái, như lưu gió hồi tuyết vậy bay tới, chính là Vạn Khư Thần Điện Vũ Hoàng Ngạo Tuyết. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết giống như là băng thần hóa thân, vậy nhìn như nhu nhược thân thể, nhưng mang băng tuyết vậy lạnh lùng. Nàng từ giữa không trung đáp xuống, trên mình gió tuyết gào thét ra, từ đồ trần đông rét xương lá, tựa như bị cái gì cảm cho đòi vậy, lại là trực tiếp bay đến trong tay nàng. Đông rét cơn giận, ngươi tại sao có thể có loại vật này? Vũ Hoàng Ngạo Tuyết đầu ngón tay kẹp vậy phiến xương lá, ánh mắt ngưng mắt nhìn Tư Đồ Trần. Xương lá bị đoạt, Tư Đồ Trần lại không có lập tức cướp đoạt trở lại, mà là vô cùng cảnh giác đánh giá Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, trầm giọng nói, băng thần thiên tôn đạo thống, lại có thể bị ngươi thừa kế. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết cười một tiếng, nói, được rồi, ngươi cũng không kém, lại có thể được nham thần máu lực lượng, chỉ sợ ngươi khí vận không đủ, không chống đỡ nổi nham thần thiên tôn đạo thống, cưỡng ép chấp trường. Sợ là phải cắn trả tự thân. Tư Đồ Trần cười lạnh một tiếng nói, chuyện không liên quan ngươi, vậy đông rét xương lá là đa bảo thiên quân đồ, ngươi thích cứ việc cầm đi. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết thân cái băng máu thần mạch, có thể khống chế thế gian hết thảy cùng băng tuyết tương quan đồ, cái này phiến đông rét xương lá, chính là băng thuộc tính thần vật, liền trực tiếp bị nàng nắm trong tay, Tư Đồ Trần cũng không dám tùy tiện động thủ đoạt lại, bởi vì không có nắm chắc. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết lại là cười một tiếng. Nói ta mượn tới dùng một chút. Cùng lúc đó, ở Diệp Thần bên kia, vậy có một đạo khủng bố mà cường hãn hơi thở, phóng tới. Bàn về khí thế, không kém chút nào Vũ Hoàng Ngạo Tuyết. Chính là kiếm môn Quy Trần. Hai vị, hoặc là chúng ta có thể trước buông xuống thành kiến. Quy Trần như núi cao vậy đứng, con mắt nhìn xem Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, lại nhìn xem Tư Đồ Trần. Luân hồi chi chủ ngay tại này. Không bằng chúng ta trước liên thủ giết hắn. Quy Trần ánh mắt, cuối cùng rơi vào Diệp Thần trên mình, trong mắt chỉ có sát ý, lại cũng không có trước kia tình nghĩa. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, cũng là nhìn Quy Trần. Ở Quy Trần trên mình, hắn đã không cảm giác được ngày xưa người thiếu niên kia hơi thở, chỉ có ma tổ vô thiên uy nghiêm cùng lãnh khốc. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết và Tư Đồ Trần, nghe được Quy Trần mà nói, trong mắt đều là lướt qua một chút hàn mang. Sau đó, ba người mơ hồ tạo thành một cái tam giác trận thế, đem Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh các người vây quanh. Lúc này, tranh bá khu rất nhiều những người dự thi, đều đã chạy tới. Bọn họ xa xa đứng ở bốn bên, nhìn Diệp Thần, Quy Trần, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, Tư Đồ Trần các người rằng co hình dáng, xì xào bàn tán. Không thiếu người dự thi trong mắt, đều mang vẻ tham lam cùng khát vọng. Bọn họ hy vọng Diệp Thần các người đánh, tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Như vậy bọn họ liền có thể ngồi thu mưu lợi bất chính. Muốn nghêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi sao? Sợ rằng không thể như các ngươi mong muốn. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết thanh âm lạnh như băng xương, bỗng nhiên tiêm vung tay lên, đông rét xương Diệp Phi bắn ra, cuồng bạo khí lạnh nhanh mạnh bùng nổ, tạo thành băng tuyết đợt sóng, ùn ùn kéo đến hướng chung quanh cuộn sạch đi. Ha ha! Quy Trần lạnh lẽo cười một tiếng, cũng là vô cùng ăn ý ra tay, một cổ đen nhánh ma xương mù. Từ bàn tay hắn trên bạo dũng ra, cùng Vũ Hoàng Ngạo Tuyết băng tuyết đợt sóng, hỗn hợp tới một chỗ, hướng bốn phía gào thét đi. Vậy băng tuyết đợt sóng bên trong, hiện ra từng đạo ma khí phù văn, ở bóng đêm nổi bật hạ, lộ vẻ được đặc biệt rực rỡ tươi đẹp. Chỉ là, cái này hoa mỹ sau lưng, nhưng tràn ra hơi thở tử vong. Dựa vào được gần đây mười mấy người dự thi, còn chưa kịp phản ứng, lập tức bị ùn ùn kéo đến ma sóng tuyết chiều chìm ngập, tại chỗ chết. Hậu phương những người dự thi, hoàn toàn sợ hãi, rối rít chật vật trốn ra, né tránh vậy ma sóng tuyết chiều đánh vào. Ma sóng tuyết chiều mãnh liệt, tàn phá thiên địa, tất cả những người dự thi, cũng không dám lưu lại nữa xem kịch vui, chỉ có thể xa xa tránh lui đi. Thật ra thì bọn họ số người rất nhiều, nếu như mấy ngàn người, hơn 10.000 người liên hiệp, coi như Vũ Hoàng Ngạo Tuyết cùng Quy Trần liên thủ, cũng không khả năng trấn áp bọn họ. Chỉ là... Tại chỗ những người dự thi, thân phận mỗi người không giống nhau, căn bản không có thể liên hiệp. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết và Quy Trần liên thủ, trực tiếp đem bọn họ bước lui,
thậm chí cũng không cần Tư Đồ Trần động tác. Đi! Diệp Thần cơ biến cực nhanh, thừa dịp Vũ Hoàng Ngạo Tuyết và Quy Trần đối người bên ngoài động thủ, hắn lập tức mang Kỳ Tư Thanh các người, đi bên ngoài bay đi. Nếu như chỉ có Vũ Hoàng Ngạo Tuyết một người, hoặc là chỉ có Quy Trần một người, hắn phối hợp Kỳ Tư Thanh, Hạ Nhược Tuyết các người, hoàn toàn có nắm chắc chống lại. Nhưng hiện tại, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, Quy Trần, còn có Tư Đồ Trần, ba người liên hiệp, khí thế quá cường thịnh. Diệp Thần bên này, lại không có chống lại chắc chắn, chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn. Trừ phi, Diệp Thần trạng thái, có thể khôi phục lại đỉnh cấp, cứ như vậy, hắn cũng sẽ không lại có bất kỳ sợ. Chống nổi tối nay, chờ ta trạng thái khôi phục đỉnh cấp, chính là chúng ta giết ngược thời điểm. Diệp Thần khẽ cắn răng, nhìn xem Kỳ Tư Thanh, Hạ Nhược Tuyết cùng nữ, ánh mắt mang vẻ áy náy. Nếu như không phải là hắn trạng thái không tốt, hôm nay cũng không cần chật vật trốn tránh. Kỳ Tư Thanh, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Phạm Tinh Nghiên cùng nữ, lại không có trách móc Diệp Thần, xít sao bảo vệ ở hắn bên người, đi phương xa phi độn đi. Chỉ cần chống nổi tối nay, là có thể thấy quang minh. Muốn đi sao? Tư Đồ Trần lạnh lùng cười một tiếng, mãnh liệt cháy nham thần máu, đem tự thân nham thần huyết mạch, thúc giục đến mức tận cùng. Gấp vạn lần trọng lực. Mặt đất trọng lực, ở ngay tức thì tăng vọt đến gấp vạn lần. Kinh khủng trọng lực uy áp hạ, Diệp Thần đám người bước chân, nhất thời đổi được chậm chạp xuống, vô cùng khó khăn. Diệp Thần và Kỳ Tư Thanh các nàng, cũng cảm thấy mình thân thể, thật giống như có vạn trọng sơn nhạc áp chế, liền đi một bước cũng khó khăn. Mà Tư Đồ Trần sắc mặt, cũng là một hồi trắng bệch. Hiển nhiên, bùng nổ gấp vạn lần trọng lực, đối hắn mà nói, cũng là gánh nặng cực lớn. Nhưng, có thể kéo Diệp Thần bước chân, hết thảy đều là đáng. Diệp đại ca, ta tự tay đưa ngươi lên đường đi. Quy Trần phát ra nặng nề đau thương giọng nói, trong mắt lại lướt qua một chút ngày xưa thiếu niên ngây thơ. Chỉ bất quá cái này cổ ngây thơ, rất nhanh bị sát ý lạnh như băng thay thế. Thiên ma tinh hải, ma la kinh tràng, tử thần rên rỉ, chung kết thẩm phán. Quy Trần ra tay, phò tượng khớp xương rõ ràng bàn tay, ma khí nổ, hiện ra một tòa bóng tối tinh phiên, tinh trên lá cờ còn quấn tầng tầng khí tức tử vong, đó chính là thiên ma tinh hải chập chờn. Vậy tinh phiên, là ngày xưa ma tổ vô thiên pháp bảo, 33 thiên thái thượng thần khí, hồng quân thất bảo một trong, ma la kinh tràng. Giờ khắc này, Quy Trần thúc giục ma la kinh tràng, nước chảy mây trôi, không có chút nào cản trở, hắn thật giống như chính là ma tổ vô thiên tự mình vậy. Ở đó ma la kinh tràng trên, tầng tầng vần quanh, đều là thiên ma tinh hải sát khí, hắc ám mà khủng bố. Ở thiên ma tinh hải sát khí vần quanh hạ, ma la kinh tràng phát ra từng cơn cổ quái kêu vang, giống như là tử thần rên rỉ, thế gian hết thảy đủ loại, ở nơi này cổ rên rỉ âm điệu hạ, đều phải đi về phía chung kết cùng hủy diệt. Thiên địa cùng bi. Vạn kiếp thẩm phán. Đây là tử thần lực lượng. Diệp Thần con người có giúp lại, hắn có thể rõ ràng cảm thấy, Quy Trần đối thiên ma tinh hải trưởng khống lực, so với trước kia lợi hại hơn. Thậm chí, Quy Trần đã có thể mượn dùng trong truyền thuyết tử thần, hải vương ma tôn lực lượng. Đầy trời ma khí lăn lăn, tinh phiên dung, tử thần rên rỉ chấn động, vạn kiếp ngày tận thế thẩm phán, hóa thành bóng tối ma lôi, yêu hỏa, tà gió, quỷ mưa, ùn ùn kéo đến hướng Diệp Thần và Kỳ Tư Thanh các nàng, bạo dũng đi. Thấy Quy Trần kinh khủng như vậy thủ đoạn thần thông, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết và Tư Đồ Trần đều sợ ngây người. Bọn họ không có sẽ ra tay, bởi vì bọn họ tin tưởng, thời khắc này Quy Trần, đủ để tiêu diệt Diệp Thần. Ngoại giới, Thánh Thành trên quảng trường, rất nhiều đã đi về nghỉ các tân khách, cảm nhận được liền trong thiên địa khủng bố khí lưu thay đổi, rối rít hoảng sợ lần nữa đi ra tới. Bầu trời quảng trường màn sáng, hiện lên Quy Trần kinh khủng kia ma đạo sát phạt. Vào giờ phút này Quy Trần, liền giống như là tử thần hóa thân, muốn tiêu diệt hết thảy, thẩm phán hết thảy vậy, khí thế cực kỳ khủng bố. Tranh bá khu chiến trường, khoảng cách Thánh Thành quảng trường, thật ra thì có đếm xa vạn dặm. Nhưng lúc này, tất cả các tân khách, cũng có thể cảm nhận được mấy vạn dặm bên ngoài khủng bố chập chờn. Tử thần rên rỉ, chấn triệt liền toàn bộ hỏa thần giới. Kinh khủng thẩm phán khí tượng, truyền khắp ngàn vạn dặm. Thậm chí ở trên bầu trời, cũng xuất hiện vô số ma lôi, yêu hỏa, tà gió, quỷ mưa khí tượng, đặc biệt nguy nga. Thần thông như vậy, mặc dù lợi hại, nhưng đối với tự thân tiêu hao, cũng là to lớn.
Kiếm môn bên trong, mà Tổ Vô Thiên thấy Quy Trần kinh thiên khí tượng, nhưng là chau mày. Quy Trần thủ đoạn, long trời lở đất, đặc biệt hung mãnh. Nhưng hung mãnh như vậy thần thông, đối tự thân linh khí tiêu hao, khẳng định cũng là vô cùng to lớn. Nếu như có thể giết chết Diệp Thần, đạt được luân hồi huyết mạch tự bổ, lại đột phá tim gông xiềng, vậy lớn hơn nữa tiêu hao, cũng có thể bù đắp lại. Nhưng vấn đề là, mà Tổ Vô Thiên lo lắng, Quy Trần cũng không thể ngay tức thì giết chết Diệp Thần. Diệp Thần trước người, Kỷ Tư Thanh, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Phạm Tinh Nhiên bốn nữ, thấy Quy Trần kinh khủng kia thần thông tập sát tới, đều là kinh hoàng. Nhưng, các nàng không có lùi bước, ngược lại đứng ra, bảo vệ được Diệp Thần. Hỏa Thần Chu Tước, Minh Nguyệt Thiên Thư, Tuyệt Hàn Đế Kiếm, Thiên Tinh Kết Giới. Bốn nữ đồng tâm hiệp lực, biểu hiện các bản lĩnh cao cường, Chu Tước khí tượng, Trăng Sáng khí tượng, Tuyệt Hàn Đế Kiếm khí tượng, Muôn Vạn Ánh Sao khí tượng, hội tụ thành một tầng vững chắc bình phong che chở. Diệp Thần vậy thả ra tự thân linh khí, củng cố bảo vệ bình phong che chở, thậm chí vận dụng Thiết Ngai Vàng lực lượng. Oanh! Quy Trần tử thần thẩm phán, ma đạo sát phạt, vô số ma lôi yêu hỏa, tà gió quỷ mưa khí tượng, hung hăng đánh vào Diệp Thần và bốn nữ liên thủ triển khai bình phong che chở trên. Vậy đạo bình phong che chở, ở Quy Trần kinh khủng à khí dưới sự xung kích, lại là ngay tức thì bị chấn bể. Ngay sau đó, ma khí nổ tung, cùng Trăng Sáng Chu Tước, Tuyệt Hàn Đế Kiếm, Lăn Lăn Ánh Sao cùng hơi thở, lẫn nhau đánh vào va chạm, tại chỗ đưa tới động trời nổ. Cái này cổ nổ, thiếu chút nữa cả bầu trời đều vỡ nát, ngàn dặm mặt đất rạn nứt, một phiến cánh rừng ngã xuống, đầy trời thần quang ma hy xen lẫn, còn có máu cùng nước mắt nước mưa, từ chân trời bão rơi xuống. Oanh! Ở kinh khủng kia nổ dưới, Diệp Thần thân thể, bị xa xa đánh bay ra ngoài. Kỷ Tư Thanh, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Phạm Tinh Nhiên bốn nữ, cũng bị đánh bay. Ho! Quy Trần vậy tiêu hao hết tất cả lực lượng, gương mặt một hồi trắng bệch, ho khan kịch liệt một tí. Nếu như lúc này, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết và Tư Đồ Trần động thủ, Quy Trần chưa chắc có thể đỡ nổi. Nhưng, vô luận là Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, vẫn là Tư Đồ Trần, đều bị Quy Trần rung động ở. Vậy cổ tử thần rên rỉ, vạn kiếp thẩm phán, vô số lôi hỏa ma khí nổ, biểu dương ra gần như siêu thoát thực tế lực lượng, làm người ta không dám xúc phạm. Thời khắc này Quy Trần, cho dù linh khí dây dưa kiệt, nhưng trên mình vẫn lưu lại thiên ma cùng tử thần hơi thở, căn bản không người dám đến gần hắn. Truy đuổi. Quy Trần mơ hồ thành thủ lãnh, phát ra mệnh lệnh. Tư Đồ Trần cũng không nói nhảm, vội vàng hướng Diệp Thần truy đuổi đánh ra. Chủ nhân. Diệp Thần trong cơ thể, truyền ra rồng ngâm. Huyết Long hiện thân ra, chỉ thấy Diệp Thần cả người máu tươi đầm đìa, tại mới vừa nổ bên trong, bị trọng thương. Trong lúc nguy cấp, Huyết Long vội vàng chở Diệp Thần, đi về trước phương bay đi. Kỷ Tư Thanh, Hạ Nhược Tuyết đám con gái, vậy là bị trọng thương, thấy Diệp Thần rời đi, các nàng vậy lật đật phân tán thoát đi, miễn được bị một lưới bắt hết. Nham thương, phá giết. Tư Đồ Trần ở phía sau đuổi theo, hắn chỉ truy đuổi Diệp Thần, không hề quản người ngoài, chỉ gặp hắn bàn tay nắm chặt, trong hư không nham nguyên tố hội tụ, hóa thành một cán phong cách cổ xưa hồng hoang nham thương, lăng không hướng Diệp Thần cùng Huyết Long sâu giết đi. Thiên lý, gió nổi lên. Huyết Long ngửa mặt lên trời gầm thét, một đoàn thần thánh quang, trên không trung hiện lên, đó là thiên lý quang. Ánh sáng bên trong, còn quấn từng tầng một màu xanh nếp sống, là Diệp Thần nắng ban mai gió. Huyết Long cùng Diệp Thần tâm ý tương thông, lập tức thúc giục nắng ban mai gió, một cổ gió lớn thổi lên, lại là rất miễn cưỡng đem Tư Đồ Trần vậy ngàn vạn quân nặng nề nham thương, trực tiếp thổi rơi xuống đất. Hạ một sát, Huyết Long ngồi gió ngự khí, như vậy thuấn gì vậy, tốc độ nhanh đến cực điểm, mang Diệp Thần nhanh chóng thoát đi. Ta và thằng nhóc này khí huyết tương thông, các ngươi không trốn thoát được. Tư Đồ Trần giữ tợn cười một tiếng, như vậy phụ cốt chi thư vậy, nhanh chóng đuổi giết đi lên. Hắn và Diệp Thần, cũng có nửa giọt nham thần máu, cho dù cách nhau ngàn vạn dặm, đều có thể cảm ứng được đối phương tồn tại. Huyết Long mượn nắng ban mai gió, để cho mình và Diệp Thần thân hình, cũng hóa thành một món gió mát, mắt thường không thể gặp. Nhưng, thủ đoạn như vậy, có thể giấu giếm được người khác, nhưng không gạt được Tư Đồ Trần. Dẫu sao Diệp Thần trong cơ thể, cũng có nửa giọt nham thần máu. Chủ nhân, trốn không thoát. Huyết Long thanh âm nặng nề,
nếu như không thể thoát khỏi Tư Đồ Trần mà nói, nó và Diệp Thần đều là vô cùng nguy hiểm. Dẫu sao ở Tư Đồ Trần phía sau, còn có Vũ Hoàng Ngạo Tuyết và Quy Trần, bọn họ tùy thời sẽ chạy tới. Đi không u khu, mau. Diệp Thần dưới trọng thương, cắn răng, nhanh chóng quyết đoán. Chiến trường phân chia 4 khu, so với tranh bá khu, không u khu càng nguy hiểm. Đến ban đêm, không u khu yêu thú, sẽ rơi vào bạo động bên trong. Coi như là Quy Trần, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết các người, cũng không dám ở ban đêm bước vào không u khu. Nương thời giây phút, Diệp Thần cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, chỉ có thể tiến vào trước không u khu, thoát khỏi truy binh nói sau. Không u khu sao, bên kia hơi thở, rất nguy hiểm. Huyết Long ngước mắt, nhìn về phía trước xa xa, đó là không u khu phương hướng. Cho dù cách nhau xa xôi, nó vậy cảm nhận được liền không u trong khu mặt, truyền ra nguy hiểm hơi thở, tựa hồ có cái gì không thể danh trạng quái vật, ẩn núp ở bên trong vậy. Bỏ mặc, đi vào trước nói sau. Diệp Thần nói. Huyết Long đáp một tiếng, lập tức ngự gió bay về phía không u khu. Tranh bá khu cùng không u khu tới giữa, cách một nhánh sông lớn. Lúc này bóng đêm đậm đà, vậy nhánh sông lớn, lại là bao phủ một tầng quỷ bí hắc phụ. Tầng kia hắc phụ, tựa như mang không không hơi thở, làm người ta sợ hãi. Huyết Long lộ ra vẻ ngưng trọng, bay vượt sông lớn, trực tiếp bay vào không u khu hắc ám bên trong, thân hình ngay chớp mắt dần dần không nhìn thấy ở trong rừng cây. Tư Đồ Trần đuổi theo đến bờ sông. Gặp Diệp Thần lại có thể vào không u khu, nhất thời một hồi kinh ngạc, dừng lại ở bước chân, nói, thằng nhóc này muốn tìm cái chết sao? Vào không u khu, hắn nhất định phải bị bạo động yêu thú, xé thành mảnh vỡ. Đây là, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết và Quy Trần, vậy đuổi theo. Hai người đứng ở bờ sông, nhìn Diệp Thần dần dần không nhìn thấy ở trong bóng tối bóng người, đều là cau mày. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết chớp mắt. Nói, không nghĩ tới luân hồi chi chủ lại có thể lớn gan như vậy, lại dám ở ban đêm tiến vào không u khu. Tư Đồ Trần có chút không cam lòng, trầm giọng nói, không bằng, chúng ta ba người liên thủ, xông vào không u khu như thế nào. Quy Trần nhưng là lạnh lùng nói, phải đi chính các ngươi đi, ta không đi. Không u khu yêu thú, ở ban ngày vẫn là bình thường, nhưng đến ban đêm, sẽ lâm vào bạo động. Ta hoài nghi chết cấm khu và công đức khu hắc ám khí tức. Ở ban đêm sẽ xâm nhập không u khu, ban ngày mới biết thối lui, liền như thủy triều lên xuống vậy. Chiến trường 4 cái khu vực, chết cấm khu và công đức khu, là sau cùng 2 cái khu vực. Theo Trùng Dương chân nhân mà nói, vậy 2 cái khu vực, đã gặp phải hắc ám khí tức xâm lược. Nhưng hiện tại, Quy Trần lại nói, không chỉ là vậy 2 cái khu vực, liền không u khu đều bị liền ảnh hưởng, màn đêm vừa xuống, liền sẽ gặp bị hắc ám khí tức dính. Để cho được bên trong yêu thú, toàn bộ rơi vào bạo động, cực kỳ nguy hiểm. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết và Tư Đồ Trần nghe, trong lòng đều là rét một cái. Bọn họ biết Quy Trần lợi hại, có thể mượn dùng thiên ma tinh hải hơi thở, đối không không thời không năng lượng ba động, hắc ám khí tức, có đặc thù cảm ứng. Dưới màn đêm không u khu, liền Quy Trần cũng không dám đến gần, có thể tưởng tượng được có kinh khủng dường nào, bọn họ cũng không dám lại còn đi tới ý niệm. Vậy làm sao bây giờ? Mặc cho vậy tiểu tử trốn bay lên trời sao? Tư Đồ Trần cắn răng, ngoài ra nửa giọt nham thần máu, còn ở Diệp Thần trong cơ thể, hắn có thể không muốn bỏ qua. Không cần lo lắng, không u khu cực kỳ nguy hiểm, hắn bị thương dưới, hơn phân nửa là phải chết, ngày mai chúng ta đi nhặt xác là được. Quy Trần nói. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết ha ha cười một tiếng, nói chỉ sợ luân hồi chi chủ khí vận thâm hậu, nhưng chưa chắc như thế dễ chết. Quy Trần lạnh nhạt nói, không chết, chúng ta ngày mai đi cầm hắn tìm ra là được. Dừng một chút, hắn trong mắt lướt qua một chút hàn mang, tối nay, chúng ta đi trước đuổi bắt hắn người phụ nữ. Lại nói Diệp Thần vào không u khu, chỉ cảm thấy từng cơn kinh khủng hắc ám khí tức, không ngừng đánh tới, đánh vào hắn tâm thần. Hắn còn không nhìn thấy bất kỳ yêu thú gì cùng quái vật, mình tâm thần, liền bị nghiêm trọng đánh vào, đầu từng cơn choáng váng. Luân hồi thánh hồn trời, bảo vệ. Diệp Thần gọi ra luân hồi thánh hồn trời, bảo vệ thần hồn, tinh thần thoáng chấn định lại. Ngắm nhìn bốn phía, đây là một phiến bóng tối rừng rậm, nhánh cây lá cây tới giữa, bụi cỏ tới giữa, thổ nhưỡng tới giữa, khắp nơi tràn ngập từng luồng quỷ bí hắc phụ. Những cái kia hắc phụ, rất hiển nhiên là đến từ không không lúc nào không,
nếu như không dọn dẹp nói, hắc ám khí tức không ngừng ứ tích, liền sẽ sản sinh ra ma thần cùng quái vật, cuối cùng ăn mòn thế giới hiện thật mồi lửa. Nơi này mồi lửa hơi thở, tựa hồ nồng đậm hơn. Diệp Thần phát hiện, ở không u trong khu mặt, mồi lửa linh khí chập chờn, so ngoại giới cường liệt hơn được hơn. Những cái kia quỷ bí hắc phụ, chỉ có thể ở bề mặt trái đất quanh quẩn, cũng không thể đi sâu vào để. Bởi vì mặt đất chỗ sâu, có mồi lửa che chở. Hắc ám khí tức tồn tại, vậy đưa tới mồi lửa linh khí chập chờn. Mồi lửa không ngừng tản mát ra ấm áp linh khí, chống lại bóng tối ăn mòn. Diệp Thần hít sâu một hơi, lập tức ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển huyết mạch, cùng mồi lửa đồng tình, không ngừng hấp thu mồi lửa linh khí, liệu nuôi mình thương thế. Nơi này mồi lửa linh khí, đặc biệt nồng nặc, vậy từng luồng ngọn lửa hơi thở, đối Diệp Thần mà nói, đơn giản là thiên đại đồ bổ. Ở từng luồng mồi lửa linh khí bồi bổ hạ, Diệp Thần thương thế, nhanh chóng phục hồi như cũ. Hắn phỏng đoán đến khi ngày mai, chuyện mình trạng thái, tất nhiên có thể khôi phục tới đỉnh cấp. Tư Thanh, Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, chờ ta. Diệp Thần trong lòng kêu lên. Hắn biết kỳ Tư Thanh, Hạ Nhược Tuyết cùng nữ, tình cảnh hôm nay, nhất định là vô cùng nguy hiểm. Hắn chỉ muốn mau sớm khôi phục đỉnh cấp, sau đó cứu viện chúng nữ. Chủ nhân, chú ý, thật giống như có vật gì muốn tới. Huyết Long đưa ra cảnh cáo nói. Diệp Thần mở mắt ra, nhưng vào giờ khắc này, bắt được một chút hung lệ hơi thở, đang ép tới gần. Rào! Chỉ gặp một cái to lớn dữ tợn thú móng, xé ra rừng rậm, hiển lộ ra dữ tợn hình mạo. Đó là một đầu xích mãnh liệt kim hổ, cũng chưa tính là cường đại dường nào yêu thú. Nhưng giờ phút này, vậy xích mãnh liệt kim hổ ra lông trên, nhưng còn quấn từng tầng một hắc phụ, con người cũng có hắc khí quanh quẩn, mơ hồ thấm ra tia máu, răng nanh nhọn. Lộ vẻ được đặc biệt dữ tợn. Đầu này xích mãnh liệt kim hổ, hiển nhiên gặp phải hắc ám khí tức ăn mòn, dị hóa thành không chẳng trách vật vậy, cả người đều là quỷ bí không trạng hơi thở. Hống! Xích mãnh liệt kim hổ gầm thét, lăng không hướng Diệp Thần đạp chết tới. Vậy sắc bén móng vuốt, hắc phụ vần quanh dưới, sắc bén như trời kiếm, ác liệt vô cùng. Huyết Long ngửa mặt lên trời gầm thét, bảo vệ Diệp Thần, trực tiếp vận dụng thiết ngai vàng hơi thở. Móng vuốt hóa thành sắt thép long chảo, hung hăng cùng vậy xích mãnh liệt kim hổ móng vuốt va chạm tới một chỗ. Sắt thép long chảo cùng móng hổ va chạm, Huyết Long nhưng là phát ra một tiếng thống khổ gầm to, chỉ gặp nó long chảo trên, lại là dính liền một chút bóng tối ma sương mù, như vậy kịch liệt hủ chua vậy, không ngừng ăn mòn nó ra thịt. Đáng chết xúc sinh! Huyết Long căm hận kêu một tiếng, nếu như là thông thường xích mãnh liệt kim hổ, tuyệt đối không phải nó địch thủ. Nhưng trước mắt đầu này xích mãnh liệt kim hổ, nhưng là dính liền không không thời không hắc ám khí tức, lây đến Huyết Long trên mình, Huyết Long cũng có chút không chịu nổi. Thiên tiên cá chép sao, lọc sạch. Diệp Thần bóp một cái thủ quyết, từng luồng thiên tiên cá chép tiên khí phun ra, tạo thành một cái trận pháp kết giới, đem Huyết Long và vậy xích mãnh liệt kim hổ, cũng bao phủ đi vào. Ở trên trời tiên cá chép kết giới hạ, vậy từng luồng hắc ám vũ khí, nhanh chóng bị lọc sạch, tan thành mây khói. Huyết Long khôi phục như cũ, mà vậy xích mãnh liệt kim hổ, mất đi hắc ám khí tức gia trì, nhất thời đổi được vô cùng suy nhược. Phá! Huyết Long móng vuốt xiết ra, nhanh chóng như điện, xuyên qua vậy xích mãnh liệt kim hổ eo, trực tiếp giết chết. Dọn ra! Nhưng gặp có ba đóa màu đỏ tím ngọn lửa, từ vậy xích mãnh liệt kim hổ trong thi thể, rơi ra ngoài. Đó chính là tử hoàng lửa. Diệp Thần bàn tay hư không một chảo. Đem vậy ba đóa tử hoàng lửa, thu vào mình trong cơ thể. Vẫn là lần đầu tiên đạt được tử hoàng lửa. Diệp Thần tuét miệng cười một tiếng, không biết là vui mừng vẫn là không biết làm sao. Nếu như không giải quyết Quy Trần, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, Tư Đồ Trần các người, hắn cho dù có nhiều hơn nữa tử hoàng lửa, cũng không bổ tại chuyện. Ngồi xếp bằng xuống, Diệp Thần tiếp tục điều tức chữa thương. Hắn chỉ muốn mau sớm khôi phục đỉnh cấp, đi cứu viện Kỳ Tư Thanh. Hạ Nhược Tuyết cùng nữ. Đúng rồi, lần này Thái Thượng Công Đức Chiến, Uyển Nhi không có tới sao? Hoảng hốt tới giữa, Diệp Thần nhớ lại thân đồ Uyển Nhi. Theo lý mà nói, lần này Thái Thượng Công Đức Chiến, thân đồ Uyển Nhi hẳn biết tới. Nhưng thẳng đến lúc này, Diệp Thần cũng không gặp được thân đồ Uyển Nhi bóng người. Nếu như thân đồ Uyển Nhi, vậy ở bên cạnh hắn nói, hắn áp lực cũng không cần lớn như vậy.
Dẫu sao, thân Đỗ Uyển Nhi có tương lai thân, nếu như có thể cùng nàng sóng vai tác chiến, tất có thể chống lại Quy Trần, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết các người. Chỉ tiếc, thân Đỗ Uyển Nhi nhưng thủy chung không thấy ra hiện. Chủ nhân, nơi này tựa hồ không an toàn, chúng ta tốt nhất lập tức rời đi. Huyết Long ngưng trọng thanh âm, đem Diệp Thần suy nghĩ, kéo trở lại. Diệp Thần nhìn khắp bốn phía, nhưng gặp hắc ám bên trong, có một song song máu đỏ trong mắt, đang không ngừng lóe lên. Bốn phương tám hướng, hắc vụ càng ngày càng nồng đậm, ở lăn lăn hắc ám bên trong, truyền tới từng cơn trầm thấp thú hống. Không biết có nhiều ít yêu thú, ở hướng Diệp Thần tiến tới gần. Hiển nhiên, mới vừa Huyết Long cùng Xích Mãnh Liệt Kim Hổ chiến đấu, đã kinh động những yêu thú khác. Hống. Vậy từng trận trầm thấp thú hống, vào giờ khắc này, nhưng là biến thành động trời gầm thét. Chỉ gặp vô số yêu thú, từ trong hắc vụ phá giết ra, gầm thét hướng Diệp Thần đánh bất ngờ đi. Mỗi một con yêu thú, cả người đều là hắc vụ vần quanh, ma khí tràn ngập, cực kỳ khủng bố. Diệp Thần tuy triển khai thiên tiên cá chép sao kết giới, nhưng kết giới này, hiển nhiên không có thể chống đỡ rất nhiều yêu thú nhịp bước. Chung quanh yêu thú số lượng, thực ra quá nhiều. Diệp Thần thậm chí hoài nghi, có phải hay không toàn bộ không u khu yêu thú, cũng vào tới mình bên này. Đáng chết! Ma giáp vệ, đi ra đi! Diệp Thần mắt xem như thế nhiều yêu thú vây giết tới đây, cũng là cảm thấy trước đó chưa từng có nguy hiểm, lập tức đem mấy trăm đầu ma giáp vệ, toàn bộ triệu hoán liền đi ra. Tất cả quái vật hình người, từ trong hư không nổi lên, đều là đã từng thiên yêu huyền yêu người làm, hôm nay là Diệp Thần canh phòng. Vậy mấy trăm đầu ma giáp vệ, một được triệu hoán đi ra, lập tức cùng chung quanh các yêu thú, triển khai kịch liệt tàn khốc chém giết. Yêu thú bạo động, hắc ám khí tức nổ tung, làm người ta nghẹt thở. Ma giáp vệ cũng là không sợ chết, liều mạng bảo vệ Diệp Thần an toàn. Tất cả yêu thú, cùng tất cả ma giáp vệ, chém giết lẫn nhau trước, chết thảm thiết. Các yêu thú lục tục ngã xuống, hóa thành thi thể, một đóa đóa tử hoàng lửa bay ra, rơi vào Diệp Thần trong tay. Diệp Thần góp nhặt đại lượng tử hoàng lửa, ở kim bảng lên hạng, cũng là nhanh chóng tăng vọt. Nhưng, Diệp Thần cũng không có chút nào mừng rỡ ý. Bởi vì hắn ma giáp vệ, ở tất cả ngã xuống, hóa thành hắc khí tán loạn. Mà chung quanh yêu thú, nhưng là giết không khỏi giết, số lượng hoàn toàn không gặp chút nào giảm thiểu, vẫn là chi chít, ùn ùn kéo đến. Kéo dài như vậy nữa, Diệp Thần cho dù có nhiều hơn nữa tử hoàng lửa, cũng không khả năng còn sống đi ra ngoài. Kịch liệt chém giết bên trong, Huyết Long cũng là đã tiêu hao hết tất cả khí lực, hóa thành lưu quang, trở lại Diệp Thần trong cơ thể. Diệp Thần chỉ còn lại cuối cùng mười mấy đầu ma giáp vệ, cùng hắn sóng vai tác chiến, tình thế vô cùng hung hiểm. Luân hồi, tới đây. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần loáng thoáng, nghe được một đạo đặc biệt yếu ớt tiếng gọi ầm ĩ, giống như là mớ, lại hình như là ảo giác. Thanh âm gì? Diệp Thần lấy làm kinh hãi. Luân hồi, tới đây. Vậy đạo tiếng gọi ầm ĩ, lần nữa ở Diệp Thần bên tai vang lên, mặc dù yếu ớt, nhưng âm điệu vô cùng rõ ràng, đích xác là có người đang kêu gọi Diệp Thần. Diệp Thần không rảnh suy nghĩ nhiều, chỉ muốn mau rời khỏi nơi đây. Vạn kiếm pháp bào, ngự. Diệp Thần quát to một tiếng, trực tiếp gọi ra vạn kiếm pháp bào. Rào. Vạn kiếm pháp bào bao trùm ở Diệp Thần trên mình, toát ra kim quang sáng chói, từng đạo màu vàng phi kiếm tràn ngập ra, hóa thành kiếm trận, bảo vệ Diệp Thần. Ở vạn kiếm pháp bào dưới sự bảo vệ, Diệp Thần đón chung quanh vô số bạo động yêu thú, cắn răng cuồng xông ra. Phịch, phịch, phịch. Từng cái to lớn dữ tợn thú móng, hung hăng vỗ vào Diệp Thần trên mình, phát ra vô cùng nặng nề thanh âm. Nếu như không phải là có vạn kiếm pháp bào bảo vệ, Diệp Thần rất có thể phải bị đập chết. Thật may, có vạn kiếm pháp bào bảo vệ, mượn nữa giúp nắng ban mai gió không ngừng biến ảo thân hình, Diệp Thần cũng không có bị thương nữa, trực tiếp xông ra yêu thú vòng vây. Hu hu hu, hắn mới vừa lao ra yêu thú vòng vây, trên mình vạn kiếm pháp bào, liền bởi vì chịu đựng quá mãnh liệt đánh vào, ánh sáng mở đi xuống. Diệp Thần thật là có chút đau lòng, quay đầu vừa thấy, lại thấy cuối cùng vậy mười mấy đầu ma giáp vệ, toàn bộ bị bạo động yêu thú đập chết, không khỏi được thầm kinh hãi. Những thứ yêu thú này, gặp phải hắc ám khí thức ăn mòn, nửa đêm bạo động dưới, chân thực quá hung mãnh, nếu như không phải là Diệp Thần lá bài tẩy rất nhiều, hắn rất có thể liền muốn quen đợi ở chỗ này.
luân hồi, tới nơi này. Vậy đạo tiếng gọi ầm ĩ, lần nữa truyền tới, chỉ dẫn Diệp Thần. Diệp Thần có thể cảm giác được, thanh âm kia cũng không có ác ý. Mà vậy vô số yêu thú, ở Diệp Thần lao ra khỏi vòng vây vòng sau đó, cũng không có lúc này bỏ qua, mà là rối rít gầm thét, điên cuồng đuổi giết đi lên. Diệp Thần có chút ra đầu tê dại, lập tức dọc theo thanh âm kia phát ra phương hướng, bay vút đi. Mượn nắng ban mai gió, Diệp Thần tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đem rất nhiều yêu thú, toàn bộ bỏ rơi. Cuối cùng, Diệp Thần đi tới một ngọn núi ven núi trước mặt. Luân hồi chi chủ, người rốt cuộc đã tới. Vậy đạo tiếng gọi ầm ĩ, từ vách núi bên trong truyền ra, lần này đổi được vô cùng rõ ràng. Diệp Thần con người đông lại một cái, bay đến giữa sườn núi, vách núi bên trong hắc vụ tràn ngập, lại có một chút không nói được hơi thở ở vần quanh. Ở bay vào trong núi sau đó, Diệp Thần rõ ràng cảm giác được, trên trời nhìn chăm chú ánh mắt, toàn bộ biến mất. Vốn là, Diệp Thần thời thời khắc khắc đều có một loại cảm giác, có ở trên trời vô số người nhìn chăm chú mình. Hắn biết, là Thánh Thành quảng trường bên kia các tân khách, xung làm khán giả, đang quan sát hết thảy. Bên trong chiến trường phát sinh tất cả chiến đấu, bên ngoài người xem, đều có thể thấy. Cho nên, Diệp Thần sẽ có một loại, bị người nhìn chăm chú theo dõi cảm giác. Nhưng, làm Diệp Thần bay vào trong núi, hắn phát hiện những cái kia nhìn chăm chú ánh mắt, toàn bộ không có. Ngọn núi này, là thiên cơ góc chết, người bên ngoài không thấy được. Diệp Thần tim đập rộn lên đứng lên, mơ hồ cảm thấy một chút thần bí. Giữa sườn núi bên trên, dây leo cỏ dại thấp thoáng lúc đó, có một cái hang núi. Vậy đạo kêu to thanh âm, chính là từ trong hang núi truyền ra. Diệp Thần ánh mắt ngưng luyện, càng không do dự, xé ra dây leo cỏ dại, sải bước vào trong hang núi. Mà lúc này, chiến bên ngoài sân các khán giả, đều là một mặt kinh ngạc rung động hình dáng. Bọn họ mắt thấy tất cả chiến đấu. Bọn họ thấy được Quy Trần ra tay, thiếu chút nữa thì giết chết Diệp Thần. Cũng nhìn thấy Diệp Thần mạo hiểm tiến vào không u khu, né tránh đuổi giết. Chỉ là, bọn họ không nghĩ tới, dưới trọng thương Diệp Thần, chỉ là điều tức một hồi, liền khôi phục nguyên khí, thành công hơn đột phá vô số yêu thú vòng vây, trốn bay lên trời. Không có ai biết, thật ra thì Diệp Thần có thể cùng mồi lửa linh khí đồng tình, cho nên thương thế tốc độ khôi phục đặc biệt mau. Tất cả mọi người đều lấy là, đó là hắn luân hồi huyết mạch lợi hại. Lần này Diệp Thần vào núi biến mất, toàn trường người xem đều là xì xào bàn tán. Chiến trường bên trong, lãnh thổ bát ngát, có chút bí ẩn xó xỉnh, thiên cơ theo dõi không tới, thuộc về góc chết, đám người thấy Diệp Thần biến mất, ngược lại cũng không phải thật bất ngờ. Các ngươi đoán, luân hồi chi chủ biết hay không đụng vào cơ duyên gì? Luân hồi khí vận, khủng bố như vậy, nếu là cái này cũng không chết, thậm chí đạt được đại cơ duyên, vậy Vũ Hoàng Cổ Đế và Ma Tổ Vô Thiên đều phải hộc máu. Ha ha, ta ngược lại không coi trọng vậy tiểu tử, ban đêm tiến vào không u khu, đó không phải là muốn chết sao? Những yêu thú kia còn đang đuổi giết hắn đây. Rất nhiều nghị luận thanh âm truyền ra, cho dù là ban đêm, cũng không có người xem đi về nghỉ. Tất cả người đều đang đợi, chờ đợi Diệp Thần xuất hiện lần nữa ở trong hình. Kiếm môn bên này, tất cả trưởng lão cùng hộ pháp, sắc mặt cũng đổi được vô cùng khó khăn xem. Ma Tổ Vô Thiên vậy hắc ám ma khí cấu trúc thành thân thể, cũng là từng cơn diêu động, viên kia hiển lộ bên ngoài tim, một tí nhịp đập, phía trên máu gân nổi lên. Thằng nhóc này, chẳng lẽ còn có lật bàn cơ hội? Ma Tổ Vô Thiên thần sắc rất là dữ tợn, hắn lo lắng nhất, chính là Diệp Thần tránh thoát Quy Trần giết hại, thậm chí tuyệt cảnh giết ngược. Hiện tại, Diệp Thần đã có lật bàn giết ngược dấu hiệu, hắn dĩ nhiên là vô cùng lo âu. Mới vừa Quy Trần ra tay, linh khí hao phí quá nghiêm trọng, trong thời gian ngắn không thể nào khôi phục hoàn toàn, một khi Diệp Thần quật khởi, Quy Trần chưa chắc có thể áp chế. Vạn Khư Thần Điện bên kia, Vũ Hoàng Cổ Đế thấy Diệp Thần biến mất ở trong núi, sắc mặt cũng là trở nên khó coi. Ngạo Tuyết, nhất định phải giết thằng nhóc này, không thể để cho hắn lật bàn. Vũ Hoàng Cổ Đế trong lòng yên lặng cầu nguyện. Hiện tại kiếm môn bên kia, Quy Trần linh khí tiêu hao to lớn. Chỉ cần giết chết liền Diệp Thần, Vạn Khư Thần Điện bên này, liền lại cũng không có sợ hãi người, hạng nhất 10 phần chắc chín. Cái này giới vô địch phần thưởng, 10 phần phong phú, trong đó có xích diễm tạo hóa đan cùng sạch sẽ tim tuyết liên. Xích diễm tạo hóa đan,
đó là dùng mồi lửa năng lượng cốt lõi, chế tạo ra đan dược, ủng có thiên hạ đệ nhất đẳng hiệu quả chữa thương. Coi như hóa thành cho cốt, chỉ phải lấy được xích diễm tạo hóa đan bồi bổ, đều có thể sống lại. Tựa như cùng là vũ trụ hủy diệt, thế giới mới, cũng có thể ở mồi lửa còn sót lại bên trong ra đời vậy. Do mồi lửa năng lượng cốt lõi, luyện chế ra đan dược, chữa thương cùng khôi phục hiệu quả, đó là nghịch thiên vậy mạnh mẽ, đừng nói ở thế giới hiện thật, coi như thả vào không không lúc nào không bên trong, cũng là thứ nhất đẳng đan dược. Còn có sạch sẽ tim tuyết liên, có thể lọc sạch hết thảy tai ách lệ khí. Nếu như có thể có được nói, Vũ Hoàng cổ đế phỏng đoán có thể lại ăn cắp tương lai người tu vi hơi thở, mà không cần lo lắng cắn trả. Phần thưởng phong phú như vậy, hắn có thể không muốn bỏ qua. Mà giờ khắc này, chiến trường bên trong, Quy Trần, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, Tư Đồ Trần các người, xuất lĩnh kiếm môn cùng vạn khư cường giả, đang đuổi bắt trước Kỳ Tư Thanh, Hạ Nhược Tuyết, Phạm Tinh Nghiên, Ngụy Dĩnh đám con gái. Hạ Vũ cùng thứ nhất thù, còn có đến từ sống chết vực, biển cả giới người, liều chết bảo vệ, chết thảm trọng. Bọn họ cũng không biết Diệp Thần tình huống, cũng không biết Diệp Thần sống hay chết. Diệp Thần cũng không biết ngoại giới thay đổi, hắn vào sơn động bên trong, từng bước một đi sâu vào, mơ hồ nghe được xiềng xích giao kích thanh âm. Cuối cùng, Diệp Thần đi tới hang núi chỗ sâu, nhưng thấy một người đàn ông, bị vô số xiềng xích nhốt. Những cái kia xiềng xích, trên mặt mang kinh khủng phong ấn hơi thở, còn có một đạo đạo không thể danh trạng phù văn. Phù văn lẫn nhau xen lẫn, mơ hồ tạo thành một cái cổ xưa đồ đằng, cũng giống như nhau không thể danh trạng, khó mà miêu tả, chỉ có thể dùng quỷ dị tới hình dạng. Diệp Thần nhìn những cái kia cổ quái phù văn, mơ hồ tới giữa, lại tựa hồ như bắt được Tử Thần giáo đoàn nhân quả hơi thở. Những thứ này phong ấn phù văn, là Tử Thần giáo đoàn lưu lại. Diệp Thần trong lòng lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn vậy bị vô số xiềng xích nhốt người đàn ông, âm thầm đề phòng. Người đàn ông thân hình to lớn hùng tráng, bắp thịt từng cục nhô ra, bị vô số xiềng xích nhốt, cũng không biết có nhiều ít năm tháng, một bộ đầu bù xù mặt dơ bẩn hình dáng, da thịt trên cũng là hiện đầy loang lổ dơ bẩn dấu vết. Luân hồi chi chủ, người rốt cuộc đã tới. Người đàn ông khó khăn ngẩng đầu, ngắm nhìn Diệp Thần, trong ánh mắt thấm ra một chút nóng bỏng, tựa như trong tuyệt cảnh người, thấy được hy vọng. Ngươi là người nào, là Tử Thần giáo đoàn nhốt ngươi? Diệp Thần trầm giọng hỏi. Ta kêu Trần Nam, là Tử Hoàng Tiên Cung hộ pháp, cũng là đã từng mồi lửa thủ hộ giả một trong. Người đàn ông mở miệng, thanh âm rõ ràng, tuy bị nhốt hồi lâu, nhưng tinh thần khá là đầy đặn. Ngươi là mồi lửa thủ hộ giả. Diệp Thần một hồi ngạc nhiên, cẩn thận cảm ứng dưới, quả nhiên từ nơi này kêu Trần Nam trên người nam nhân, bắt được mồi lửa nguyên linh khí chập chờn. Cái này kêu Trần Nam người đàn ông, lại cùng mồi lửa có đồng tình. Chính là bởi vì mồi lửa che chở, cho nên hắn cho dù bị nhốt, nhưng cũng không có bị chí mạng hành hạ, như cũ duy trì tinh thần đầy đặn. Đúng vậy, mồi lửa thủ hộ giả, đã từng có triệu người nhiều, ta chính là vậy triệu một người trong. Trần Nam chậm rãi mở miệng nói ra cổ xưa bí mật. Triệu thủ hộ giả, như thế nhiều. Diệp Thần lại là ngạc nhiên. Hắn biết mồi lửa trọng yếu, cũng biết Tử Hoàng Tiên Cung bên này, nhất định sẽ phái rất nhiều cao thủ, nghiêm mật bảo vệ mồi lửa. Nhưng hắn không nghĩ tới, mồi lửa thủ hộ giả, lại có ước chừng một triệu người hơn. Trần Nam nói, đúng vậy, nhưng tiếc là, vậy triệu thủ hộ giả, cơ hồ toàn bộ chết sạch, ta là người sống sót một trong. Giọng mang một chút thê lương. Diệp Thần nói, toàn bộ, chết sạch. Trần Nam nói, đúng vậy, mấy chục ngàn năm trước. Tử Thần giáo đoàn xâm nhập hỏa thần giới, muốn ăn mòn mồi lửa, chúng ta ở trưởng môn phu nhân dưới sự hướng dẫn, cùng Tử Thần giáo đoàn thể chống lại, cuối cùng cơ hồ toàn quân tiêu diệt. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, xa nhớ năm đó trận chiến ấy, chắc là đặc biệt thảm thiết. Tử Thần giáo đoàn, lại có xâm nhập hỏa thần giới năng lực, thực lực không khỏi cường hãn điểm. Trần Nam nói tiếp, mảnh chiến trường này, vốn là phân chia năm khu. Nhưng thứ năm khu vào năm đó trong đại chiến, hoàn toàn sụp đổ, hóa thành hư không. Hôm nay, chiến trường bốn khu, chết cấm khu cùng công đức khu, đều bị hắc ám khí tức ô nhiễm. Lần này thái thượng công đức chiến, trưởng môn là muốn mượn các ngươi những người dự thi này lực lượng, đáng nghịch hắc ám, xua tan đục ngầu, để cho mảnh thiên địa này, lần nữa khôi phục thanh tịnh. Trần Nam tuy một mực bị nhốt, nhưng đối chuyện của ngoại giới,
cũng không phải là không biết gì cả. Dẫu sao xem hắn loại tầng thứ này cao thủ, thiên cơ suy diễn, theo dõi xem bói năng lực cực mạnh, chỉ cần hơi thêm dòm ngó, là có thể thấy ngoại giới nhân quả. Hắn vẫn là Tử Hoàng Tiên Cung người, đã từng mồi lửa thủ hộ giả, hắn muốn theo dõi Tử Hoàng Tiên Cung các loại nhân quả, tự nhiên cũng sẽ không gặp phải ngăn trở. Diệp Thần trầm giọng nói, các ngươi trưởng môn nhân, vì sao không tự mình ra tay? Trước đây ở Thánh Thành trên quảng trường, Diệp Thần vậy gặp qua Đạo Đức Thiên Tôn hình dáng, thần thánh vĩ đại, tiên khí khoáng đạt. Nếu như Đạo Đức Thiên Tôn xuất thủ, Diệp Thần chân thực khó có thể tưởng tượng, có cái gì hắc ám khí tức, có thể ngăn trở Đạo Đức Thiên Tôn uy nghiêm. Trần Nam lắc lắc đầu nói, trưởng môn nhân không thể tùy tiện xuất thủ, hắn thực lực quá mạnh mẽ, chỉ cần ra tay một cái, liền sẽ kích động không không thời không chân lý quy tắc, bị cưỡng ép phi thăng. Một khi hắn phi thăng, thế giới hiện thật mồi lửa, mất đi hắn bảo vệ, nhất định phải bị vô tận hắc ám ăn mòn, cả thế giới hủy trong chốc lát, hơn nữa không có lại trọng sinh có thể. Diệp Thần nói, thì ra là như vậy. Trần Nam nói, luân hồi chi chủ, ngày hôm nay có thể thấy ngươi, ta rất là cao hứng, năm đó vậy trận đại tai biến bí mật, ta muốn mời ngươi trở về, hướng trưởng môn nhân bẩm báo. Diệp Thần nói, bí mật gì? Trần Nam nói, hỏa thần giới tọa độ, đặc biệt bí mật, nhưng năm đó tử thần giáo đoàn người, lại có thể tinh chuẩn tìm được, ồ ạt hạ xuống, là bởi vì là bên trong thế giới hiện thật mặt, có nội gián. Diệp Thần trong mắt hơi co lại, nói, nội gián. Hắn nhớ tới ở Hư Lưu Minh Hải thời điểm, Đao Trấn Sơn vậy nói với hắn, có nội gián xuất hiện, hơn nữa rất có thể ngay tại Vạn Khư bên trong thần điện. Trần Nam nói, nội gián ở Vạn Khư thần điện, là Hồng Gia Thiên Quân lão tổ, Hồng Xuân Thu. Hạt châu này, ghi chép năm đó bí mật, người cầm đi ra ngoài, giao cho trưởng môn nhân. Nội gián một ngày chưa trừ diệt, thế giới hiện thật một ngày rất an ninh. Trần Nam bàn tay một chiêu, một hạt châu nổi lên, rơi vào Diệp Thần trong tay. Diệp Thần tiếp lấy hạt châu, chỉ gặp hạt châu này bên trong, chiếu trước năm đó vậy trận đại tai biến cảnh tượng. Cảnh tượng hình ảnh bên trong, chỉ gặp Hồng Xuân Thu, dẫn một cái thần bí nam tử, từ một nơi quỷ bí thời không bên trong, hạ xuống đến hỏa thần giới. Hồng Xuân Thu trên mặt, mang nhún nhường nụ cười su nịnh, đối thần bí kia nam tử, một mực cung kính. Thần bí kia nam tử, thái độ kiêu căng, khí thức cường đại mà hung ác, cả người từng tầng một hắc vụ vần quanh, một hạ xuống, thiên địa cũng lâm vào vĩnh đêm hắc ám, khắp nơi đều là âm phong gào khóc, quỷ mưa tung bay sái sái, sấm sét điện tránh, đặc biệt nguy nga. Sau đó, Hồng Xuân Thu ở thần bí kia chàng trai dưới chỉ thị, tạo lập được một tòa hải đăng. Chỗ tòa này hải đăng, là không không lúc nào không bên trong quái vật, ghi rõ hỏa thần giới tọa độ. Ngay sau đó, vô số hắc ám quái vật, vặn vẹo côn trùng, thối giữa cục thịt, tất cả loại không thể danh trạng đáng sợ đồ, từ thời không bên trong kẽ hở bạo dũng ra, hệt như triều thủy vậy, xâm lược đến hỏa thần giới bên trong. Nhìn vậy ùn ùn kéo đến hắc ám khí tức, Diệp Thần tại chỗ thì có một loại cảm giác hít thở không thông. Không nghi ngờ chút nào, đó là một chàng đáng sợ đại tai biến, là không không lúc nào không xâm lược thực tế khủng bố tai biến. Mà Hồng Xuân Thu, chính là những quái vật kia dẫn đường nội gián. Trần Nam trên khuôn mặt, cũng là mang vẻ phẫn hận, nói, vậy Hồng Xuân Thu vô cùng là đáng ghét, nội gián phải diệt trừ. Không chỉ là hỏa thần giới, còn có Hư Lưu Minh Hải, năm đó vậy gặp to lớn tai biến. Luân hồi chi chủ, người nhất định phải hướng trưởng môn nhân, bẩm báo chân tướng. Diệp Thần thu hồi hạt châu kia, trịnh trọng nói, ta biết, Trần Nam huynh mời yên tâm. Dừng một chút, Diệp Thần vừa nghi hoặc hỏi, đúng rồi, vậy Hồng Xuân Thu lại là làm sao biết hỏa thần giới tọa độ? Trần Nam nói, cái này ta cũng không biết, tóm lại, vậy lão tạp mao chính là nội gián, chính là hắn hại chết trưởng môn phu nhân, hại chết ta Tử Hoàng Tiên Cung triệu thủ hộ giả. Diệp Thần nói, được, Trần Nam huynh, ta nhất định sẽ hướng các ngươi trưởng môn bẩm báo. Trần Nam trong lòng thư giãn một chút, nói, như vậy quá tốt, luân hồi chi chủ, đa tạ. Diệp Thần nhìn Trần Nam cả người xích sắt trói buộc hình dáng, nói, Trần Nam huynh, trên mình ngươi xiềng xích phong ấn, nhưng có phương pháp giải khai. Trần Nam cười khổ lắc đầu một cái, nói, không giải được, năm đó đại tai biến sau này, tử thần giáo đoàn thứ 10 tiệc hộ pháp, biệt hiệu bạo quân thiên ngự hồn đế, muốn để cho ta phản bội Tử Hoàng Tiên Cung, làm hắn nội ứng, nhưng ta không chịu đáp ứng,
liền bị hắn nhốt ở chỗ này. Diệp thần nói, năm đó tử thần giáo đoàn xâm nhập hỏa thần giới, dẫn đội người, chính là vậy bạo quân, thiên ngự hồn đế. Trần Nam nói, đúng vậy, tử thần giáo đoàn, tổng cộng có 12 tiệc hộ pháp, mỗi một tiệc hộ pháp, đều là vô cùng cường đại tồn tại, muốn giải khai trên người ta phong ấn xiềng xích, trừ phi là có thể bắt được thiên ngự hồn đế máu tươi, đó là không thể nào. Diệp thần cơn sóng trong lòng phập phồng, vậy tử thần giáo đoàn, nội tình rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ, chỉ là thứ 10 tiệc hộ pháp, liền dám xâm nhập hỏa thần giới, nếu như là hạng đến gần hộ pháp, vậy sẽ kinh khủng đến cái gì bước? Vẫn là nói, bạo quân thiên ngự hồn đế xâm lược, chỉ là một dò xét. Trần Nam nói, năm đó vậy trận đại tai biến, ta tử hoàng tiên cung triệu thủ hộ giả, toàn quân tiêu diệt, nhưng tử thần giáo đoàn bên kia, vậy trả giá thảm trọng giá phải trả, hai bên coi như là lưỡng bại câu thương. Cái này cái ấn tỳ, chính là tổ khí, là ta năm đó từ tử thần giáo đoàn nơi đó tịch thu được, luân hồi chi chủ, người thật tốt cầm, coi là ta cho ngươi thù lao. Trần Nam tay phải một chiêu, trong hư không lôi quang lóe lên, một quả tử điện vòng quanh ấn tỳ, liền rơi xuống Diệp thần trong tay. Diệp thần cầm vậy ấn tỳ, chỉ cảm thấy bên trong kích động kinh khủng dòng điện, mơ hồ tới giữa, còn cùng hắn lôi bia có đồng tình, đặc biệt kỳ diệu. Cái này ấn tỳ, là tổ khí. Diệp thần trong mắt híp lại, đánh giá vậy ấn tỳ. Trần Nam nói, đúng vậy, cái gọi là tổ khí, chính là chín thần thời đại truyền lưu pháp bảo. Chín thần thời đại, đó là một cái so cổ xưa còn cổ xưa, so xa xôi còn rất xa thời đại, năm tháng rất xưa đến không thể tưởng tượng nổi bước. Từ thời đại kia lưu truyền xuống pháp bảo, đặc biệt thưa thớt, mỗi một kiện đều có khó lường thiên uy. Cái này cái ấn tỳ, tên là trời trên lôi ấn, đã từng là chín đại thần minh một trong, lôi thần thiên tôn pháp bảo, sau đó không biết làm sao lưu lạc đến tử thần giáo đoàn trong tay, cuối cùng lại bị ta thu được. Diệp thần nói, trên trời lôi ấn. Hắn đánh giá cái này cái ấn tỳ thời điểm, trừ kinh khủng kia sấm sét hơi thở bên ngoài, còn cảm nhận được liền một cổ xưa quy luật lực lượng, giống như vĩnh hằng. Trần Nam nói, ở chín thần bên trong, lôi thần là vĩnh hằng tượng trưng, nàng giống như là nhất thủ thắng tôn quý nữ thần, ảo tưởng thành lập một cái bầu trời đất nước, vĩnh hằng đất nước, cái này cái trên trời lôi ấn, đại biểu năm đó lôi thần lớn thể nguyện, có vĩnh hằng bất diệt quy luật lực lượng. Đã từng là lôi thần thiên tôn, cũng là vĩnh hằng phép tắc ngọn nguồn, sau đó nguyên thủy ma chủ, thừa kế nàng lực lượng. Diệp thần nghe Trần Nam trong miệng, vậy cổ xưa bí mật, nội tâm không khỏi được cảm thấy một chút ảo mộng. Những thứ này lịch sử sâu xa, quá rất xưa, chỉ là nghe, liền cảm thấy vô tận bể dâu. Lúc đầu vĩnh hằng phép tắc ngọn nguồn, cũng không phải là nguyên thủy ma chủ, mà là đã từng là lôi thần thiên tôn. Trần Nam quan sát Diệp thần một mắt. Nói, ngươi trên người bị thương, linh khí rất không ổn định, ngươi mượn bầu trời này lôi ấn hơi thở, trước khôi phục thương thế nói sau, nếu không, ngươi nếu là bỏ mạng ở bên trong chiến trường mặt, liền không người đi ra ngoài bẩm báo chân tướng. Diệp thần gật gật đầu nói, được. Hắn đang muốn ngồi xếp bằng xuống, an tâm chữa thương, nhưng lúc này, bên ngoài truyền tới một hồi chấn động to lớn, đất rung núi chuyển, giống như thế giới sụp đổ, vô số hắc ám khủng bố, mạnh mẽ hung hãn hơi thở. Vô số tê liệt gầm thét, điên cuồng truyền tới. Không tốt, những yêu thú kia đuổi tới. Diệp thần con người có rút lại, tinh thần lực thả ra ngoài, theo dõi ngoài sơn động cảnh tượng, nhất thời thấy được vô cùng đáng sợ tình cảnh. Chỉ gặp bốn phương tám hướng, toàn bộ là chi chít yêu thú, mỗi một con yêu thú, con người đều là màu máu đỏ, cả người hắc vụ lượn quanh. Trước đây, Diệp thần gặp phải vô số yêu thú bao vây, thật vất vả mới lao ra. Đem những yêu thú kia bỏ rơi. Nhưng không nghĩ tới, những thứ yêu thú này dọc theo hắn mùi, lại lần nữa đuổi tới. Hắc ám dưới, yêu thú bạo động, làm ra đầu tê dại. Trần Nam vậy cảm giác được bên ngoài yêu thú bạo động, không khỏi được ánh mắt trầm xuống, nói, những xúc sinh này, thật đúng là không chịu an phận à. Dừng một chút, lại hướng Diệp thần nói, luân hồi chi chủ, ngươi yên tâm đi, ngươi cứ việc an tâm chữa thương. Những cái kia yêu sao cho ta đi đối phó. Diệp thần ngẩn người, Trần Nam cả người đều bị xích sắt nhốt, chẳng lẽ còn có năng lực chiến đấu? Hống! Đây là, một hồi động trời tiếng thú gào vang lên. Chỉ gặp mấy đầu hình như sư hổ, to lớn dữ tợn yêu thú, đột nhiên đạp chết ra, kinh khủng móng vuốt đánh ra vách núi, để cho được cả ngọn núi ven núi, đều là chấn động.
hạ một thoáng, bốn phương tám hướng yêu thú, đều là điên cuồng đụng vách núi. Ở đó lực lượng khổng lồ dưới sự xung kích, cả ngọn núi ven núi ủng ủng vang dội, lại là ngay tức thì sụp đổ, vô số loạn thạch tung tóe. Diệp Thần và Trần Nam bóng người, nhất thời bại lộ ở vô số yêu thú bao vây hạ. Vách núi đã sụp đổ, nhưng Trần Nam tay chân, cả người trên dưới, vẫn bị vô số xích sắt trói buộc. Từng cái xích sắt, một đầu nhốt trước Trần Nam, một đầu khác nối liền ở trong hư không mặt, thật giống như có cái gì quỷ bí lực lượng ở cố định, hắc vụ sôi trào, như cũ vững vàng nhốt trước Trần Nam, đặc biệt quỷ dị. Hống! Lại là từng trận kinh thiên động địa gầm thét, chung quanh vô số yêu thú, dương nanh múa vuốt, nổi điên vậy xông về Diệp Thần cùng Trần Nam hai người. Một đám nghiệt xúc, các ngươi còn không bằng chân chính ma thần quái vật. Trần Nam cười gằn, trong tròng mắt thấm ra chiến ý, bị xích sắt nhốt hai cánh tay, mãnh liệt huy động. Xoát kéo kéo. Từng cái xích sắt, theo Trần Nam động tác, vung cuồng ra, hướng chung quanh yêu thú quét tới. Những thứ này xích sắt, lại thành Trần Nam vũ khí. Bót bót bót. Xích sắt bay múa đầy trời, khuấy động hắc vụ, như nghìn quân càn quét. Ngay tức thì liền đem trước nhất xông lên mười mấy con yêu thú, toàn bộ đánh thành thịt nát. Cái sợi xích sắt bên trên, giống như hàm chứa nghịch thiên lực lượng cùng quy luật, muốn nghiền ép hết thảy, càn quét hết thảy, vô cùng mạnh mẽ. Diệp Thần ngẩn người, không nghĩ tới Trần Nam lại có thể như thế cường hãn. Hắn vội vàng lui đến Trần Nam sau lưng, miễn phải gặp đến xích sắt càn quét ảnh hưởng đến. Cái này Trần Nam, không hổ là bị tử thần giáo đoàn nhìn chúng. Muốn thu mua là nội gián tồn tại. Hắn lực lượng, cực kỳ cường hãn, xích sắt vừa múa tới giữa, tất cả yêu thú, rên rỉ ngã xuống, máu tươi đầy trời tung tóe, mười phần nguy nga. Mà nơi này chiến đấu, ngoại giới cũng không nhìn thấy. Coi như vách núi sụp đổ, nhưng mảnh thiên địa này không gian, như cũ bao phủ một tầng quỷ bí hắc vụ, không biết từ vì sao tới. Ở đó tầng hắc vụ bao phủ hạ, nơi này đánh nhau hình ảnh. Ngoại giới căn bản không thấy được, chỉ có Diệp Thần có thể thấy. Tất cả yêu thú sau khi ngã xuống, một đóa đóa tử hoàng lửa, rơi ra ngoài, toàn bộ bị Diệp Thần thu. Diệp Thần mừng thầm trong lòng, cũng không cần hắn động thủ, là có thể thu hoạch được như thế nhiều tử hoàng lửa, thật là không nên quá thoải mái. Tại chỗ các yêu thú, thấy Trần Nam cường hãn như vậy, cũng là hoàn toàn sợ hãi, phát ra từng cơn rên rỉ. Cuối cùng, còn sót lại các yêu thú, chật vật chạy thục mạng. Kết thúc chiến đấu. Trần Nam thở hào hển, đầu đầy mồ hôi. Trần Nam huynh, không nghĩ tới người thực lực, lại có thể cường hãn như vậy. Diệp Thần thở dài nói. Luân hồi chi chủ, người đi mau, cách ta xa một chút. Trần Nam nghe Diệp Thần khen ngợi, nhưng không có vui sướng chút nào, ngược lại là mặt đầy ngưng trọng âm trầm, trán nổi gân xanh nhô lên, thúc giục Diệp Thần mau rời đi. Diệp Thần sửng sốt một tí, chỉ gặp Trần Nam cả người trên dưới, dính liền từng luồng bóng tối sương mù, ngưng tụ không tiêu tan. Những thứ này hắc ám khí tức, là Trần Nam đánh chết yêu thú sau đó, tích lũy dính, như vậy ác mộng vậy, gắt gao quấn quanh ở hắn thân thể. Trần Nam huynh, Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nhưng gặp ở đó chút hắc ám khí tức dính xuống, Trần Nam ánh mắt dần dần trở nên đỏ như máu, vành mắt hết sức nứt ra, giống như là tẩu hỏa nhập ma vậy. Ngao! Đột nhiên, Trần Nam phát ra một tiếng yêu thú vậy gầm to, cánh tay huy động xích sắt, hung hăng hướng Diệp Thần quét tới. Trần Nam huynh, bình tĩnh! Diệp Thần trong lòng trầm xuống, thúc giục nắng ban mai gió, quanh người nếp sống lưu chuyển, né tránh Trần Nam nhất kích. Nhưng, Trần Nam đã bị điên, dữ tợn gầm thét, hai cánh tay đều xuất hiện, đầy trời xích sắt càn quét, điên cuồng công kích trước Diệp Thần. Thiên tiên cá chép sao? Luân hồi thánh hồn trời, cho ta lọc sạch. Diệp Thần khẽ cắn răng, lập tức thả ra luân hồi thánh hồn trời, bao phủ ở Trần Nam trên mình, lại thi triển ra thiên tiên cá chép sao, từng cái tiên khí cá chép nhảy, vờn quanh Trần Nam toàn thân. Ở luân hồi thánh hồn thiên bảo vệ, còn có thiên tiên cá chép sao lọc sạch hạ, Trần Nam trên mình hắc ám khí tức, dần dần tản đi, huyết sắc kia con ngươi, cũng là khôi phục bình thường màu sắc. Ho! Chỉ là... Diệp Thần lại tiêu hao đại lượng linh khí, vốn là bị thương thân thể hư nhược, hơn nữa yếu ớt, không nhịn được ho khan. Luân hồi chi chủ. Trần Nam khôi phục như cũ, thấy Diệp Thần như vậy yếu ớt hình dáng, nhất thời kêu lên, trong lòng vừa lo lắng, vừa áy náy. Diệp Thần cười một tiếng,
nói ta không có sao, Trần Nam huynh, người không sao chứ? Trần Nam rất áy náy, nói ta cũng không sao, luân hồi chi chủ, đa tạ cứu giúp, à, ta bị nhốt nhiều năm, lực lượng suy thoái, lại bị những thứ này nhiệt xúc hắc ám khí tức cắn trả, thiếu chút nữa thì tẩu hỏa nhập ma. Dừng một chút, Trần Nam nhìn về phía mặt đất, trên đất còn lưu lại không thiếu tử hoàng lửa, còn không bị Diệp Thần thu lấy. Luân hồi chi chủ, hôm nay là Thái Thượng Công Đức Chiến bắt đầu ngày thứ nhất, người lấy được như thế nhiều tử hoàng lửa, hẳn là đệ nhất. Diệp Thần gật đầu một cái, xem hướng bầu trời. Cách sương mù dày đặc, hắn cũng có thể thấy, trên trời lơ lửng hạng kim bảng, hắn hạng, đã tiêu thăng đến vị thứ nhất, có tử hoàng lửa số lượng, có chừng hơn ngàn đóa hơn. Số lượng này, có thể nói khủng bố. Mà xếp hạng Diệp Thần phía sau, là kiếm môn Quy Trần, tử hoàng lửa số lượng, còn chưa đủ để 100. Nếu như lúc này kết thúc tranh tài, vậy Diệp Thần chính là đệ nhất. Chỉ bất quá, Thái Thượng Công Đức Chiến thường thường muốn kéo dài một tháng thời gian, tự nhiên không thể nào ngày thứ nhất liền kết thúc. Diệp Thần có thể được như thế nhiều tử hoàng lửa, dĩ nhiên là bởi vì xông vào không u khu, săn giết vô số yêu thú. Mặc dù phần lớn yêu thú, đều là Trần Nam giết chết, nhưng Trần Nam tự nhiên sẽ không cùng Diệp Thần cướp đoạt tử hoàng lửa, cho nên đến cuối cùng, toàn bộ chiến lợi phẩm, cũng tiện nghi Diệp Thần. Vạn Khư, Kiếm Môn, đều ở đây nhằm vào ta, bây giờ còn chưa đến ăn mừng thời điểm. Diệp Thần tuy xếp hạng thứ nhất, nhưng cũng không có gì tự mãn. Bởi vì hắn biết, chiến đấu vừa mới bắt đầu, tương lai rất nguy hiểm. Trần Nam nói, nếu như ngươi không ngại, ta có thể vì ngươi tẩy rửa quán đỉnh, ngươi cầm ra một nửa số lượng tử hoàng lửa, ta đem bên trong năng lượng, toàn bộ dưới vào bên trong cơ thể ngươi. Như vậy thứ nhất, ngươi thương thế cùng nguyên khí, có thể ngay tức thì khôi phục lại đỉnh cấp, chỉ là muốn trước thời hạn hao phí một nửa tử hoàng lửa, ngươi tổn thất không nhỏ. Tử hoàng lửa, trên thực tế là mồi lửa linh khí hội tụ, bên trong mang theo hỏa thần giới địa mạch khác. Bởi vì có địa mạch khác tồn tại, ngoại nhân không cách nào luyện hóa, nhất định phải do tử hoàng tiên cung tự mình ra tay, mới có thể tiến hành chân chính tẩy rửa cùng quán đỉnh. Lần này Thái Thượng Công Đức Chiến, ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, mỗi một người dự thi, đều có thể cầm mình cầm tử hoàng lửa, đi tử hoàng tiên cung, tiếp nhận tẩy rửa quán đỉnh. Đây coi như là tất cả người dự thi phúc lợi, coi như không bắt được hạng khen thưởng, cũng có bảo đảm không thấp hơn tăng thêm. Diệp Thần nghe được Trần Nam muốn thay hắn quán đỉnh, ánh mắt hơi sáng lên, nói Trần Nam huynh, người có thể thay ta quán đỉnh. Trần Nam nói, có thể, chỉ cần ngươi nguyện ý. Diệp Thần trong lòng vui mừng, nói, dĩ nhiên nguyện ý. Hiện tại Diệp Thần muốn nhất, chính là mau sớm khôi phục thương thế, để cho trạng thái trở lại đỉnh cấp. Nếu như có thể hấp thu tử hoàng lửa năng lượng, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Coi như tiêu hao một nửa tử hoàng lửa, Diệp Thần hạng, vẫn là thứ nhất. Lập tức, Diệp Thần đem trên đầu, một nửa tử hoàng lửa, toàn bộ thanh toán đi ra. Một đóa đóa tử hoàng lửa, trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong, rực rỡ tươi đẹp lóa mắt, khá là nguy nga. Trần Nam huynh, nhờ ngươi. Diệp Thần nói. Ừ. Trần Nam cũng không nói nhảm, bàn tay một chiêu, vậy một đóa đóa tử hoàng lửa, như có linh tính vậy, hiu 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 bay đến trước người hắn, cũng chậm rãi dung hợp lại. Rất nhanh, mấy trăm đóa tử hoàng lửa, liền hội tụ thành một đóa lửa to lớn liên. Xuyên thấu qua tầng tầng ánh lửa, Diệp Thần mơ hồ tới giữa, thấy được thế giới hiện thật mồi lửa nguyên khí tượng. Đó là một đoàn hừng hực thiêu đốt lửa cháy bừng bừng, ngọn lửa màu sắc, không hề nóng rực chói mắt, mà là phơi bày ra một loại đỏ nhạt thâm trầm, dường như muốn kể lể cổ xưa bí sử. Đoàn liệt hỏa này, thịnh trở ở một cái to lớn cổ xưa đồ đựng bên trong. Cái này đồ đựng, là cốt chất, do xương trắng chế tạo, phía trên khắc chư hơn phù văn thần bí. Đây là... Diệp Thần nhìn trước mắt mông lung khí tượng, ngơ ngẩn xuất thần. Ngươi thấy mồi lửa nguyên khí tượng? Trần Nam hỏi. Ừ. Diệp Thần gật đầu. Liếc mắt nhìn là tốt, đừng vẫn nhìn chằm chằm vào xem, nếu không có khinh nhờn thần linh nguy hiểm, lấy ngươi hôm nay tu vi, nhìn thẳng thần linh hải cốt, vẫn là có rơi vào không rõ nguy hiểm. Trần Nam ngưng trọng nói. Khinh nhờn thần minh hải cốt. Diệp Thần có chút nghi ngờ. Trần Nam nói, thịnh trở mồi lửa nguyên đồ đựng. Nhưng thật ra là dùng hỏa thần thiên tôn hải cốt đúc thành. Diệp Thần nói, hỏa thần thiên tôn. Trần Nam nói, đúng vậy,
Hỏa thần Thiên Tôn, là chín thần một trong, năm đó chín thần tranh bá, Hỏa thần Thiên Tôn sa sút, chưa từng không lúc nào không bên trong chạy ra khỏi, cuối cùng bị trưởng môn nhân giết chết.